Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 22. Đứng trước một đao kia, giây phút ấy, Trần Đức bỗng quát lên một tiếng như rồng ngâm hổ gầm, lại giống như một tiếng sấm sét đinh tai nhức óc. Chữ cút ấy vừa xuất hiện, cả phòng nghỉ chợt, xuất hiện từng tiếng ong ong, dự ảm văng vắng bên tai. Đi kèm với tiếng quát khủng bố ấy là một luồng sức mạnh thần thức đánh thẳng vào linh hồn như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên da thịt, trực tiếp bố lên linh hồn Mạc Ly Tiêu. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong không khí lóe lên một chữ vạn rồi biến mất. Vạn tự thiên âm. Á, khoảnh khắc ấy, thanh đao trong tay Mạc Ly Tiêu chợt rớt xuống, hắn ta ôm lấy đầu hét lên thảm thiết, hai con ngươi như muốn chừng rớt ra khỏi tròng, mặt mày trăng bệch như tờ giấy. Giờ phút này, một người luyện đao lại không thể cầm nổi thanh đao của mình. Hắn ta đau đớn đến cùng cực, nhìn chằm chằm vào Trần Đức. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Trong lòng hắn ta tức giận điên cuồng, nỗi đau đớn từ thần thức khiến hân ta không ngừng run rẩy, sợ hãi, nỗi đau đánh thẳng vào linh hồn thực sự quá đau đớn, dường như sẽ mất đi ý thức ngay tức khắc. Thế mà chưa chết. Trần Đức rất bất ngờ, vạn tự thiên âm được tung ra trong lúc hắn ta không đề phòng, theo lý thì Mạc Ly Tiêu không sống nổi mới đúng. Đâu có dễ dàng như vậy, tuy thần thức tấn công rất đáng sợ, nhưng cũng không phải chỉ mình anh mới có phương pháp tu luyện thần thức và tiên đài. Bọn họ cũng có, Linh Lung nói, tuy có rất ít võ kỹ liên quan đến tính tấn công của thần thức, nhưng vẫn có võ kỹ có tính phòng ngự, lại thêm sự che chở của tiên đài, đương sẽ không chết như vậy. Nếu không, nếu gặp phải người chuyên tu hành võ kỹ thần hồn, há chẳng phải sẽ bị giết à? Thì ra là vậy, thế, bổ thêm một đao vậy. Trần Đức bước ra một bước, tay niết ấn, trong tích tắc, lôi điện trong tay lóe lên đan sen, hoàn toàn nhấn chìm cả bàn tay anh. Nhân vương ấn, chấn lôi ấn. Ánh điện đan sen, sấm sét lóe lên, Trần lôi ấn vừa được tung ra, ánh mắt của cô tư bên cạnh hoàn toàn thay đổi, trong lúc điện lôi đan sen, cô ta lập tức nhận ra chiêu võ kỹ đó. Anh ta, có quan hệ gì với nhà họ ưng? Nhãn vương ấn là võ kỹ tuyệt mật của nhà họ ưng, vốn không truyền ra ngoài, nhà cô ta và nhà họ ưng qua lại thân thiết nên biết rõ điều này. Chẳng lẽ anh ta là người của nhà họ ưng? Không, không phải, nhà họ ưng là hậu nhân của chim Phượng Hoàng, có khí thức đặc biệt, còn trên người Trần Đức rõ ràng không có. Quan trọng nhất là tên trước mắt không chỉ biết nhân vương ấn, mà còn biết võ kỹ thần hồn. Cỏ ta có thể cảm nhận được, cảnh giới của Trần Đức nhiều nhất cũng chỉ là địa tiên tam trọng thôi, địa tiên tam trọng đã có thể sử dụng võ kỹ thần hồn, vô cùng yêu nghiệt, đáng sợ. Đôi mắt của cô tư tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh hãi và hiếu kỳ. Thực sự không thể tưởng tượng. Trong lúc suy nghĩ chăn trở, một chiêu chấn lôi ấn bổng giáng xuống Mạc Ly Tiêu, chung quy Mạc Ly Tiêu cũng là một thiên tài, có thể lọt vào bảng hào kiệt, thì không có ai là dạng vừa, càng không phải kẻ tầm thường. Kể cả có đau đớn đi nữa, hẳn ta cũng lập tức lấy lại tinh thần, nhặt đao trong tay giơ lên tiếp đón. Cùng lúc đó, người đàn ông cầm kiếm đi theo hắn ta cũng ra tay, tuy hắn không bằng Mạc Ly Tiêu, nhưng cũng xếp vị trí thứ 56 trong bảng xếp hạng, cũng rất cường mạnh. Trước đó không ra tay là vì hẳn cho rằng xử lý một tên rác rưởi trái đất, chỉ một mình Mạc Ly Tiêu là đủ. Việc hẳn phải làm là trông chừng Trần Đức, không được để Trần Đức bỏ chạy, nhưng bây giờ suy nghĩ này đã sớm tan thành mảy khói. Hiện thực đã tát mạnh hắn một cái, thực lực của Trần Đức thực sự khiến người ta bất ngờ. Hẳn không thế không ra tay, nếu Mạc Ly Tiêu chết ở đây, hắn cũng sẽ không được sống yên ổn. Không chỉ có hắn, nô bộc chấp kiếm của cô tư cũng ra tay, không thể nhẫn nhịn Trần Đức lợi ỷ hại như vậy, ba cường giả liên thủ cùng ra tay, lĩnh khí dập dờn, vô cùng đáng sợ. Thần võ kiếm, 1. Bá diệt quyền. Người đi theo Mạc Ly Tiêu vung kiếm, nô bộc chấp kiếm ra quyền, điên cuồng bá đạo, không hề nương tay, trực tiếp sử dụng 500% sức mạnh giết về phía Trần Đức. Toái mộng trảm. Cũng đúng lúc này, Mạc Ly Tiêu cũng sử dụng võ kỹ, phối hợp khá ăn ý với hai người kia, chém xuống. Ý thế đông người hả? Trong lòng Trần Đức trầm xuống, đối phương thực sự muốn dồn anh vào chỗ chết, phong tỏa hết đường lui của anh, vốn không muốn cho anh một chút cơ hội sống. Cửu trọng cực ảnh. Trần Đức không hề lơ là, thi triển cửu trọng cực ảnh, khí tức trong cơ thể tăng lên vùn vụt, sức mạnh, tốc độ, linh khí, thính giác, thị lực, thần hồn. Tất cả đều tăng lên cùng lúc.
chấn lôi ấn bên tay trái anh bỗng cường mạnh gấp 10 lần. Cùng lúc đó, tay phải anh cũng bắt đầu niết ấn. Động tác cực nhanh, giữa các ngón tay xuất hiện ảo ảnh lấp lóe, trong phút chốc. Linh khí trong tay anh sôi sục, hội tụ, nổi lên một đại ẩn, khí tràng hủy diệt đáng sợ dâng lên, thanh thế kinh người. Ấn thứ hai nhân vương tam ấn, binh thiên ấn. Trần Đức đã khổ luyện rất lâu, sớm đã nắm vững ấn thứ hai đến 7-8 phần, lúc này thi triển ra như thiên thần giáng xuống, một tay cầm nắm giữ lôi điện, một tay cầm đại ấn, tiến về phía trước như mãnh hổ. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đao, kiếm, quyền, và chấn lôi ấn, bình thiên ấn của Trần Đức tiếp xúc, và chạm đập vào nhau. Trong con mắt của hàng vạn người, lôi điện cuồn cuộn như một con dã thú nuốt chửng đao, kiếm và một quyền đó. Phục phục phục. Đao quang lấp lánh, kiếm thế kêu ù ù, một kiếm một đao một quyền, dốc toàn lực ngăn chặn chấn lôi ấn, ba người chỉ cảm thấy toàn thân run lên dữ dội, cánh tay tê dại. Tuy là vậy, nhưng ba người không có gì đáng ngại, họ thực sự rất mạnh, kể cả Trần Đức thi triển cửu trọng cực ảnh cũng không khiến họ bị thương nặng. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, sau khi điện lôi biến mất, lại thấy kim quang cuồn cuộn lấp lánh, một đại ấn sắc vàng tỏa bốn phía bỗng bao trùm lấy họ. Ầm ầm. Sau đó, đại ấn sắc vàng giáng xuống, như trăm ngàn dãy núi, lạ ỉ như bầu trời sập xuống, khí thế ngút trời, không gian vo ve, ép xuống nặng nề. Sao lại thế? Ba người Mạc Ly Tiêu gào lên tức giận, bọn họ bị ép dưới đại ấn sắc vàng, không thể chống cự, mặc dù thì triển võ kỹ phòng ngự, chống đỡ một vùng sáng, nhưng vẫn bị ép sập, nghiền vụn trong nháy mắt. Thiên bình ấn che khuất bầu trời, không gì có thể đẩy lùi. Không gì có thể ngăn cản, trong tích tắc, ngay cả mặt đất cũng bỗng sập đổ, cả một vùng hoang tàn, hỗn loạn. Xung quanh, các võ giả vốn đang nghỉ ngơi, xem kịch vui đều thộn mặt, người nào cũng cố hết sức tránh xa, nghẹn họng chân chối nhìn cảnh chấn. Hãi đó! Trong lúc kinh hãi rùng rợn, ánh mắt nhìn Trần Đức cũng thay đổi liên tục, từ coi khinh, khinh thường, trở thành kinh hãi, run sợ. Mạnh đến thế ư, em mờ. Cô tự bị Trần Đức khiến cho khiếp sợ thực sự, trong giọng điệu mang vài phần hiếu kỳ, một chút tán thưởng, một chút kinh ngạc. Nhưng vẫn thở dài tiếc nuối, nếu là trước đây, khả năng được tuyển vào vân tiêu giới gần như là 100%, đáng tiếc, kỳ này chỉ có một phần vạn. Những người tham gia kỳ này rất đáng sợ. Cô ta đã tìm hiểu, số người đến còn nhiều hơn so với ghi chép bảng hào kiệt đó, một số cường giả, thiên phú yêu nghiệt vốn không có trong ghi chép. Hơn nữa, Mạc Ly Tiêu chỉ xếp trong 31 người. Xếp hạng này cũng không cao. Yêu nghiệt càng nhiều, thì yêu cầu tuyến chọn của những thế lực như thông thiên các càng cao, dù sao. Hai thỏi vàng bày ngay trước mắt, trong tình hình số người được chọn có hạn, ai cũng sẽ chọn thỏi vàng nổi bật hơn. Cô Tư rất mạnh, mạnh đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được, cô ta có thế vừa nhìn đã nhận ra tuy Trần Đức thắng, nhưng anh đã dốc hết toàn lực. Đừng thấy bề ngoài anh thản nhiên ung dung, vẻ mặt không gợn sóng, thực chất anh cũng chịu chút nội thương, nhưng cô ta vẫn rất kinh ngạc, người đến từ trái đất có thể biểu hiện như vậy, cũng đủ để tự hào, không phải sao? Chỉ có điều so với những người như cô ta, anh vẫn chưa đáng để nhìn đến, thực sự không đáng nhìn đến. Nếu người chiến đấu với anh không phải là ba người Mạc Ly Tiêu, mà là cô ta chỉ cần dùng hai chiêu, là giết được Trần Đức. Tuyệt đối không phải cô ta tự phụ, cũng không phải cô ta thổi phồng, người khác gọi cô ta là cô Tư, chỉ bởi vì ở giới Long Vân, cô ta thuộc nhà họ Tư, còn họ của cô ta là cùng họ với mẹ đẻ, cô ta xếp thứ tư trong bảng hào kiệt. Tên thật là Hoa Linh Vi. Chỉ lúc sau, cuối cùng dao động, bộ ỉ bẩm, đá vụn, linh lực đáng sợ trong phòng cũng tan thành mây khói, sau đó, ba bóng hình nhếch nhác như chó xuất hiện trong ánh mắt của tất cả mọi người, đó chính là ba người Mạc Ly Tiêu. Bọn họ không chết, nhưng lúc này đã bị thương rất nặng, quần áo hoàn toàn bị máu tươi nhuốm đỏ rực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải cố hết sức gắng gượng thì đã chết ngất từ lâu. Bọn họ sợ hãi, nhìn Trần Đức với ánh mắt không cam tâm, khuôn mặt lóe lên vẻ nham hiểm kinh khủng. Thế mà vẫn chưa chết ư, Trần Đức lại kinh ngạc, anh đã dùng toàn bộ sức lực, ấy vậy mà vẫn không giết chết được ba người, thực sự rất khiến. Người ta bất ngờ. Mẹ kiếp! Mày ăn phải tim hùm gan báo hả, dám gây chuyện trên địa bàn của tao. Trong lúc Trần Đức tiếc nuối, cảm khái, ngoài cửa đột nhiên có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi thân hình vạm vỡ, cao đến 1m9,
mặc áo giáp màu bạc cầm một thanh kiếm lớn đi vào. Khí tức của hắn rất đáng sợ, đã vượt qua địa tiên, là một địa tôn giả. Một địa tôn giả thực sự cường mạnh hơn cả ba người Mạc Ly Tiêu cộng lại. Tuy chỉ là địa tôn nhất trọng, nhưng hắn vừa xuất hiện, rất rõ ràng, các tu sĩ xung quanh vốn đang huyên náo ồn ào, lập tức im bặt, giống như gặp quỷ. Hân vừa đi vào liền khóa chặt ánh mắt vào Trần Đức, mày, quỳ xuống tự sát đi. Người đến tay cầm kiếm lớn, giọng thét như hổ, bộ áo giáp màu bạc viền đen uy võ bất phàm, ngoài ra, phía sau hắn còn có 7-8 người. 7-8 người này đều có thực lực không yếu, đều từ địa tiên thất trọng trở lên, một người trong đó còn có khí tức dao động mạnh hơn Mạc Ly Tiêu. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào, cả khách sạn lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh không một tiếng động. Người đàn ông cầm cự kiếm tên là Chu Tu, là người phụ trách của khách sạn này, đồng thời cũng là chấp sự phụ trách trị an, tư pháp của Thành Thông Thiên. Đắc tội với Hân, tuyệt đối không thể nào lăn lộn sống tiếp được ở Thành Thông Thiên. Ánh mắt người đàn ông cầm cự kiếm như ngọn đuốc, cơ thể như một bức trường, cao lớn vạm vỡ, lướt nhìn qua tình hình ở hiện trường, thấy thương tích của ba người Mạc Ly Tiêu, cũng hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ kinh ngạc nhất thời, lát sau, ngạo nghề nhìn Trần Đức, lớn tiếng uy nghiêm quát. Còn ngây ra đó làm gì, con kiến trái đất nhỏ bé dám hủy khách sạn của tao, còn không tự sát đi, đợi tao đích thân ra tay hả? Tiếng quát của Chu Tu mang theo linh khí dao động, giống như hồi chuông vang vọng, lại giống như 10 vạn thái sơn va đập đến, tông ngực Trần Đức phập phồng, lùi lại mấy nước, sắc mặt soạt một cái trở nên tái nhợt, khó chịu. Đồng thời một ngụm máu tươi trào lên cổ họng, nhưng bị anh cố gắng nuốt xuống. Mạnh quá! Đây chính là địa tôn giả ư. Trần Đức kinh hãi trong lòng, kể cả anh đã đến cảnh giới như này, vẫn không chịu nổi một tiếng quát của đối phương. Trong đó đương nhiên cũng có nguyên nhân anh vừa mới đối phó với ba người Mạc Ly Tiêu nên đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, nhưng tiếng quát này lại khiến anh chấn thương, thật quá khoa trương. Hay! Trong ánh mắt ba người Mạc Ly Tiêu tràn đầy phấn khích, kích động, ba người bọn họ chỉ hận không thể băm vằm Trần Đức thành hàng trăm mảnh, diệt trừ hậu họa, thấy anh bị ức hiếp, bọn họ cực kỳ hưng phấn, cực kỳ sảng khoái. Làm sao, còn không tự sát, Chu Tu lại gần giọng quát, giống như sấm sét kinh thiên đập xuống, điên xuống tấn công, tựa như cây búa khổng lồ ngút trời đập vào đầu Trần Đức. Phụt phụt, hai tai Trần Đức chảy máu, cuối cũng không nhịn được máu từ khóe miệng chảy ra, rơi xuống mặt đất, đỏ cả một mảng. Chủ nhân, một, Liễu Tông Nguyên đã bị dọa sợ đến không dám nhúc nhích, tình trạng của ông ta còn thảm hại hơn Trần Đức, đôi mắt, tai, lỗ mũi, khóe miệng, máu chảy như chút nước, vô cùng dữ tợn. Trong lòng Trần Đức đầy tức giận, căn chặt răng, mặc dù anh bị thương, nhưng vẫn đứng thẳng người, không hề khom lưng, mạnh mẽ kiên cường. Lau vết máu nơi khóe miệng, anh nhìn chằm chằm Chu Tu, nói rõ từng chữ con mẹ mày. Muốn giết tao, mày đến thử xem. Cũng chẳng phải một mình anh hủy khách sạn, sự việc cũng chẳng phải bắt nguồn từ anh, gã này lại cứ nhằm vào anh không buông, vừa đến đã bắt anh tự sát. Chẳng phải rõ ràng tên khốn này muốn giúp ba người Mạc Ly Tiêu sao? Đáng hận hơn là muốn giết thì giết, hắn lại cố ý dùng ảm thanh để uy hiếp, trấn hãi anh. Còn có gì để nói đây? Đôi mắt Trần Đức tràn đầy lửa giận vô biên, anh đã nói chuyện với Linh Lung, chuẩn bị mượn sức mạnh của cô ta, đồng thời, kiếm long ngâm trong đỉnh long văn đã sẵn sàng chuẩn bị. Cùng lúc đó, ba chữ con mẹ mày vừa được phát ra, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ, tim co giật dữ dội. Vãi! Đó là chấp sự tư pháp của Thành Thông Thiên, còn là cấp địa tôn giả đấy, vậy mà anh dám chửi. Không nhìn rõ cục diện hả? Đừng nói rác rưởi đến từ trái đất, kể cả người đến từ một số giới khá lợi hại thì ít nhiều cũng phải nể mặt hắn vài phần. Nhưng bây giờ Trần Đức lại dám đô la ý nhục Chu Tu trước nhiều người như vậy. Ba người Mạc Ly Tiêu sửng sốt, sau đó, phá lên cười tàn nhẫn không thể tàn nhẫn hơn, đồ ngu, ngay cả lời như vậy cũng dám nói, chắc chắn sẽ phải chết. Đồ rác rưởi, mày chửi tao đấy phải không? Rất tốt, vốn định cho mày cơ hội tự sát, chết một cách sung sướng, đã vậy thì. Tao cho mày nếm thử mùi vị sống không bằng chết là thế nào, quả nhiên sắc mặt Chu Tu nối lên vẻ tàn nhẫn, nói với 7-8 người phía sau. Các cậu cho Hân nếm thử tỏa hồn liên đi. Tỏa hồn liên. Ba chữ này vừa xuất hiện, lập tức nhiệt độ không khí bỗng giảm thấp, tất cả mọi người không nhịn được dùng mình ớn lạnh. Tỏa hồn liên,
đẩy là linh khí thượng phẩm chuyên dụng của người chấp pháp thông thiên các, chuyên chế tạo riêng để đối phó thần thức, thần hồn. Một khi bị tỏa hồn liên giam giữ, thì không chỉ đơn giản là phải chịu nổi đau thể xác, mà còn đau đớn từ linh hồn, đến kinh mạch, thần kinh nguyên rồi đến xác thịt. Thành thông thiên không sử dụng nhiều đến tỏa hồn liên, gần trăm năm nay cũng chưa dùng đến 10 lần. Nhưng không có ngoại lệ, những người bị tỏa hồn liên trói cuộc, nguyện vọng lớn nhất chính là cầu xin được chết. Muốn chết ngay lập tức. Chu Tu vừa dứt lời, 7-8 người phía sau, từng người đều lấy ra một đoạn dây xích màu trắng bạc giống như xích sắt, đoạn cuối mỗi sợi xích là một móc sắc nhọn uốn cong lạnh lẽo, đầu móc màu đen nâu, giống như đuôi bọ cạp, lấp lánh ánh sáng lạnh bức bối. Sau đó 7-8 người đứng tách nhau ra, lại gần về phía Trần Đức từng bước. Sợi xích trong tay dường như sống lại, truyền ra một loại dao động chấn hãi linh hồn, các tu sĩ xung quanh, người nào người nấy chân phát run, nổi lên nỗi sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn, mục tiêu của mấy người không phải là họ, nhưng họ lại sợ đến run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Còn Trần Đức rất bình tĩnh, thậm chí không hề hoảng sợ chút nào, chút hồn lực dao động đó vẫn không chạm đến khiến anh sợ hãi. Chỉ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh như băng, cùng lúc đó, kiếm long ngâm nổi lên trong tay, lát sau, 7-8 người đã đi đến trước mặt Trần Đức, bao vây chặt lấy anh, sợi xích trong tay xoay vù vù như mái chèo chân vịt rồi sau đó chuẩn bị vung đến. Đợi đã, đúng lúc này, bỗng nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, Hoa Linh Vi che mặt bỗng lên tiếng, đôi mắt sáng long lanh nhìn sang Chu Tu, Chu Tư Pháp, chuyện hôm nay bắt nguồn từ tôi, không liên quan nhiều lắm đến anh ta. Xin Chu Tư Pháp rộng lượng khoan hồng. Tôi thay mặt anh ta xin lỗi anh. Giọng Hoa Linh Vi rất u lạnh, kể cả đối diện với Chu Tu cũng không thay đổi nhiều. Còn về tổn thất của khách sạn, sự việc đã bắt nguồn từ tôi, đương nhiên tôi sẽ bồi thường. Lần đầu anh ta đến Thành Thông Thiên, vẫn chưa hiểu gì, tôi cảm thấy đừng làm khó anh ta thì hơn, anh nói xem, Chu Tư Pháp. Hoa Linh Vi bỗng lên tiếng, nha hoàn. Nô bộc chấp kiếm bên cạnh cô ta và Mạc Ly Tiêu cùng những người trong phòng đều ngẩn người. Cái quý gì vậy? Cô Tư lại nói giúp cho tên tạp chủng, rác rưởi, con kiến hôi này. Chẳng lẽ cô ta đã quên chuyện tấn công ngực trước đó rồi à? Người nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngoài vẻ không thể tin nổi ra, Mạc Ly Tiêu càng không vui, cực kỳ ghen tức. Hiển nhiên Chu Tu cũng ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang Hoa Linh Vi. Không chỉ bọn họ. Ngay cả Trần Đức cũng cảm thấy ngạc nhiên, kỳ lạ, bất ngờ, cô gái này, tại sao? Đột nhiên nói giúp anh. Trần Đức, duyên phụ nữ của anh đúng là tốt đến mức khiến người ta ghen ghét linh lung trêu chọc, cảm thán, chí vừa mới đến Thành Thông Thiên đã có phụ nữ giúp anh rồi. Trần Đức đúng là rất có duyên với phụ nữ, ngay cả một cô gái như cô ta cũng không thể không ngưỡng mộ. Vào thời khắc quan trọng, cô Tư, lại không so đo hiềm khích trước đó mà giúp anh. Thực sự khiến người ta thấy bất ngờ. Được. Cùng lúc đó, Chu Tu thở một hơi nặng nề, nói, cô Tư đã đích thản ra mặt, thì tất nhiên Chu Tu tôi phải nể mặt rồi. Tuy Hoa Linh Vi che mặt, nhưng Chu Tu vẫn biết rất rõ thân phận thực sự của cô ta. Với tư chất của cô ta, chắc chắn sẽ được thế lực lớn của Vạn Tiêu giới chọn, tiền đồ rộng mở. Còn Chu Tu Hân chỉ là một chấp sự tư pháp của Thông Thiên Các, nếu không nể mặt, thì kết cục của Hân có thế sẽ rất thảm. Chúng ta đi thôi, một. Nói xong, Hân hạ lệnh dân theo 7-8 thuộc hạ quay người bỏ đi, không chút do dự. Những người xung quanh lại bị kinh hãi lần nữa, Chu Tu là một trong chấp sự tư pháp tàn nhẫn nhất Thành Thông Thiên, Hân lại bỏ qua như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả các tu sĩ gần đó hoàn toàn rơi vào trạng thái mông lung khó hiểu. Đồng thời, nô bộc chấp kiếm của Hoa Linh Vi nói. Cô chủ, không thể cứ thế mà tha cho hắn. Tôi làm việc, cần một nô bộc chỉ dạy sao? Hoa Linh Vi tỏ khí thế lạnh lùng, đói mắt sáng lướt nhìn hắn một cái, tôi không cần người giám sát, để lại kiếm, anh về nhà đi. Nô bộc chấp kiếm kinh hãi, từ trong ánh mắt của Hoa Linh Vi, Hân cảm nhận được sát ý, lập tức dùng mình theo bản năng, sau đó, đặt kiếm trong tay xuống, ngoan ngoãn rời đi. Cô cũng về trước đi, Hoa Linh Vi quay đầu, nói với nha hoàn bên cạnh, một mình tôi ở Thành Thông Thiên là đủ rồi. Không có nô bộc chấp kiếm và nha hoàn bên cạnh, thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì hết, loại người như Mạc Ly Tiêu cũng sẽ không có cơ hội xuất hiện bên cạnh cô ta. Tất cả đều là nể mặt nô bộc và nha hoàn, nhưng hôm nay,
hai người này lấy mạnh hiếp yếu, thực sự khiến có ta thấy thất vọng, ghê tởm. Vâng thưa cô hãy chăm sóc tốt cho mình, nhà hoàn nào dám phản bác, cô ta đáp lại một tiếng rồi xoay người rời ỉ đi. Còn Mạc Ly Tiêu và bạn của hắn ta, từ đầu đến cuối Hoa Linh Vi cũng không thèm nhìn. Đàn ông theo đuổi cô ta quá nhiều, loại tạp nham này căn bản không vào nổi mắt cô ta. Còn không bâng tên nhãi địa cầu kia. Chúng tôi cũng đi. Không có Chu Tu giúp đỡ, hai người Mạc Ly Tiêu nào dám ở lại, lúc này bọn họ ảo não rời đi một cách chật vật, một khắc cũng không dám ngừng. Trần Đức không để ý đến bọn họ, để mặc cho bọn họ rời đi, anh thu hồi long ngâm, chủ động tiến lên gần Hoa Linh Vi, cảm ơn sự giúp đỡ của cô Tư, chuyện lúc trước là tôi không đúng. Cuối cùng, Trần Đức không có quá nhiều lòng thù địch với cô gái trước mặt, thậm chí còn có một tia thiện cảm. Suy cho cùng, ở một nơi như Thành Thông Thiên này, cô ta cũng xem như có chút tình người. Ngày trước ra tay không suy nghĩ kỹ càng, đều là vì Hoa Linh Vi lộ vẻ không thân thiện chán ghét với anh. Lúc này, sự không thân thiện và chán ghét kia đã biến mất, Trần Đức nói lời xin lỗi nhận sai lầm cũng không có gì. Huống hồ, đối phương còn cứu anh. Nếu cô ta không mở miệng, e rằng hôm nay sẽ có một trận ác chiến, mặc dù anh có thể mượn sức mạnh của Linh Lung liều chết đánh một trận. Nhưng, bởi vì nguyên do quá yếu, sức mạnh Linh Lung có thể cho anh mượn cũng chỉ có hạn độ. Loại hạn độ này chém chết Chu Tu Địa Tôn giả tầng thứ nhất và thuộc hạ của hắn có lẽ không phải vấn đề lớn, nhưng Thành Thông Thiên này cường giả như mây. Chu Tu thân là chấp sự tư pháp, đại diện tư pháp và mặt mũi của Thành Thông Thiên, hắn mà chết, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Nếu như người đến là tôn giả đỉnh phong hoặc người trên địa tôn giả, Trần Đức sẽ rất khó khăn. Hoa Linh Vi mở miệng, không khác nào giúp đỡ một việc lớn. Đại trượng phu có thể cứng rắn có thể mềm mỏng, nói lời xin lỗi hay cảm ơn cũng không có gì. Hừ, khuôn mặt Hoa Linh Vi hơi đỏ lên, cũng không muốn nghĩ đến chuyện lúc trước, cô ta liếc nhìn Trần Đức vết thương thế nào rồi. Tạm ổn, ít nhất có thể tự do hoạt động, Trần Đức đáp lại, trên thực tế vết thương của anh rất nặng. Có thể hoạt động thì tốt, chỗ này đã bị phá hủy rồi, theo tôi, chúng ta đổi khách sạn khác. Cảm ơn, Trần Đức cũng không khách sáo. Đầu tiên, nơi này quả thật đã bị phá hoại nghiêm trọng, không còn cách nào tiếp tục ở lại nữa, khách sạn lớn như vậy bị phá hủy, tương đương với việc người ở đây đều phải đổi sang chỗ khác. Như vậy Thành Thông Thiên vốn chật chội sẽ rất khó tìm chỗ ở. Thứ hai, anh bị thương nặng, nếu như hành động một mình, nói không chừng sẽ bị người ta gảy rối, có phụ nữ bên cạnh, anh sẽ an toàn hơn nhiều. Chủ nhân, Liễu Tông Nguyên tiến lên, ông ta cũng bị thương nặng. Chật vật đi theo sau Trần Đức. Ông quay về Côn Luân Hư đi, Trần Đức liếc nhìn ông ta, thản nhiên nói. Liều Tông Nguyên khẽ ngừng lại. Ông ta biết biểu hiện hôm nay e rằng đã khiến chủ nhân thất vọng rồi. Liều Tông Nguyên thở dài, lấy ra phiếu tiền thông thiên còn dư lại giao cho Trần Đức. Dạ, chủ nhàn, cậu bảo trọng, tôi sẽ trông chừng thật tốt Côn Luân Hư, địa cầu, thân nhân và bạn bè của cậu. Trần Đức nhàn nhạt đáp lại, rồi sau đó biến mất trong khách sạn. Rất nhanh, Hoa Linh Vị dần Trần Đức đến khách sạn Thông Thiên, đây là khách sạn nằm trong top 3 của Thành Thông Thiên. Người có thế ổ đẩy đều là cường giả hoặc cường hào, một đêm cần tốn 6-7 ngàn tiền Thông Thiên, cực kỳ đắt đỏ. Điều quan trọng nhất chính là có tiền cũng chưa chắc ở được, mà phải cần đến mối quan hệ. Có ghi chép trên bảng hào kiệt. Rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận gì, Trần Đức cau mày, có chút nghi ngờ. Đầu tiên là chấp sự tư pháp Chu Tu đã nế mặt cô ta, sau đó lại đến một nơi như này, chắc hắn lai lịch của cô ta không hề nhỏ. Vừa đến trước cửa khách sạn Thông Thiên, một lão già lẳng lặng cung kính chờ đợi. Cô Tư, mời vào trong. Lão Vương, phiền ông sắp xếp cho anh ta một căn phòng, Hoa Linh Vi nhẹ nhàng nói. Được, đi theo tôi. Lão Vương liếc mắt nhìn Trần Đức, thấy hai chữ Côn Luân trên lệnh bài của anh, ông ta rất bất ngờ. Sao Hoa Linh Vi lại ỷ có thể dẫn theo một thằng nhóc địa cầu tới đây? Phải biết rằng ngay cả những người đến từ vị trí hùng mạnh kia cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhưng điều không nên hỏi thì ông ta cũng sẽ không hỏi, ông ta vô cùng tôn kính dần hai người đến một căn penthouse đơn sang trọng giống như biệt thự. Thưa cậu, đây là căn penthouse cao cấp của khách sạn Thông Thiên chúng tôi, cô Tư thì ở ngay phòng bên cạnh. Cảm ơn, Trần Đức ôn hòa nói. Lão Vương. Ông xuống trước đi,
Hoa Linh Vi thản nhiên nói. Vâng, lão Vương hành lễ, lui về phía sau. Sau khi ông ta đi, trong penthouse chỉ còn Trần Đức và Hoa Linh Vi. Cô nam quả nữ sống chung một phòng. Nghĩ đến hành động lần trước, Trần Đức khó tránh khỏi có chút lúng túng. Nhưng dường như Hoa Linh Vi đã quên rồi, cô ta đi đến cái ghế chế tạo từ gỗ tử long đặc biệt. Sau đó thản nhiên ngồi xuống. Anh cũng ngồi đi. Sau khi Trần Đức ngồi xuống, lúc này Hoa Linh Vi mới nhàn nhạt nói, anh tên gì? Trần Đức, tự Bát Hoang. Trần Bát Hoang sao? Có chuyện tôi cần phải nhắc nhở anh, một tuần sau đến kỳ sát hạch của Thông Thiên Các, thí sinh lần này cực kỳ hùng mạnh, anh phải chuẩn bị tinh thần bị loại, Hoa Linh Vi khoan thai nói. Tôi biết, những thứ này Liễu Tông Nguyên đã nói rồi, hôm nay hết hạn đăng ký sát hạch của Thông Thiên Các, sau khi đăng ký còn có một tuần, cũng chính là 7 ngày chuẩn bị để điều chỉnh thời gian. Những người phấn đấu đến đây có thể dùng trạng thái đỉnh phong để tham gia bài sát hạch. Nhưng, cho dù như thế nào, anh cũng không muốn bị đào thải. Ở Thông Thiên Các người tài giỏi nhưng lại dấu tài, cường giả như mày, hôm nay anh nổi tiếng rồi, sẽ rất bất lợi với anh, khoảng thời gian này tốt nhất anh nên cẩn thận một chút, đương nhiên. Nếu như có ai bắt nạt anh có thể nhắc đến tên tôi. Dừng một chút, Hoa Linh Vi bổ sung, tôi tên Hoa Linh Vi. Hoa Linh Vi, Trần Đức kinh hoàng, xếp thứ tư trong số những người tham dự kỳ sát hạch lần này. Khó trách loại người như Chu Tu cũng phải nể mặt cô ta. Cảm ơn, Trần Đức cười khổ, anh phát hiện hôm nay thứ mình nói nhiều nhất chính là hai chữ cảm ơn, tình nghĩa này dường như càng thiếu càng lớn. Đồng thời, anh càng nghi ngờ, tại sao Hoa Linh Vi lại giúp anh như vậy? Hai người không quen biết, thậm chí anh còn xâm phạm cô ta, anh không tin Hoa Linh Vi đã hoàn toàn quên chuyện lúc trước. Lời muốn nói tôi đã nói rồi, anh tự thu xếp ổn thỏa đi. Hoa Linh Vi nói xong. Cô ta đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Chờ một lát, Trần Đức nhìn bóng lưng người phía trước, anh hỏi, tôi muốn biết tại sao cô lại giúp tôi. Vì tôi thích, được không? Hoa Linh Vi ngoái đầu nhìn lại. Sau đó, cô ta đẩy cửa đi ra ngoài. Trần Đức buồn bực một trận, không ngờ Hoa Linh Vi lại kiêu ngạo như vậy, còn không nói cho anh lý do. Nhưng anh cũng không biết Hoa Linh Vi không nói dối. Cũng không lừa gạt mình. Đúng là, chỉ vì cô ta thích. Biểu hiện của Trần Bát Hoang khiến cô ta quá kinh ngạc, cô ta muốn xem trong 7 ngày này, anh có thể tạo ra kỳ tích để thăng thực lực được không? Đồng thời cũng vì Trần Đức có nhãn vương ấn. Nhà họ Ưng, mà nhân vương ấn này là võ kỹ bí mật của nhà đó, đồng thời nhà họ Ưng chỉ có 3 người có nhân vương ấn. Người thứ nhất là Ưng Trấn Bắc, gia chủ đời trước của nhà họ Ưng. Người thứ hai là gia chủ hiện tại của nhà họ Ưng Ưng Chiếu. Người thứ ba là Ưng Thanh Vũ. Theo như cô ta quan sát, Trần Bát Hoang không phải người nhà họ Ưng, đương nhiên nhân vương ấn là do một trong 3 người truyền thụ. Hai người kia trước giờ luôn ở trong nhà họ Ưng, hàng năm không ra ngoài, chỉ có Ưng Thanh Vũ mới có khả năng truyền thụ nhãn vương ấn. Quan hệ giữa cô ta và Ưng Thanh Vũ cũng không tệ lắm. Nhưng cô ta không nói những nguyên nhãn này, nếu như Trần Bát Hoang đến cuối cùng bị đào thải ở Thông Thiên Các, vậy thì anh cũng không cần phải biết những thứ này. Bởi vì không có tư cách, việc gấp bây giờ vẫn là để thăng thực lực, Trần Đức thu hồi ánh mắt, tâm tình nặng nề. Hôm nay anh đã nhìn thấy rõ ràng sự khủng khiếp của thành Thông Thiên, một Mạc Ly Tiêu đứng thứ 30 mấy anh đã khó mà ứng phó. Vậy người phía trước Mạc Ly Tiêu thì sao? Còn có những người giống hắn ta vẫn chưa được điều tra ra, hoặc khiêm tốn không muốn đứng vào trong bảng danh sách. Chẳng trách trước đó Liễu Tông Nguyên muốn anh khiêm tốn không kiêu ngạo, quả thật nơi này giống như lời như Hoa Linh Vi nói, cường giả như mày, người tài giỏi nhưng lại giấu tài, không muốn cho người khác biết. Thực lực thật sự rất quan trọng, không có thực lực thì chẳng có cái gì, Trần Đức tự lấm bấm một mình. Điều này không phải rất rõ ràng sao? Thực lực của anh ở thành Thông Thiên này thật sự không tính là mạnh, vừa rồi cô nhóc kia tâm địa hiền lành, đại nhãn không chấp tiểu nhân, nếu không thì vì hành động hôm nay của anh, cô ta chỉ cần 2-3 chiêu đã có thế tiền anh đi gặp Diêm Vương rồi. Linh Lung ung dung nói. Sái gì? Trần Đức lại một lần nữa kinh ngạc. Tôi và cô ta chênh lệch lớn như vậy sao? Không sai, 2-3 chiêu vẫn là trong tình huống chưa dùng hết toàn lực, nếu nghiêm túc đánh một trận với anh, có thể ngay cả một chiêu anh cũng không tiếp nổi, Linh Lung nói.
Nội tâm của Trần Đức rất ít khi gợn sóng, nhưng lần này anh thật sự cảm thấy hoảng sợ và kinh khủng. So sánh thì Côn Luân Hư và Địa Cầu thật sự không đáng nhìn. Nhưng anh cũng đừng nản chí, bọn họ sinh ra đã được hưởng thụ đãi ngộ hàng đầu cùng khối lượng tài nguyên tu võ lớn, còn anh thì sao? Một người địa vị cấp thấp, kém hơn người ta cả triệu lần. Linh Lung lo lắng Trần Đức sa sút nản chí, cô ta liền an ủi, lúc tôi quen anh cũng chỉ đến Linh Hải Kỳ mà thôi, bây giờ đã là địa tiên rồi, loại tốc độ này cũng xem như không tệ. Yên tâm, tôi sẽ không bị đả kích đâu, Trần Đức biết dụng ý của Linh Lung, anh khẽ mỉm cười, dù thiên phú của tôi không bằng bọn họ, tài nguyên cũng không bằng bọn họ, nhưng tôi nỗ lực hơn bọn họ 100 lần, không được sao? Được được được, vậy anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi chữa thương, chờ sau khi vết thương khỏi, tôi giúp anh để thăng thực lực. Linh Lung cười nói. Thiên phú của Trần Bát Hoang rất mạnh, từ trước đến nay Linh Lung vô cùng coi trọng, chưa chắc đã kém hơn Hoa Linh Vi. Thứ anh thiếu là thời gian, là tài nguyên. Hừ, Trần Đức thở dài, anh không hề trì hoãn chút nào, lập tức bắt đầu bế quan chữa thương. Cùng lúc đó, trong một khách sạn khác tên là Hòa Duyệt ở thành Thông Thiên. Trong một dinh lầu cực kỳ rộng rãi, Mạc Ly Tiêu và bạn hắn ta đang ở đây, sắc mặt. Bọn họ tái nhợt, vô cùng chật vật đứng trước cửa một căn phòng đóng kín. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, người mở cửa là một thanh niên khoảng 23 tuổi, mặc áo xanh, bên hông đeo một thanh đao, tướng mạo phổ thông, nhưng khí thế lại rất chín chân. Mấy người làm sao vậy, hắn ta cau mày nhìn dáng vẻ chật vật của hai người. Anh Đào. Bọn em tới cầu xin giúp đó, Mạc Ly Tiêu nói đầu tiên, anh nhất định phải giúp bọn em một tay. Tất Vân Đào xếp thứ 18 trong bảng hào kiệt, bán bộ địa tôn giả. Thứ gọi là bán bộ địa tôn giả, danh như ý nghĩa, hắn ta chỉ cách địa tôn giả nửa bước. Hắn ta cũng đến từ trường Bạch Giới giống như Mạc Ly Tiêu. Trong thế hệ trẻ trường Bạch Giới, Tất Vân Đào xếp thứ nhất, còn Mạc Ly Tiêu xếp thứ hai. Đi vào nói, Tất Vân Đào đưa hai người vào phòng. Họ ỉ cặn kẽ chuyện gì xảy ra. Nghe thấy có một người ở địa cầu đánh bọn họ thành như vậy, hắn ta xuất hiện 3 phần khiếp sợ, 7 phần khinh thường. Anh Đào, xin anh hãy giúp đỡ bọn em, giết hắn đi, nếu không thì em sẽ xuất hiện tâm ma, sắc mặt Mạc Ly Tiêu dữ tợn, vừa nghĩ đến bị một người địa cầu đánh bại, hắn ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cái này, không dễ đâu, thái độ của Hoa Linh Vi rất rõ ràng, chính là muốn bảo vệ hắn. Lúc này các cậu bảo tôi đi giết hắn, đây không phải cố tình gây khó dễ với Hoa Linh Vi sao? Nếu như cô ta biết, Tất Vân Đào có chút kiêng kỵ, đồng thời lại nghi ngờ, nhưng... Sao Hoa Linh Vi lại giúp đỡ một tên địa cầu rác rưởi không quan tâm đến các người? Đờ mờ, ai mà biết, Mạc Ly Tiêu tức giận nói. Nếu không phải tại cô ta, thằng nhãi kia đã sớm bị Chu Tu giết chết rồi. Ông đẩy một lòng giúp cô ta, vậy mà cô ta lại giúp người khác. Thật là đồ gái điếm. Bà nội nó bị người ta sờ rồi mà không biết xấu hổ. Mạc Ly Tiêu, cậu muốn chết sao? Lời Mạc Ly Tiêu vừa dứt, đột nhiên Tất Vân Đào trách mắng, sát ý răng khắp nơi, đao trong tay đã nằm trên cổ Mạc Ly Tiêu, dần dần hạ xuống da thịt. Hần ta! Máu! Dọc theo lưỡi đao, chậm rãi nhỏ xuống. Máu! Từng giọt rơi xuống. Như mưa như nước nhuộm đỏ sàn nhà. Toàn bộ quá trình, Mạc Ly Tiêu căn bản không có bất kỳ phản ứng gì. Mãi đến khi cổ truyền đến một trận ớn lạnh và đau đớn, hắn ta mới bỗng chốc hoàn hồn, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua từ đầu đến chân, hắn ta hoảng sợ nói. Anh Đào, anh làm gì vậy, chúng ta đến cùng một vị trí mà. Hừm, chính là tới cùng một vị trí, cậu mới có cơ hội nói tiếp, Tất Vân Đào lạnh lùng nhìn hắn ta rồi nói. Mấy giọt máu này xem như cho cậu một bài học. Cậu muốn chết nhưng tôi thì không, không phải cậu không rõ thực lực của Hoa Linh Vi, nếu lời của cậu truyền đến tai cô ta, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Dạ, Mạc Ly Tiêu gật đầu như gà mổ thóc, hân ta thận trọng nói, anh Đào, trước tiên có thể thu đao về được không? Sau này nói chuyện cẩn thận một chút, chuyện không nên nói thì đừng nói, Tất Vân Đào nhắm chính xác đao đã nhuốm máu vào trong vỏ đao. Anh Đào, chúng ta không chọc nổi Hoa Linh Vi, nhưng... Cái thằng nhãi địa cầu rác rưởi kia không có chút quan hệ gì với cô ta, dù có giết, Hoa Linh Vi cũng tuyệt đối không trách tội anh, Mạc Ly Tiêu vừa nói vừa nhận lấy một chiếc vali từ trong tay bạn mình. Mở vali ra,
bên trong toàn là tiền thông thiên được sắp xếp ngay ngắn, anh Đào, đây là 1 triệu tiền thông thiên, chỉ cần anh hỗ trợ thì nó chính là của anh. 1 triệu tiền thông thiên, tương đương với 500.000 cân linh thạch. Tất Vân Đào động lòng rồi. Tôi có thể giúp cậu, nhưng cần chờ mấy ngày nữa, bây giờ trực tiếp đi giết hắn, giống như đối nghịch với Hoa Linh Vi vậy, chúng ta cần phải nể mặt cô ta. Dạ, anh Đào, chỉ cần giết hắn trước khi sát hạch là được, trong mắt Mạc Ly Tiêu lóe lên vẻ hưng phấn sâu đậm. Ừ, được, hai người các cậu yên tâm, một tên địa cầu rác rưởi thôi mà, giết chết hắn dễ dàng lắm, từ đầu đến cuối, Tất Vân Đào cũng chẳng coi Trần Đức ra. Gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Anh đến từ địa cầu. Địa cầu đó. Ha ha. Một đêm trôi qua. 3 chữ Trần Bát Hoang gần như nổi khắp toàn bộ thành thông thiên. Một là anh lấy thân phận võ giả địa cầu chiến với 3 người Mạc Ly Tiêu. 2 là vì Hoa Linh Vi đã ra tay cứu giúp. Tin tức truyền đi rất nhanh, trong nháy mắt, Trần Đức gần như trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở thành thông thiên, vừa sáng sớm, ở các khách sạn lớn hay trên đường phố cũng đều. Bàn luận về anh, bảng hào kiệt cũng thay đổi ngay vào ngày hôm sau. Vị trí thứ 31 vốn thuộc về Mạc Ly Tiêu bất ngờ đã bị người khác cướp lấy, mà vị trí thứ 100 thì đổi thành tên của Trần Bát Hoang. Mạc Ly Tiêu hoàn toàn rớt khỏi bảng. Vốn dĩ Trần Đức đáng lẽ cướp được vị trí thứ 31 của Mạc Ly Tiêu, còn hẳn ta xếp thứ 32. Làm sao được, Trần Đức lại đến từ địa cầu. Thân phận còn luân hư ở địa cầu này mang theo hào quang rác rưởi. Người tạo ra bảng xếp hạng cho rằng không phải Trần Đức mạnh, mà Mạc Ly Tiêu quá rác rưởi, trước đó xếp thứ 31, đơn thuần là phân nhầm. Vì vậy, đá Mạc Ly Tiêu ra. Miễn cưỡng xếp Trần Đức ở vị trí 100. Mẹ kiếp! Mạc Ly Tiêu nhìn bảng hào kiệt trong tay, một quyền đập vỡ cái bàn trước mặt, hẳn ta giận dữ không kìm được, vẻ mặt dữ tợn. Trần Bát Hoang, ông đây nhất định phải giết chết mày. Giữa trưa ngày hôm sau. Vết thương của Trần Đức dưới sự trợ giúp của điều dưỡng và đan dược, cuối cùng đã hồi phục 7-8 phần, vừa mở mắt anh liền giao tiếp Linh Lung. Tinh Lung, không phải nói sau khi vết thương hồi phục sẽ giúp tôi để thăng thực lực sao? Tên nhãi này, anh gấp quá đấy. Linh Lung bất đắc dĩ nói. Chỉ còn lại 6 ngày là đến kỳ sát hạch rồi, có thể không gấp gáp được sao? Trần Đức rót đầy một bình rượu, uống liên tục mấy ngụm lớn, anh tràn đầy mong đợi. Dù thế nào cũng phải đi Vân Tiêu giới một chuyến, không thể bị đào thải. Chính xác, thời gian không còn nhiều nữa, đi thôi, chúng ta đến giới hải một chuyến. Linh Lung cực kỳ hài lòng với vẻ khẩn trương cuống cuồng của Trần Đức. Giới hải. Giới hải là một vùng biến của thành thông thiên, dù ở vị trí nào đến đây cũng phải qua giới hải, nó nối các vị trí với nhau. Linh Lung biết Trần Đức không hiểu, cô ta giải thích cho anh. Trần Đức. Tôi không biết trên người anh có bí mật gì, người bình thường tu hành nếu muốn đột phá, nhất định phải thỏa mãn 2 điều kiện, một là thực lực, 2 là nhận thức, 2 thứ đó thiếu một cũng không được. Mà anh, nhận thức không tồi, dù là công pháp hay võ kỹ, đến tay anh rất nhanh đã có thể giác ngộ, nói cách khác, bây giờ anh chỉ cần tài nguyên phong phú, thực lực anh sẽ để thăng nhanh chóng. Đương nhiên Trần Đức biết rõ vì cái gì, anh trải qua quá nhiều sinh tử ly biệt. Lòng người nóng lạnh hoàn toàn khác với những người lớn lên từ trong nhà kính. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, chính là truyền thừa trong âm dương kình. Cuốn sách trong không gian kỳ dị đó quả thật sự là chí bảo, các loại công pháp và tâm pháp vô cùng nhiều, mỗi một loại đều là thượng đẳng. Hơn 1.000 quyển sách, mấy trăm bản công pháp, mấy trăm bản tâm đắc, mà anh ở trong không gian kỳ dị giống như trải qua thời gian 1 năm, 10 năm. Khoảng thời gian đó, thứ anh nắm giữ đã sớm vượt qua rất nhiều người, quá nhiều thứ đã vượt quá mức quy định lĩnh ngộ. Điều này giống như một đứa trẻ mới bắt đầu học tiểu học nhưng lại có kiến thức của bậc đại học và tiến sĩ, chỉ thiếu mỗi trưởng thành về mặt cơ thể. Bằng một cách tự nhiên, năng lực lĩnh ngộ của Trần Đức vượt xa mọi người. Đây là bí mật của anh. Tạm thời anh không thể nói ra. Linh Lung vẫn đang giải thích chuyện liên quan đến giới hải. Giới hải là vùng đất nối liền các vị trí linh khí của các giới đều hội tụ ở đây, vì vậy ở đó không những xuất hiện một vài kỳ chân dị bảo, mà còn là vùng đất tuyệt vời để tu hành. Linh Lung, sao cô hiểu rõ về thành thông thiên như vậy, Trần Đức kỳ quái hỏi. Ha ha, thứ chị đây tìm hiểu có nhiều lắm, hiểu biết về một thành thông thiên không phải là rất bình thường sao, Linh Lung nói, còn không lên đường,
ngớ ra làm gì. Ừ, vậy thì đi ị. Lúc này, Trần Đức đứng dậy rời khỏi khách sạn, sau khi ra khỏi cửa, anh ngạc nhiên khi phát hiện ra có không ít người lén nhìn anh, bọn họ chỉ trí trỏ trỏ, anh loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang bàn tán chuyện ngày hôm qua. Dường như có không ít người để mắt tới tôi. Trần Đức nhanh chóng rời khách sạn và mua một chiếc nón với tấm rèm vải màu đen trên đỉnh đầu giúp anh che đậy đi tướng mạo của mình, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Linh Lung sải bước đi phía Thế Hải. Bên trong thành Thông Thiên vô cùng náo nhiệt, hai bên đường tụ tập rất nhiều tu sĩ từ đủ mọi tầng lớp đang ồn ào trao đổi một số bảo vật, thậm chí còn có một vài cuộc đấu giá mô hình nhỏ. Trần Đức người đến từ nơi có linh khí khô cạn như trái đất đương nhiên không mua nối những đồ vật cao cấp này. Do đó anh không dừng lại quá lâu mà trực tiếp thẳng tiến đến Thế Hải. Thế Hải chiếm 2/3 diện tích của thành Thông Thiên, biến lớn cắt ngang từ góc tây bắc của thành Thông Thiên, mênh mông cuồn cuộn chảy xiết không ngừng, thực sự giống như đại dương, điểm khác biệt duy nhất chính là đại dương của trái đất có màu xanh lam, mà tại Thế Hải càng ra xa càng tối đen. Mới đi được vài trăm mét nước biển đã đen kịt như mực. Bờ biển không phải là bãi cát mà là thảm thực vật tươi tốt với những gốc cây cao to. Trong này nhiều người quá, Trần Đức quét mắt nhìn xung quanh một lượt rồi cảm thán, anh hơi nhíu mày, bờ biển cũng quá đông đúc rồi. Phóng mắt nhìn ra thì không ngoa khi nói rằng ven biển người đông nghìn nghịt. Tu võ giả đang tu luyện ở dây nhiều không kế xiết. Sự tồn tại của Thế Hải cũng không phải là bí mật gì, đương nhiên sẽ có nhiều người, ai không muốn được đắm mình tu luyện ở một nơi linh khí nồng đậm cơ chứ. Sóng vừa xô bất cứ lúc nào cũng có thể vọt lên một vài bảo bối thảo dược, Linh Lung sớm đã dự đoán được, giọng điệu bình tĩnh nói tiếp. Nhiều người tới thành Thông Thiên Đế tham gia sát hạch là một chuyện, ngoài ra họ cũng muốn tới Thế Hải tu luyện, một ngày ở đây có thể so sánh với 4-5 ngày ở những nơi khác. Đích thực là vậy. Trần Đức không thể không thừa nhận điểm này, chỉ mới ở gần bên Thế Hải, linh khí đã so với những nơi khác phong phú hơn rất nhiều, trong không khí. Của Thế Hải, linh khí màu trắng gần như ngưng tụ thành hình, bằng mặt thường có thể thấy chúng lơ lửng trôi dạt trong không trung, chỉ riêng hoàn cảnh tu luyện này cũng tốt hơn Côn Luân hư của trái đất gấp hàng trăm lần. Không có gì khó hiếu khi Côn Luân khó sản sinh ra cường giả. Linh Lung tiếp tục, đây chưa phải là nơi có linh khí nồng đậm nhất, sâu thẳm trong Thế Hải mới là nơi có điều kiện tốt nhất, tuy nhiên. Xem ra những kẻ trong thành Thông Thiên kia đã vây chặt lấy Thế Hải. Đúng vậy. Rốt cuộc nó cũng là một con đường phát tài, khỏng phải sao? Theo quan sát của Trần Đức, có một cây cầu làm từ sắt tinh chế đặc biệt, muốn đi đến khu vực sâu trong Thế Hải chắc chắn phải đi qua cây cầu đó, mà cuối cầu là một hòn đảo nhân tạo nhỏ. Có thế mơ hồ nhìn thấy xung quanh đảo xếp dày đặc 2-3 nghìn căn phòng tu luyện. Đứng trên bờ một lúc, Trần Đức liền hiếu ra chúng được xây dựng bởi một số người quản lý của thành Thông Thiên, muốn vượt qua đều phải trả 100.000 cuộn Thông Thiên làm vé qua cửa. Và 100.000 này chỉ có thể ở lại chẽn đảo 3 ngày. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao rất nhiều người lại lựa chọn tu luyện bên bờ sông, người có thể lấy ra 100.000 cuộn Thông Thiên thực sự không nhiều. Huống hồ, sau khi bỏ ra 100.000 cuộn Thông Thiên cũng không nhất định có thể thực sự chọn được một phòng tu luyện tốt, bởi linh khí trong Thế Hải không ngừng thay đổi theo sự lên xuống của thủy triều. Cũng có nghĩa là không phải căn phòng nào trong số hàng ngàn phòng tu luyện cũng đều có nguồn linh lực phong phú. 60-70% có khả năng chọn phải phòng tu luyện cực kỳ rác rưởi, nếu như vậy còn không bằng dùng 100.000 cuộn Thông Thiên đối thành linh thạch, trực tiếp hấp thụ rồi tu luyện. Do đó chi phí 100.000 cuộn Thông Thiên rất có xác suất sẽ là một khoản đầu tư lỗ vốn. Đương nhiên, sự an ủi duy nhất là bất luận thế nào thì tình hình trong phòng tu luyện cũng tốt hơn bên bờ này rất nhiều, 100.000 cuộn Thông Thiên này. Cũng là một khoản tiền khổng lồ đối với Trần Đức. Trước khi anh xuất phát, Liễu Tông Nguyên đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình đổi thành cuộn Thông Thiên, tổng cộng còn chưa đến 130.000. Mặc dù rất đau lòng nhưng Trần Đức vẫn nộp ra 100.000 cuộn Thông Thiên để đăng ký lên đảo. Nếu muốn trở nên mạnh mẽ trong thời gian ngắn thì đây chính là cơ hội duy nhất, cách thức lựa chọn phòng tu luyện tương đương một canh bạc đối với người khác, nhưng chưa hẳn đúng với anh. Bởi anh có đôi mắt xuyên thấu. Có lẽ anh có thể nhìn thấy rõ tình hình bên trong từng phòng tu luyện. Đã có đến 200 hoặc 300 người tụ tập trên đá ốc, người người với trang phục đa dạng thảo luận rộn ràng, không ai để ý đến Trần Đức, họ dường như đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng mấy chốc, một bà lão già nua với mái đầu trắng xóa chống gậy từ xa đi tới, thân hình bà ta còng queo,
sự xuất hiện của bà khiến đám tu sĩ đang rì rầm bàn tán kia lập tức im bặt. Thực lực của người này thật khủng bố, cảm nhận được hơi thở ngang tàng từ trên người đối phương khiến Trần Đức không khỏi sửng sốt. Đương nhiên rồi, bà lão đó ít nhất cũng là địa tôn cửu trọng, Linh Lung đưa ra lời bình. Tôi sẽ không nói nhảm nhiều nữa, mọi người đều đã giao nộp cuộn thông thiên, vậy thì có thời gian 15 phút để lựa chọn phòng tu luyện cho mình, cơ hội chỉ có một lần, bà lão quặc mắt nhìn đám đông một lượt, sau khi nói xong liền im lặng đứng đó, không nói bất kỳ lời nào nữa. Từng người đều xôn xao bắt đầu thảo luận về các lựa chọn của bản thân rồi rảo bước về phía phòng tu luyện. Trần Đức khép hờ mắt, sau đó đôi mặt đen lóe lên tia sáng, khởi động thấu thị. Hoàn cảnh chung quanh lập tức hiện lên trong mắt anh, tình huống cụ thể trong những phòng tu luyện kia cũng không ngoại lệ. Quả nhiên có thể thấy được, Trần Đức vui mừng khôn xiết, lập tức nhìn chúng một phòng trong số đó. Anh vừa định qua đó thì Linh Lung bỗng nhiên nói, chọn phòng thứ ba hướng Tây Bắc. Bước chân của Trần Đức chững lại, lựa chọn của Linh Lung vậy mà giống của anh. Cô cũng có thể nhìn thấy tình hình trong phòng tu luyện. Trần Đức vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không nói nhiều mà đi thẳng vào phòng tu luyện đó. Sau 15 phút, bà lão một lần nữa lên tiếng, hết giờ. Vừa nói cây gậy trong tay bà ta vừa ngừng lại, ngay lập tức cửa của các gian phòng tu luyện đều mở ra rồi hút họ vào trong đó. Mà những người mắc hội chứng sợ có lựa chọn tốt hơn còn chưa kịp đưa ra quyết định đã trực tiếp bị đá bay ra khỏi đảo nhỏ. Cửa phòng tu luyện đóng sầm lại, chậm rãi chìm xuống vực sâu của thế hải. Ngay lập tức, nước biển cuồn cuộn sóng vỗ ào ào giống như sông trời xô đập vào phòng tu luyện. Trần Đức lúc này vô cùng kinh ngạc, gian mật thất này của anh. Lúc này quả thực là một biển linh khí mà. Cùng với sự cuộn sạch của sóng biến, cọ rửa phòng tu luyện. Từng đợt linh khí bị vật liệu đặc biệt trong phòng tu luyện và mảng phù văn hấp thụ từ trong nước biến khiến căn căn mật thất chớp mắt tràn ngập linh lực. Có thể nói Trần Đức hiện tại được chất lỏng ngưng kết từ linh khí nhấn chìm. Hơn nữa linh khí này vô cùng thuần khiết và trong sạch. Anh hoàn toàn đắm mình trong vòng xoáy linh khí của thế giới bên ngoài không ngừng tràn vào, vô cùng khủng bố. Thế hải vậy mà có thế khủng bố như vậy, ở nơi đây một ngày. Sợ rằng có thế sánh ngang với nửa năm ở thế giới bên ngoài, thậm chí là một năm. Nếu tu luyện ở đây cả đời không ra ngoài, há? Không phải là, một. Trần Đức rung động không thôi, trước đó anh quả thực thông qua mắt thấu thị biết được điểm dị thường của đáy biến. Linh khí nơi này dày đặc hơn nơi khác rất nhiều, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được nó sẽ khoa trương tới vậy. Tâm trạng của anh lúc này chỉ có thể dùng hai từ kích động hưng phấn để hình dung. Tiêu tốn 100.000 cuộn thông thiên, như cắt ra hút máu anh. Nhóc con, anh nghĩ nhiều rồi đó, tuy rằng linh khí nơi đây phong phú nhưng cũng chỉ là tương đối so với thành thông thiên, liên tục tu luyện ở đây nhiều nhất cũng chỉ dừng ở tu vi địa tôn giả đỉnh phong, so với Trần Đức, Linh Lung rất trấn tĩnh. Tuy linh khí phong phú nhưng vẫn không đủ để người trên cấp địa tôn giả hấp thu có hiểu không? Tôi nói bâng quơ thôi mà. Khóe miệng Trần Đức gợn lên nét cười. Anh đương nhiên hiểu nhu cầu linh khí ở từng cảnh giới sẽ bất đồng, chưa kể anh không thể vĩnh viễn lưu lại đây. Khi Trần Đức còn đang cảm khái, bên bờ Thế Hải có ba người đang đi về phía này. Không phải ai khác chính là Tất Phân Đào, Mạc Ly Tiêu cùng tên tùy tùng của hắn. Mạc Ly Tiêu, cậu chắc chắn hắn đã tiến vào Thế Hải, Tất Phân Đào nhàn nhạt hỏi. Chắc chắn, Mạc Ly Tiêu nói một cách quả quyết, giọng điệu trầm thấp xen lẫn căm ghét. Tên khốn kiếp đó vừa ra khỏi khách sạn người của em liền nhìn chằm chằm hắn một đường, hắn chắc chắn đã tới Thế Hải không thể nghi ngờ. Được, vậy chúng ta ở đây đợi, hắn vừa xuất hiện Tất Vân Đào tôi liền thay các người lấy đầu hẳn, Tất Vân Đào nắm thanh đao tự tin 10 phần. Cảm ơn anh Đào. Đói mắt Mạc Ly Tiêu lấp lánh sự hưng phấn nhìn về phía sâu trong lòng Thế Hải mà kích động, kỳ vọng, dường như cảnh tượng Trần Đức bỏ mạng đã vẽ ra ngay trước mặt, hắn không kìm được nở nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó tại phòng tu luyện, Trần Đức người đang ngơ ngác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, lần này có lẽ có thể trực tiếp xung kích tới địa tôn. Vậy sao, tôi mỏi mắt mong chờ đó. Linh Lung cười trong trẻo, cô ta cũng muốn nhìn xem thiên phú của Trần Đức rốt cuộc khủng bố, tới đâu, trong vòng 3 ngày có thể đột phá tới cảnh giới nào. Trần Đức cũng không lãng phí thời gian nữa mà lấy ra vài chục viên đan dược dứt khoát đổ vào miệng rồi ăn như hổ đói. Đó đều là những viên đan dược phụ trợ có thể giúp anh đấy nhanh tốc độ hấp thụ linh khí xung quanh. Đan dược vừa vào khoang miệng liền hòa tan,
chẳng bao lâu anh đã bắt đầu vận hành âm dương kinh, trong phút chốc lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn nở, từng cái đều giống như một đứa trẻ háu ăn mà điên cuồng thu nạp chất lỏng linh khí, linh dịch xung quanh. Sau khi linh dịch trong phòng bị anh hấp thu, trong chớp mắt lại có linh dịch mới từ bên ngoài tràn vào, tựa như vô tận vô biên, nếu là tu võ giả bình thường, sau khi hấp thụ linh khí thì cuối cùng đều chảy vào linh hải, nếu cuộn trào quá mãnh liệt có thể sẽ khiến đan điền nổ tung kéo theo sự vỡ vụn của linh hải. Tuy nhiên Trần Đức lại không rơi vào tình huống đó, bởi anh không hề có linh hải, linh dịch thông qua tứ chi và xương cốt chảy thẳng vào thức hải, lao vào tiên đài, một phần nuôi dưỡng thức hải, phần còn lại sẽ được tinh chỉnh, hấp thụ và chuyển hóa thành linh khí thuộc tính lửa. Dưới sự vun dưỡng này, ngay cả thần hồn của Linh Lung cũng được tẩy rửa và thăng hoa, mặc dù loại thăng hoa này đối với cô ta mong manh ít ỏi nhưng cũng đủ để thấy được sự đáng sợ trong phương pháp tu luyện mới của Trần Đức. Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất, nguồn linh dịch khổng lồ gột rửa thân thể khiến kinh mạch, da thịt, thần kinh nguyên, huyết mạch của anh không ngừng được gia tăng trong suốt quá trình đó, đồng thời cảnh giới của bản thân cũng tăng vọt như thác lũ trút xuống. Địa tiên tầng thứ nhất, địa tiên tầng thứ hai, ba, bốn. Cảnh giới lâu nay người khác khó có thể đột phá đến tay anh lại đơn giản giống như ăn cơm uống nước, trăng đến rằm trăng tròn, không có nửa phần trở ngại. Anh được hưởng lợi từ sự thừa kế, kinh nghiệm mà cảnh giới đột nhiên được đề cao, thậm chí không tồn tại bất kỳ vấn đề nền tảng lung lay nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, hơi thở của Trần Đức ngày càng trở nên hồn hậu và khủng bố, anh lặng lặng ngồi ở nơi đó giống như một con thú hoang đang ngủ đông. Địa tiên tầng 9. Tuy rằng vui mừng nhưng Trần Đức vẫn có chút không hài lòng, sau khi tiến vào địa tiên tầng 9 có thể xung kích địa tôn giả, nhưng dường như còn có chút khó khăn. Mặc dù khả năng lĩnh hội của anh là siêu mạnh, thần hồn cũng mạnh mẽ hơn người thường nhiều lần. Nhưng vẫn có trở ngại. Vượt qua cảnh giới lớn quả nhiên khác biệt về chất so với cảnh giới nhỏ, rất khó để nhảy vọt trực tiếp từ địa tiên tầng 9 lên tới địa tôn giả. Tuy nhẽn Trần Đức không nản lòng, anh tiếp tục vận chuyển âm dương kinh, ánh sáng màu vàng rực rỡ quanh người anh như thần thánh dáng thế bao trùm lấy cả cơ thể. Công pháp tu hành của tên nhóc này rốt cuộc là gì? Điếm màu đen kia hình như lại lớn hơn một chút, Linh Lung trong tiên đài nhìn điếm màu đen không bắt mắt trên thần thức màu vàng của Trần Đức hiếu kỳ thốt lên, tuy rằng vẫn nhỏ bé lu mờ không dễ phát giác nhưng quả thực đã lớn hơn một chút so với trước kia. Ngay cả Linh Lung cũng không nhìn ra nguyên cớ. Theo dòng thời gian, Trần Đức củng cố địa tiên cảnh, đồng thời hết lần này tới lần khác xung kích địa tôn giả. Mỗi lần như vậy sẽ lại làm cạn kiệt linh dịch của toàn bộ phòng tu luyện. Vẫn may, bất cứ khi nào linh dịch cạn kiệt lại rất nhanh sẽ có linh dịch mới được bổ sung. Trần Đức rất may mắn, nếu không có một nơi như vậy, có trời mới biết đến lúc nào anh mới có thể thăng cấp. Thật khó để tưởng tượng những kẻ đến từ giới khác của Thành Thông Thiên đến cùng đã tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên mới đạt được tới cảnh giới địa tôn giả này. Lần xung kích thứ nhất. Lần xung kích thứ hai. Lần xung kích thứ 100, lần thứ 300, cuối cùng không biết vào lần thứ 400 bao nhiêu, con người Trần Đức lộ ra tia vui mừng quá đỗi. Đột phá, anh thực sự đột phá rồi. Có thể thấy rõ ràng cùng lúc đó thần thức trong tiên đài của anh hoàn toàn thoát khỏi xiềng xích trên người và có thể hoạt động tự do. Trần Đức khống chế thần thức thoải mái như thường, không còn bất kỳ sự trói buộc nào nữa. Chỉ là khi anh muốn bước ra khỏi tiên đài, lại bị chặn lại bởi một cánh cửa vô hình. Bất luận cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Nhóc con đi khỏi thiên đài tương đương với hiện tượng hồn lìa khỏi xác như chúng ta nói ở thế giới tục, với thực lực hiện tại của anh, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể làm được việc đó. Linh Lung thấy anh thử vài lần liền nói. Tuy nhiên có thể hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc đã không tồi rồi, kể từ bây giờ, sức mạnh linh hồn và lực công kích của anh sẽ được cải thiện về chất lượng. Ép được thôi. Trần Đức không còn cách nào khác đành phải từ bỏ, anh ngoan ngoãn nỉ dạo xung quanh tiên đài làm quen với việc vận dụng thần thức. Linh Lung thấy một màn này trong nội tâm cũng cực kỳ kinh hãi, trên thực tế có thể thoát khỏi xiềng xích ở cảnh giới địa tôn giả này đã không thể nói là không tồi, mà là tương đối khủng bố rồi. Nhớ lại năm đó đến cả cô ta cũng không làm được như vậy. Điều quan trọng nhất là hồn lực và linh lực dung hòa vào nhau, đồng nghĩa với việc hồn võ song tu. Cô ta không thể tưởng tượng được trên thế giới này, tại cùng một cảnh giới còn có bao nhiêu người là đối thủ của anh.
Điều khiến cô ta càng kinh ngạc hơn nữa là sau khi xung kích địa tôn giả, người trước mắt phần đang đột phá, địa tôn giả tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thứ ba. Thắng cho đến sau tầng thứ tư mới dừng lại. Mà đây không phải là bởi vì anh không thể tiếp tục đột phá, suy cho cùng là do linh khí trong phòng tu luyện không đủ cho anh sử dụng để xung kích cảnh giới tiếp theo. Chí địa tôn tầng thứ tư mà lượng yêu cầu đã lớn như vậy. Trần Đức lấy làm tiếc nuối, cho dù trong vòng xoáy linh khí nhưng linh dịch vẫn không đủ để thỏa mãn anh, linh dịch của một gian phòng tu luyện cũng không thể xung kích cảnh giới tiếp theo. Không còn cách nào, Trần Đức cũng chỉ đành kiên cố cảnh giới. Cuối cùng không lâu sau linh dịch dần dần voi đi và suy yếu dần. Thời gian 3 ngày trước mắt đã trôi qua. Tại khoảnh khắc vòng xoáy linh lực tiêu tan, Trần Đức cũng ngừng tu luyện và bắt đầu cảm nhận năng lượng khủng bố trong cơ thể. Thực lực so với trước đây ít nhất tăng lên gấp trăm lần, nếu dùng lực long tượng để quy đổi sức mạnh, đại khái có khoảng 10.000 lực long tượng. Một lực long tượng bằng sức mạnh của 1 tỷ tấn. Sức mạnh của 10.000 lực long tượng là bao nhiêu? Trần Đức không dám tưởng tượng, nếu vẫn còn ở Côn Luân Hư thì một quyền của anh hạ xuống có lẽ. Có thể oanh tạc toàn bộ Côn Luân Hư chăng? Nếu như gặp lại ba người Mạc Ly Tiêu, e rằng bản thân hiện tại chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể tiễn bọn họ xuống chầu Diêm Vương, nội tâm Linh Lung cũng chấn động không thôi, tốc độ thăng cấp của Trần Đức quá nhanh. Nhanh đến mức khiến người ta phải chết lặng. Vốn dĩ lúc trước khi Trần Đức nói đột phá địa tôn giả, cô ta không ôm quá nhiều kỳ vọng. Không ngờ anh không chỉ đột phá, vậy mà còn thẳng một đường leo lên tới địa tôn tầng thứ tư. Biến thái. Có thể đạt được tốc độ tiến bộ kinh hoàng như vậy trong loại môi trường này là điều chưa từng thấy mới nghe tân đầu. Tinh Lung, tất cả phải cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi đã không biết đến một nơi tuyệt vời như này, Trần Đức chân thành cảm ơn từ trong thâm tâm. Trong lúc anh đang nói chuyện, đột nhiên trong phòng tu luyện bông di động từng hồi, hiển nhiên gian phòng đang cấp tốc trồi lên trên mặt nước. Nhóm người bọn họ sắp phải xuất quan. Mạc Ly Tiêu đứng bên bờ biến thấy giới hải có biến động liền chờ nên vỏ cùng hung dữ và hưng phấn. Tên khốn kiếp đáng chết đó cuối cùng cũng đi ra rồi sao? Trong đôi mặt của Mạc Ly Tiêu cùng kẻ tùy tùng của hắn là ô hành bừng cháy ngọn lửa căm giận mà ghim chặt vào phòng tu luyện đang từ từ nối lên kia. Tất Vân Đào lạnh lùng thanh nhã đứng ở một bên, tay hắn nắm đao, thân hình thẳng tắp, ba người trực tiếp chặn tại lối ra của cây cầu với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Những tu võ giả vốn đang tu hành xung quanh sớm đã nhận ra bọn họ, cũng biết được mục đích mà họ tới đây. Sự thay đổi đột ngột của giới hải lập tức thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bọn họ bên này, tất cả đều ngóng chờ một màn kịch hay. Nhiều người đã nghe qua cái tên Trần Bát Hoang, bọn họ cũng rất tò mò anh rốt cuộc là một người trái đất như thế nào lại có thể khiến Hoa Linh Vi gạt bỏ hận thù trước đây để đích thân ra tay cứu giúp. Đó là, Đoạn Bằng. Đúng lúc này một người đàn ông trẻ tuổi bước đến từ bên ngoài đám đông, trên người hắn không trang bị bất kỳ loại vũ khí nào, khoác trên mình một thân trang phục nhanh nhẹn chỉnh tề màu đen, một mình đi tới từ phía xa. Nhưng, không ai dám xem nhẹ hắn ta. Bởi hắn xếp hạng thứ 13 trên bảng hào kiệt. Công pháp mà hắn tu hành chính là Côn Bằng Sát Quyết, vô cùng mạnh mẽ, một khi ra tay ắt có người phải bỏ mạng. Nhìn thấy hắn nhiều người bất giác lùi lại bước chân. Lo sợ bản thân không cẩn thận lại chọc giận tới hẳn, trong khi những người mạnh hơn một chút thì mạnh dạn lên tiếng chào hỏi. Chào cậu Đoạn. Chào cậu Đoạn. Hai người Mạc Ly Tiêu cùng ô hành cũng tiến lên phía trước gặp người 90 độ và chào một cách kính cẩn. Ngay cả một cường giả khoe khoang như Tất Vân Đào cũng không. Ngoại lệ. Tuy rằng hẳn xếp ở hạng 18 nhưng cũng hiểu rất rõ thực lực của bản thân kém hơn Đoạn Bằng không chỉ ở một hai điểm. Đoạn Bằng đến đây vừa bất ngờ nhưng cũng là lẽ thường tình. Hắn là một trong số những người theo đuổi Hoa Linh Vi, hơn nữa còn thuộc một bộ phận nhỏ trong số những người cực mạnh. Sự việc Trần Bát Hoang đánh vào ngực sớm đã truyền khắp thành thông thiên, hắn đến đây cũng là chuyện dễ hiểu. Cậu Đoạn, anh tới để giết tên Trần Bát Hoang kia sao? Mạc Ly Tiêu vụt qua nét kỳ vọng, chờ mong mà dè dặt dò hỏi. Giết hắn, anh cảm thấy hắn có tư cách để tôi đích thân ra tay sao? Biểu cảm của Đoạn Bằng không dao động quá nhiều, trả lời giọng điệu ung dung. Mạc Ly Tiêu, ô hành, hai người cho rằng tôi sẽ ra tay với một tên rác rưởi như các người chắc. Quan trọng hơn là, còn bị thứ rác rưởi ấy đánh bại, ha ha. Đúng là làm mất mặt trường bạch giới mà. Đoạn Bằng nói chuyện chẳng hề khách sáo,
dù hiện trường đã có vài trăm người vây xem, nhưng hắn ta vẫn chẳng chừa chút mặt mũi nào cho Mạc Ly Tiêu, có thể nói là rất trực tiếp và khá kiêu ngạo. Nhưng, cũng chẳng có ai cảm thấy không đúng, trái lại còn thấy hắn ta nói vậy rất bình thường vì Đoạn Bằng có vốn liếng và thực lực để nói bằng cái giọng điệu ấy. Mạc Ly Tiêu và Ô Hành bị chửi không dám hó hé câu nào, chỉ biết cười. Khố nói, vâng, anh Đoạn nói rất đúng. Tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của các người, đến đây chỉ là muốn xem rốt cuộc tên nhóc kia là ai, dựa vào cái gì và có gì đáng để cô Tư tự mình đứng ra bảo vệ. Đoạn Bằng nói với giọng hết sức kiêu ngạo, ra vẻ nhìn xuống người khác, hoàn toàn chẳng coi ai ra gì. Anh Đoạn yên tâm, tôi sẽ tìm mình tìm lại mặt mũi cho Trường Bạch Giới, Tất Vân Đào nói, bất kể tên nhóc kia dựa vào cái gì hay có vốn liếng nào thì tôi cũng sẽ chặt đầu của cậu ta xuống. Ha, Đoạn Bằng cười lạnh. Liếc Mạc Ly Tiêu và Ô Hành, chí mong cậu đừng có giống hai tên ngu này, ra vẻ không thành còn bị đánh cho sấp mặt. Sắc mặt của Mạc Ly Tiêu và Ô Hành rất khó coi, nhưng họ có giận cũng chẳng dám nói gì. Ở trước mặt Đoạn Bằng, họ là cái thá gì chứ? Đoạn Bằng muốn giết bọn họ hoàn toàn chỉ cần một ngón tay. Đối mặt với một kẻ mạnh cỡ đó, họ còn có thể làm sao đây? Anh Đoạn, giờ có anh ở đây. Dù tên Trần Bát Hoang kia có mạnh hay quỷ dị cỡ nào thì chắc chắn cũng sẽ chết thôi, Mạc Ly Tiêu chẳng những không dám tức giận, mà còn phải dáng nở nụ cười, nịnh nọt hắn ta. Tôi nói là hôm nay chỉ nhìn chứ không ra tay, một Đoạn Bằng kiêu ngạo nói, không phải cứ con kiến nào cũng đáng để tôi ra tay. Vàng, vâng, anh Đoạn nói rất đúng, ý tôi là anh chỉ cần đứng bên cạnh thôi đã có hiệu quả rồi, Mạc Ly Tiêu nịnh. Đoạn Bằng vừa xuất hiện đã có rất nhiều người nghe tin mà đến, vội vàng chạy tới xem trò hay. Bến bờ Giới Hải, bóng người càng ngày càng nhiều và tụ tập đông hơn. Lúc này, trên đảo nhỏ đã lần lượt có người xuất quan đi ra từ trên cầu, ánh mắt ba người Tất Vân Đào đều nhìn về phía họ, tìm kiếm bóng dáng của Trần Đức. Xong, lại không có. Một tiếng trôi qua, vẫn không có. Hai tiếng trôi qua, vẫn chẳng có. Bóng dáng Trần Bát Hoang vẫn mãi không thấy đâu. Tất Vân Đào không khỏi nhíu mày, Mạc Ly Tiêu, cậu có chắc cậu ta tới đây không? Chắc chắn mà, Mạc Ly Tiêu nói, đợi thêm một chút nữa đi, chắc cũng sắp rồi. Hay cậu ta biết chúng ta ở đây nên trốn trong phòng tu luyện, không dám xuất hiện, Ô Hành lo lắng nói. Trốn, phòng tu luyện là nơi cậu ta có thể trốn chắc, Giới Hải có quy định của Giới Hải, chỉ còn hai tiếng nữa thôi. Sau đó... Nếu đám người kia dám cả gan nán lại thì người canh giữ trên đảo sẽ tự mình ra tay, Mạc Ly Tiêu cười lạnh nói. Đến lúc đó, khỏi cần chúng ta ra tay. Thì cậu ta cũng sẽ chết trên đảo thôi. Tất Vân Đào không khỏi nhíu mày, Mạc Ly Tiêu, cậu có chắc cậu ta tới đây không? Chắc chắn mà, Mạc Ly Tiêu nói, đợi thêm một chút nữa đi, chắc cũng sắp rồi. Hay cậu ta biết chúng ta ở đây nên trốn trong phòng tu luyện, không dám xuất hiện, Ô Hành lo lắng nói. Trốn, phòng tu luyện là nơi cậu ta có thể trốn chắc, Giới Hải có quy định của Giới Hải, chỉ còn hai tiếng nữa thôi. Sau đó, nếu đám người kia dám cả gan nán lại thì người canh giữ chẽn đảo sẽ tự mình ra tay, Mạc Ly Tiêu cười lạnh nói. Đến lúc đó, khỏi cần chúng ta ra tay, thì cậu ta cũng sẽ chết trên đảo thôi. Vậy chờ thêm hai tiếng nữa, hai tiếng sau mà cậu ta không xuất hiện thì Mạc Ly Tiêu, tôi cũng sẽ không trả lại tiền thông thiên cho cậu đâu, Tất Vân Đào nói. Mạc Ly Tiêu vội nói, anh Đào, anh yên tâm, nếu anh ta không xuất hiện thì tôi sẽ cho anh thêm 500 ngàn. Hoa Linh Vi đến rồi. Đúng lúc này, chợt vang lén một trận xôn xao, chỉ thấy đằng xa có một bóng hình xinh đẹp thong thả bước tới. Người đó chính là đeo khăn che mặt Hoa Linh Vi. Ba người Tất Vân Đào nhìn thấy cô ta thì sắc mặt trở nên hơi khó coi. Sao cô ta lại đến nơi này? Có cô ta ở đây thì sao giết Trần Bát Hoang được nữa? Linh Vi, Đoạn Bằng dẫn đầu tiếp đón, trên gương mặt lạnh lùng khẽ lộ ra một nụ cười nịnh nọt và khao khát, sao em lại tới đây? Một, sao tôi lại tới đây, lẽ nào các người không biết ư? Hơn nữa, tôi với anh cũng không quen, xin hãy gọi tôi là cô Tư, Hoa Linh Vi không thích tẽn Đoạn Bằng này cho lắm nên nói chuyện cũng chẳng khách sáo. Vẻ mặt Đoạn Bằng khựng lại, trong lòng bực bội không thôi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, bản thân Hoa Linh Vi vừa có thực lực vô cùng mạnh mẽ, mà gia tộc đứng sau lưng cô ta cũng cực kỳ khủng bố. Bất kể là Hoa Linh Vi hay gia tộc đứng sau cô ta thì Đoạn Bằng đều không thể trêu vào.
Đoạn Bằng đành phải đổi xưng hô, cô Tư, cô tới đây là vì tên Trần Bát Hoang người trái đất ư. Hắn ta nhấn mạnh ba chữ người trái đất như đang nhắc nhở Hoa Linh Vi Trần Bát Hoang là một con kiến đến từ một nơi rác rưởi, giữa cả hai có một sự chênh lệch như trời với đất. Thế nhưng, Hoa Linh Vi lại chẳng thèm để ý đến Đoạn Bằng, thậm chí còn không liếc nhìn hắn ta lấy một cái. Con người xinh đẹp của cô ta khẽ đảo, nhìn về phía Tất Vân Đào, Mạc Ly Tiêu và Ô Hành. Tất Vân Đào, nếu các người muốn sống tham gia sát hạch thì tôi đề nghị ba người mau rời khỏi đây đi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoa Linh Vi là đôi con ngươi long lanh như thủy tinh nhưng lại lộ vẻ lạnh lùng, nền nã. Giọng nói trong veo của cô ta tuy không cao, nhưng chẳng ai dám xem nhẹ hay không để ý đến nó. Lời nói ấy lọt vào tai Tất Vân Đào khiến sắc mặt hắn ta hơi tái nhợt. Mạc Ly Tiêu siết chặt nắm tay, ánh mắt ảm u. Hắn ta vừa thấy Hoa Linh Vi là tức, không hiểu nối sao người phụ nữ ngu ngốc này lại bảo vệ cho một tên rác rưởi. Nếu không có cô ta thì Mạc Lị Tiêu đã chẳng phải tốn 1 triệu mời Tất Vân Đào, thằng ôn Trần Bát Hoang kia cũng đã sớm chết trong tay hắn ta rồi. Đáng tiếc, đối mặt với Hoa Linh Vi hắn ta lại chẳng dám hó hé câu nào. Chúng tôi, Tất Vân Đào im lặng một lát rồi chuẩn bị chịu thua và rời đi. Dù sao, giữa hắn ta và Trần Bát Hoang cũng không có hận thù gì. Xong, Tất Vân Đào còn chưa nói xong, bỗng dưng. Hỗn láo. Một tiếng quát nặng nề chợt vang lên ngắt lời hắn ta. Sau đó, một người phụ nữ trung niên đi đến, rồi bước tới trước mặt Hoa Linh. Vì, đằng sau bà ta còn có một thanh niên nữa, mà người ấy không ai khác chính là người cầm kiếm bị Hoa Linh Vi đuổi đi trước đó. Mẹ, Hoa Linh Vi thấy bà ta thì ngẩn ra. Người đến chính là người đã nhận nuôi và nuôi nấng còn dạy bảo võ học cho cô ta, Hoa Huyền Khuyết. Cùng lúc đó, Hoa Huyền Khuyết còn là nhân vật đứng thứ hai bên trong gia tộc, có quyền lực gần với gia chủ. Hoa Linh Vi không ngờ Hoa Huyền Khuyết lại tự mình đến thành Thông Thiên này. Có điều, sau khi thấy vẻ mặt đắc ý của tên nô bộc chấp kiếm đứng sau Hoa Huyền Khuyết thì lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Con còn có mặt mũi gọi mẹ là mẹ nữa hả? Hoa Huyền Khuyết lạnh lùng, trầm giọng nói, con vì một tên rác rưởi ở trái đất đuổi người mẹ cử tới chăm sóc con về. Mẹ, con. Con im đi, nhà họ Hoa không có đứa con như con, Hoa Huyền Khuyết quát. Bình thường mẹ dạy con thế nào, con quên rồi à? Mẹ luôn dặn con gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, con hay. Rồi, mới mấy ngày không ở bẽn đã tự mình hư, hạ mình bảo vệ một người ở Côn Luân trên trái đất. Có phải con không coi lời mẹ ra gì, như gió thoảng bên tai đúng không? Mẹ! Hoa Linh Vi định giải thích, nói ra lý do. Nhưng Hoa Huyền Khuyết hoàn toàn khòng cho cô ta cơ hội nói chuyện. Bà ta vươn tay kết ấn, nhấn vài cái lên linh hải của Hoa Linh Vi. Thoáng chốc, Hoa Linh Vi đã cảm thấy linh hải, kim đan của mình đều bị đóng lại, không thể sử dụng một chút linh khí nào. Hoa Linh Vi cúi đầu, hết sức uất ức. Tuy cô ta rất mạnh, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn mẹ nuôi, nhưng bà ta lại nắm giữ một cách phong ấn đặc biệt chỉ có tác dụng với một mình cô ta. Chỉ cần Hoa Huyền Khuyết muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Hoa Linh Vi biến thành một người bình thường. Con không cần phải nói gì hết, dù là lý do gì thì qua lại ỷ với người của Côn Luân chính là tự rước lấy nhục. Thằng ôn con kia đến gần con là một sự sỉ nhục với con cũng như nhà họ Hoa chúng ta. Mặc dù Hoa Huyền Khuyết là phụ nữ, nhưng cách làm việc lại bá đạo và kiêu ngạo hơn cả đàn ông. Bà ta liếc đám Đoạn Bằng, Tất Vân Đào. Mạc Ly Tiêu hỏi, các người là tới giết tên Trần Bát Hoang kia à? Vâng, đúng thế. Mạc Ly Tiêu tưởng rằng cơ hội giết Trần Bát Hoang lần này sẽ phá sản, nhưng ai ngờ giữa đường lại có mẹ của Hoa Linh Vi nhảy ra. Đã thật. Ha ha, đúng là đã cái nư thật chứ. Để xem cô còn ngông, còn bảo vệ Trần Bát Hoang kiểu gì. Giờ, cô lấy cái gì để bảo vệ đây? Được. Hoa Huyền Khuyết nhìn thoáng qua Mạc Ly Tiêu rồi rời ánh mặt lên người Tất Vân Đào và Đoạn Bằng. Tôi biết hai người các cậu, một người xếp thứ 18, một người thứ 13 gọi là Tất Vân Đào và Đoạn Bằng đúng không? Vâng. Hai người kính cẩn gật đầu, Hoa Huyền Khuyết rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn họ rất nhiều, và lại, đối phương còn vô cùng bá đạo, họ không dám làm trái. Tôi ra lệnh cho hai cậu giết chết Trần Bát Hoang, chặt cậu ta ra làm ngàn khúc cho tôi. Hoa Huyền Khuyết nghiêm nghị nói. Vâng, tiền bối yên tâm,
tôi chắc chắn sẽ giết chết cậu ta. Tất Vân Đào rất tự tin với việc sẽ giết được một con kiến trên trái đất nên mở miệng hứa đầu tiên. Đoạn Bằng vốn không định ra tay, nhưng giờ cũng đành phải ra tay. Cũng tốt, vậy cũng có thể khiến Hoa Linh Vi thấy được sự mạnh mẽ của hắn ta, để cô ta biết mình có tư cách và xứng gọi là Linh Vi hay không. Bấy giờ, Đoạn Bằng cũng nói, mong tiền bối yên tâm, Đoạn Bằng nhất định sẽ cho người một kết quả hài lòng. Ừ, Đoạn Bằng, cậu là con trai của Đoạn Vạn Khôn đúng không? Đừng gọi tôi là tiền bối, nghe xa lạ quá, gọi tôi bác là được. Tôi rất tán thưởng cậu. Sau chuyện này, tôi cho phép cậu sống chung với con gái tôi 3 ngày mãi đến kỳ sát hạch. Hoa Huyền Khuyết cảm giác được thực lực của Đoạn Bằng thì không hề lạnh lùng như trước mà có chút tán thưởng. Bà ta hoàn toàn chẳng thèm. Bàn bạc gì với Hoa Linh Vi, coi cô ta như một món đồ thưởng cho Đoạn Bằng 3 ngày. Cảm ơn bác, 11, Đoạn Bằng vui vẻ, mặt mày hớn hở, càng kiên định với cái suy nghĩ muốn thể hiện trước mặt Hoa Huyền Khuyết hơn. Ra rồi, tên Trần Bát Hoang kia ra. Rồi, anh ta đến kìa. Là anh ta à, hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Đúng lúc này, trong đám đông bỗng truyền ra từng tiếng xôn xao. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cây cầu nối liền con đường nhỏ kia. Hoa Linh Vi, Hoa Huyền Khuyết, Đoạn Bằng, Tất Vân Đào cũng đảo mắt. Nhìn về phía trước. Trên cầu, một bóng người cao to cầm theo bình rượu đang thong thả, bình tĩnh đi về phía này. Khuôn mặt giống như điêu khắc cùng mái tóc húi cua khác xa với Đa Xô, người dân trong thành Thông Thiên khiến lúc này trông anh cực kỳ bắt mặt. Trông cũng đẹp trai đó, tiếc là vẫn phải chết. Có không ít nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp cảm khái, chưa nói đến chuyện thực lực của Trần Bát Hoang ra sao, nhưng ít nhất vẻ ngoài và khí chất đã đè bẹp 90% nam tu sĩ ở thành Thông Thiên. Có vẻ Hoa Linh Vi có thể bị anh ta sờ ngực cũng. Không thì hệt. Ha ha, Trần Đức, có nhiều người nghênh đón anh ghê đấy chứ, giọng nói chậm gì gì có chút cười cợt của Linh Lung vang lên trong thức hải. Đúng thế thật. Ánh mắt Trần Đức cực kỳ nhạy bén. Chỉ liếc một cái đã nhìn thấy Mạc Ly Tiêu, Ô Hành, Tất Vân Đào, Đoạn Bằng đang tỏa ra ngùn ngụt sát khí trong đám đông. Đương nhiên là anh cũng thấy hai người Hoa Linh Vi và Hoa Huyền Khuyết. Trần Đức uống một ngụm rượu, sau đó cất nó vào trong đỉnh Long Văn, thong thả đi lên bờ. Mấy giây sau, anh đã lên bờ. Trần Bát Hoang, xin lỗi, anh vừa đến gần, Hoa Linh Vi đã tủi thân mở miệng, đôi mắt vốn lạnh lùng xinh đẹp lại vương chút hơi nước. Trần Đức sửng sốt, không hiểu sao Hoa Linh Vi lại bỗng dưng xin lỗi mình. Linh hải và kim đan của cô ta đều bị một loại phong ấn đặc biệt khóa lại. Linh Lung giải thích cho anh, còn nghiêm túc nói. Đúng là tàn nhẫn thật, cách phong ấn đó chính là cấm thuật có tên huyết thân tế, chỉ có thể sử dụng cho một người. Nó phải dùng thần hồn và máu tươi của bố mẹ người bị hạ mới luyện thành được. Hơn nữa, nếu muốn luyện thành phải tự tay giết người, không có kẻ nào có thể thay thế được. Loại cấm thuật ấy đã vi phạm luân lý, làm trái đạo đức, coi thường lẽ phải nên có rất ít người luyện. Không ngờ lại gặp được nó ở một nơi còn con như thành Thông Thiên. Linh Lung khẽ cảm thán, thuật pháp ấy có thể nói là khá tàn nhẫn, còn là thứ ngang ngửa cấm thuật. Trong lòng Trần Đức cũng cảm thấy nghiêm trọng. Nếu theo như lời Linh Lung thì, không phải người phụ nữ đứng bên cạnh Hoa Linh Vi đã giết bố mẹ của Hoa Linh Vi sao? Vậy. Tại sao bây giờ người phụ nữ trung niên đó lại đứng gần Hoa Linh Vi như vậy? Hình như còn rất thân thiết. Trần Đức có chút khó hiểu nhìn người phụ nữ đó, cẩn thận đánh giá bà ta, địa tôn giả, tầng 8. Nhìn thoáng qua, Trần Đức đã nhìn thấu cảnh giới thực sự của Hoa Huyền Khuyết, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ ngay cả cường giả mạnh như vậy cũng đến đây, hơn nữa nhìn ánh mắt cùng sắc mặt của bà ta đối với anh cực kỳ khó chịu, rất không vui. Trần Đức bất giác cười khổ, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì? Chọc giận bà ta. Có điều, anh cũng không quá lo sợ, mặc dù cảnh giới của Hoa Huyền Khuyết rất cao. Nhưng sức mạnh thực sự của bà ta có lẽ chỉ ngang với Hoa Linh Vi, với thực lực như vậy, Trần Đức cũng rất muốn biết bản thân có thể đối phó được hay không. Về phần hai người Đoạn Bằng và Tất Vân Đào, nếu 3 ngày trước nhìn thấy hai người này, e rằng anh thật sự muốn đi đường vòng. Trong hai người đó tùy tiện chọn một người, chỉ có thế mạnh hơn anh chứ không hề yếu hơn. Nhưng, bây giờ, Trần Đức rất bình tĩnh, hoàn toàn không hề để ý đến Đoạn Bằng và Tất Vân Đào, anh đi thẳng đến chỗ Hoa Linh Vi, muốn biết quan hệ của cô ta với người phụ nữ bên cạnh. Chỉ có điều,
anh vừa bước được hai bước thì Đoạn Bằng, Tất Vân Đào, Mạc Ly Tiêu và Ô Hành liền đứng chắn trước mặt anh. Tên khốn, mày muốn làm gì? Cô Tư là người mà mày có thể đến gần sao? Vẻ mặt của Mạc Ly Tiêu gớm ghiếc, cuối cùng hắn ta cũng không nhịn được nói. Ba ngày qua, hắn ta vẫn luôn mong chờ Trần Đức chết. Ngay cập trong mơ, hắn ta cũng mơ thấy đầu của Trần Bát Hoang rơi xuống đất. Ngày đêm luôn suy nghĩ đến chuyện này, hắn ta như muốn phát điên, muốn nhập ma luôn rồi. Bây giờ cuối cùng Trần Bát Hoang cũng sắp chết, hắn ta sao có thể không kích động được. Nếu tao là mày, nếu biết bẽn ngoài có người giết mình thì tao sẽ thành thật làm rùa rụt cố trốn ở trong phòng tu luyện, chờ lão bà kia đến giết trễ một cách nhanh gọn, ha ha. Trần Đức dừng bước, quét mắt nhìn bốn người trước mặt, không lên tiếng. Ha ha, Trần Bát Hoang, không phải mày rất điên cuồng sao? Bây giờ mày điên cuồng nữa tao xem, trâu bò nữa tao xem. Sao, sợ rồi à? Không dám lên tiếng. À, Ô Hành cũng không nhịn được, hắn ta gần như hét lên, giọng nói của hắn ta lớn đến mức lọt vào tai của tất cả những võ giả đang có mặt ở đó. Ngay lập tức hàng loạt tiếng huyên náo vang lên, còn tưởng người địa cầu trâu bò đến mức nào, bây giờ bị dọa sợ đến nổi không dám lên tiếng rồi sao? Quả nhiên. Người ở Côn Luân Hư cũng rác rưởi và cặn bã như người ta đồn đại. Chứ anh tưởng sao, người địa cầu thì có thế mạnh đến mức nào? Mấy năm trước tôi còn gặp một tên canh giữ là Tư Mã Ôn, ông đây chỉ tát một phát đã đánh bay hắn thì những người khác có thế lợi hại đến mức nào? Nơi rác rưởi thì chỉ có thể sinh ra kẻ rác rưởi mà thôi, mấy ngày trước nếu không phải nhờ có cô Tư bảo vệ hắn thì hắn đã chết từ lâu rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt đổ dồn vào Trần Đức. Đầy khinh bỉ và chế giễu. Không cần hắn ta nói, bây giờ Trần Đức không chỉ không lén tiếng mà trong thân thế của anh cũng không có một chút dao động linh lực nào cả, giống như Hoa Linh Vi hiện tại, như phế vật. Đối với những lời chói tai cay nghiệt đó, Trần Đức như thế mắt điếc tai ngơ, không nghe thấy gì, vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc kệ hai tên bại tướng kia, anh nhìn về phía Đoạn Bằng cùng Tất Vân Đào, hai người ỷ bọn mày cũng tới đây để giết tao sao? Đoạn Bằng không nói, hắn ta cũng không muốn nói. Trong suy nghĩ của hắn ta, loại rác rưởi như Trần Bát Hoang không xứng nói chuyện với mình, tư thế của hắn ta cực kỳ cao ngạo, vênh mặt lên trời, hai tay khoanh trước ngực. Keng! Tất Vân Đào rút thanh đao từ thắt lưng ra cầm trong tay, giọng rừng rưng nói, đúng vậy, tao đến là để giết mày đấy, tao và mày không thù không oán, nhưng Mạc Ly Tiêu là người của Trường Bạch Giới, người của Trường Bạch Giới không phải là người mày có thể đụng đến. Tao chỉ xuất một chiêu, nếu mày có thể né được thì tao sẽ tha mày một mạng. Tất Vân Đào vô cùng cao ngạo và tự phụ. Nhưng không có ai lên tiếng nói gì, dù sao thì Tất Vân Đào cũng là người đứng thứ 18 trong bảng hào kiệt, đối phó với một tên rác rưởi xếp thứ một trảm của Côn Luân Hư, cần gì một chiêu. Dùng một chiêu, đã là rất coi trọng Trần Bát Hoang rồi đấy. Ngay cả khi hắn ta nói nửa chiêu, hay thậm chí là một ngón tay. Cũng sẽ không có ai nghĩ rằng đó là sai, hoặc cảm thấy hắn ta đang khoác lác. Mà là rất bình thường. Mày thì sao, có phải đến giết tao không? Trần Đức nhìn Đoạn Bằng, anh phải xác định rõ ý đồ của đối phương, nếu không lỡ tay khiến họ bị thương sẽ rất tệ. Con ruồi chết tiệt, không thấy ông đây không muốn nói chuyện với mày sao? Nếu mày muốn biết đến vậy thì ông đây nói cho mày biết. Đoạn Bằng thật sự không chịu nối sự truy hỏi của Trần Đức, nếu không trả lời. Có khi nào đối phương nghĩ là hắn ta không dám không? Ngay sau đó, hắn ta trầm giọng nói, đúng vậy, ông đây chính là đến giết mày, hơn nữa còn muốn băm mày thành trăm mảnh. Điều kiện trước tiên là một con trâu trấu như mày có thể sống sót dưới lưỡi đao của Tất Vân Đào. Nếu mày có thể sống sót, tao có thể cho mày chết một cách chết tử tế, băm xác mày thành trăm mảnh. So với Tất Vân Đào, Đoạn Bằng còn điên cuồng hơn. Trông dáng vẻ của hắn ta hoàn toàn là đang coi thường, khinh bỉ, thậm chí không thèm đếm xỉa đến Trần Đức. Hắn ta khoanh tay trước ngực lạnh lùng đứng một bên, hiển nhiên là hắn ta không nghĩ Trần Bát Hoang có thể né được một đao của Tất Vân Đào. Hắn ta đang nghĩ, đợi Tất Vân Đào giết chết Trần Bát Hoang thì bản thân sẽ thách đấu và đánh bại Tất Vân Đào. Dù sao thì đánh bại Tất Vân Đào, người đứng thứ 18 trong bảng hào kiệt cũng là cách để thể hiện sức mạnh và tài năng của mình hơn là đánh bại một thứ rác rưởi như Trần Bát Hoang, không phải sao? Khoe khoang. Hoa Linh Vi nhỏ giọng lấm bấm, Đoạn Bằng là cái thá gì? Mặc dù cảnh giới rất cao, thực lực cũng không tệ, nhưng theo hiểu biết của cô ta,
tất cả những tài nguyên tu võ này đều dựa vào sự giết chóc và cướp đoạt của gia tộc mà có. Phải mất gần như toàn bộ sức mạnh của cả giới mới có thể bồi dưỡng nên một người như vậy. Nếu hắn ta bị ném vào môi trường giống như Trần Bát Hoang thì chắc chắn 100% không bằng Trần Bát Hoang, bây giờ thì sao? Thực sự là quá kiêu căng ngạo mạn. Hoa Linh Vi càng ngày càng coi thường và chán ghét Đoạn Bằng. Ngược lại, mẹ nuôi bên cạnh cô ta lại ngày càng ngưỡng mộ Đoạn Bằng. Hơn, bà ta nhịn không được khẽ gật đầu. Cường giả thì nên có sự tự tin và kiêu ngạo như thế này. Nếu không sở hữu sức mạnh thì có ích gì? Thế nào, ông đây nói đủ rõ ràng, đủ minh bạch chưa? Mày hiểu ông đây chính là muốn giết mày chưa? Vẻ mặt của Đoạn Bằng vô cùng mất kỳ ẻn nhắn, nói xong liền im lặng không nói thêm nửa lời. Như thể đối với hắn ta, nói thêm một chữ thôi cũng là một sự sỉ nhục, một sự xui xẻo. Hiếu rõ, tao hiếu rất rõ. Trần Đức gật đầu, nếu như bốn người bọn mày đều đến đây để giết tao. Vậy thì mày cũng không cần một chiêu nửa chiêu làm gì, bốn người bọn mày cùng lên đi, khỏi lãng phí thời gian của tao. Giọng nói của Trần Đức không cao, cũng không lớn hay sắc bén, nhưng lời này lại vang dội như sấm rền vang vẳng bên tai mỗi người. Trong khi nói, Trần Đức vừa tiến lên một bước, rất bình thản cũng không kém phần điềm tĩnh, giống như thực sự không chút sợ hãi, cũng không phải là dáng vẻ giả bộ cho có mà dường như anh sở hữu thực lực đủ lớn mạnh để cùng lúc đối phó với bốn người. Tên này điên rồi sao, vậy mà không sợ, chúng tu sĩ vây xem xung quanh cũng nhìn ra được Trần Bát Hoang thực sự không run sợ. Thần sắc thư thái, vô cùng cổ quái. Xó thế là trong phòng tu luyện hắn đã có điếm tiến bộ chăng, ha ha, đúng là nghé con không sợ hổ, tưởng rằng với chút tiến bộ còn con đó liền có thể là đối thủ của Tất Vân Đào và Đoạn Bằng sao, có người cười chế giễu. Ha ha, lòng can đảm ngược lại không tồi, đáng tiếc cuối cùng vẫn không tránh khỏi cái chết, Hoa Huyền Khuyết nở nụ cười gằn, trên khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận của bà ta tràn đầy nét cay nghiệt chanh chua. Bà ta không nghĩ rằng Trần Đức sẽ là đối thủ của Tất Vân Đào và Đoạn Bằng, tu sĩ mạnh nhất của trái đất cũng chỉ mới tới địa tiên mà thôi. Tất Vân Đào thế nhưng đã tiến vào cảnh giới địa tôn giả. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Điều quan trọng nhất là Tất Vân Đào cũng được, Đoạn Bằng cũng tốt, bọn họ đều là những yêu nghiệt thiên tài có thể chiến đấu vượt cảnh giới. Có lẽ, anh ta thực sự có thể tạo lên kỳ tích, thiên phú của anh ta rất mạnh đó, Hoa Linh Vi khẽ cân răng ngà. Cô ta hy vọng Trần Đức có thể tạo ra kỳ tích, tiếp được một đao của Tất Vân Đào, có lẽ lúc đó mẹ nuôi thấy được tiềm lực của anh, cộng thêm việc cô ta nói giúp vài câu sẽ không ra tay giết người nữa. Ha ha, Linh Vi à, một lát nữa con sẽ hiếu, khoảng cách giữa con và hắn là rãnh trời khó qua, Hoa Huyền Khuyết vẫn như cũ không mặn không nhạt nói. Hạng rác rưởi mà thôi, mày cho rằng bản thân là cái thá gì, một chọi bốn, mày xứng sao, Mạc Ly Tiêu hừ lạnh. Sau đó vồn vã nói, anh Đào, mau ra tay đi, giết chết hắn. Xuy, xuy. Cùng giây đó, Tất Vân Đào cũng hành động, hẳn không có hứng thú nói nhảm nhí thêm, thái độ bình thản của Trần Đức khiến hắn vô cùng khó chịu, thanh trường đao trong tay lập lòe tia sáng chói mắt, tại khoảnh khắc đao chém vào không khí, có thể cảm thấy rõ ràng không gian trong chớp mắt bị bao trùm bởi luồng đao ý nồng đậm mà lạnh lẽo khiến con người ta phải dùng mình ghê sợ. Vô cùng khủng bố. Thanh đao đó ít nhất cũng là linh khí thượng phẩm. Khi thản đao quét qua, có thể thấy rõ cả không gian bị dồn ép tới dập dờn lay động, giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy sâu hút. Đối phó với một tên trái đất cũng cần phải chuyện bé xé ra to như vậy sao, trong đám người có một tu sĩ biến sắc thốt lên, Tất Vân Đào quá mạnh. Một đao chém ra như sấm sét, như chia chớp. Mà đây còn chỉ là một đao lấy đà, chưa hề phát ra đòn công kích chân chính. Thứ kiến hồi kia, một tên trái đất như mày cũng có thể chết dưới đao của tao cũng coi như vinh dự cả đời của mày rồi. Tất Vân Đào nắm chặt đao trong tay, khí thế cả người cũng thay đổi, dường như hòa làm một với đao, ác liệt rung trời, mây gió vần vũ. Linh lực toàn thân hắn tuôn trào, điên cuồng đao động không ngừng, từng tia linh khí giống như thủy triều từ tứ chi và trăm xương đổ dồn vào thanh đao trên tay. Trong tích tắc, ánh sáng tất thẳng phải nghiền ép mọi vật. Soạt. Một luồng ánh sáng chớp tắt trong phút chốc khiến trời đất một mảnh bừng sáng, ánh sáng chói lọi khiến mọi người cơ hồ không mở nổi mắt, sát ý gần như vật chất hóa. Một chiêu võ kỹ đang được ấp ủ. Một giây tiếp theo, Tất Vân Đào đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại đã sừng sững đứng trên bầu trời cao. Thiên chi đao.
Tất Vân Đào quát to một tiếng như sấm sét liên tục kèm theo từng trận tiếng nổ đùng đoàng. Một đao giống như dải ngân hà chớp sáng rực rỡ từ bầu trời bổ thẳng về phía Trần Đức. Sắc mặt Hoa Linh Vi trở nên vô cùng khó coi, một đao này rất mạnh. Cô ta vốn tưởng rằng khi Tất Vân Đào giao chiến với một người trái đất, một người của Côn Luân sẽ khinh thường xem nhẹ đối phương nên sẽ không dùng toàn lực, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới đối phương không những không khinh địch, nương tay mà dưới tình huống vận dụng linh khí thượng phẩm còn tung võ kỹ mà hắn tâm đắc nhất, Thiên Chi Đao. Chỉ là đối mặt với một người trái đất mà thôi. Đến nỗi đó sao? Hoa Linh Vi bất giác căng thẳng, mặc dù cô ta ôm một chút kỳ vọng đối với Trần Bát Hoang nhưng cô ta cũng không cho rằng người trước mắt có thể thoát khỏi một đao này, Tất Vân Đào hoàn toàn không nghĩ tới việc lưu lại một đường sống cho anh. Thực sự muốn một chiêu dồn anh vào chỗ chết mà. Hoa Huyền Khuyết thấy một màn này thì hài lòng gật đầu, không phải vô cớ mà Tất Vân Đào có thể xếp thứ 18 trên bảng hào kiệt. Một đao này của Tất Vân Đào ít nhất có thể giết chết bất kỳ một địa tôn giả dưới tầng thứ 5 bình thường nào. Cùng lúc đó thăng cùng với tia sáng sáng rực, trường đao cũng cấp tốc giáng xuống, nhưng lại thấy Trần Bát Hoang còn không mảy may lộ ra bất kỳ tia hoảng loạn nào. Anh không nao núng chùn chân, càng không trốn tránh, đối mặt với mũi đao đang lao tới mà tiến lên trước ba bước. Đồng thời giơ lên một nắm đấm nghênh đón nó, đó là một quyền siêu cấp bá đạo. Ngay cả những người đứng ngoài quan sát cũng có thể nhìn thấy rõ quyền đó lướt qua mặt đất, bởi quá nhanh chóng mãnh liệt mà rẽ ra một vùng chản không, trên nắm đấm của anh thấp thoáng tỏa ra tia sáng màu vàng nhạt, giống như một ngọn hỏa tiên màu vàng, không hề sợ hãi thẳng lao về phía trước tiếp lấy một đao kia. Ha ha, tự tìm đường chết, Hoa Huyền Khuyết cười khẩy, lần đầu tiên bà ta nhìn thấy một kẻ ngạo mạn như vậy, muốn dùng nắm đấm cứng rắn đập vỡ linh khí thượng phẩm. Thực sự tưởng rằng nắm đấm là làm bằng sắt sao? Đúng là rác rưởi. Đoạn Bằng lắc đầu thất vọng tới cực điểm, Trần Bát Hoang trước đó biểu hiện lãnh đạm bình tĩnh như vậy, hắn vốn còn tưởng rằng người này còn có thủ đoạn hoặc lá bài tẩy hộ mệnh nào đó, không ngờ anh sẽ lại ngu xuẩn đến vậy, thực sự khiến hắn phải thất vọng, sự chờ mong mỏng manh trong mắt cũng biến mất hoàn toàn. Cút cho tôi, một. Nhưng đúng lúc này Trần Đức bỗng nhiên gầm lên một tiếng, đồng thời đao và nắm đấm cũng va chạm vào nhau. Sau đó một cảnh tượng kinh dị và rung động xảy ra trước mắt tất cả mọi người, một đao bao hàm khí thế hung hãn của Tất Vân Đào, lại bị chắn đứng rồi. Không chỉ như vậy, họ còn có thể thấy rõ ràng rằng thân đao thắng tép kia đang nhanh chóng bị uốn cong. Cheng! Trong một phần mười thời gian một nhịp thở, một thanh âm kim loại ngâm vang truyền tới, nó như một hồi trống đập mạnh vào trái tim của từng người, thanh đao đó, gãy rồi. Sau khi uốn cong đến một mức độ nhất định, không thể tiếp nhận nổi lực ép nữa cứ như vậy bất ngờ gãy lìa. Lưỡi đao lả tả xoay tròn giữa không trung rồi cắm phập xuống mặt đất, đao trong tay Tất Vân Đào nay chỉ còn lại một nửa. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, sau khi thanh trường đao đứt gãy, một quyền kia của Trần Đức cũng không dừng lại mà vẫn vụt sáng rực rỡ bắn thẳng về phía Tất Vân Đào. Bùm, di, một cú đấm rắn chắc đáp xuống vai phải của Tất Vân Đào. Nhưng Tất Vân Đào không hề có cơ hội né tránh hay phản kích mà trực tiếp bay về phía sau, trong quá trình bay ra xa, máu văng tung tóe vương vãi khắp mặt đất. Cách đó hơn 20 mét, vai phải của Tất Vân Đào hoàn toàn mất đi một mảnh, chỉ còn xương trơ ra, máu tuôn xối xả, một vũng máu trên mặt đất nhuộm đỏ cả người người hắn ta. Tất Vân Đào nằm thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn. Có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Mặt khác Trần Đức cũng bị thương, nhưng so với Tất Vân Đào, vết thương nhỏ của anh hoàn toàn không tính là thương tích mà giống như vinh quang sau trận chiến. Bởi vì, anh chỉ là một ngón tay, trên đó có một vết rách nhỏ đang rỉ máu. Máu, rất chói mắt. Không phải vì thê thảm, mà vì nó là biểu tượng của chiến thắng. Chỉ với một cú đấm, linh khí thượng phẩm đã bị đánh tan, kết quả ngón tay anh chỉ bị rạch một đường nhỏ, nhỏ đến mức không thể tính là thương tích. Mày từng nói nếu tao né được một đao của mày thì sẽ tha mạng cho tao, bây giờ mày đã có thể tiếp được một quyền của tao vậy thì tao cũng tha mày một mạng. Trần Đức Vân rất thờ ơ, không tiếp tục giết chết hắn ta, trong lúc nói chuyện, dấu vết bị đứt trên tay anh vậy mà lại khôi phục bình thường như. Ban đầu, đây chính là địa tôn giả. Một vết thương nhỏ, đối với tu sĩ ở cảnh giới này mà nói, hoàn toàn không tính là bị thương. Tất cả võ giả đứng xung quanh bao gồm Mạc Ly Tiêu và Ô Hành cũng đều sững sờ, cả người như bị đóng băng, đứng im bất động. Đây,
đây có phải là đang mơ không? Là xuất hiện ảo giác sao? Tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi không thôi, sau một hồi im lặng, tất cả đều trợn tròn mắt, bất dĩ ác tự nhéo mình một cái để xác định xem đây là ảo ảnh hay là nằm mơ. Khi cơn đau truyền đến, bọn họ càng trở nên sợ hãi, kinh hoàng hơn. Không phải, thực sự không phải đang nằm mơ. Một tên rác rưởi đến từ địa cầu đã giết chết Tất Vân Đào, người đứng thứ 18 trong bảng hào kiệt chỉ trong vài giây. Cho dù được tận mắt chứng kiến, bọn họ cũng khó mà tin được. Lúc này Mạc Ly Tiêu, Ô Hành, thậm chí ngay cả Đoạn Bằng cũng gần như phát điên lẻn, siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một luồng khí lạnh lan tỏa khắp nơi. Tất Vân Đào, người đứng thứ 18 trong bảng hào kiệt, cứ như vậy, bị trọng thương, sắp chết rồi. Sao có thể như thế được? Mặc dù Mạc Ly Tiêu, Ô Hành và tên nô bộc chấp kiếm đã từng giao đấu với Trần Đức, biết rõ sức mạnh của anh. Mặc dù Đoạn Bằng đoán Trần Bát Hoang có thể sẽ có một vài thủ đoạn. Nhưng, dù bọn họ có nghĩ gì đi nữa, cho dù có nằm mơ, bọn họ cũng sẽ không bao giờ mơ rằng Trần Bát Hoang có thể giết Tất Vân Đào trong vài giây. Tất Vân Đào, con mẹ nó hắn ta là người bình thường sao? Hắn ta y e người tài ba nhất của Thành Thông Thiên đến tham cuộc sát hạch khóa này. Có thể nói là một siêu thiên tài. Ngay cả Đoạn Bằng cũng tuyệt đối không thể có thực lực giết chết đối phương Chí trong vài giây bằng một quyền. Chuyện này, Hoa Linh Vi cũng ngây người, cô ta quả thực rất xem trọng Trần Bát Hoang, nhưng giờ phút này cũng phải sửng sốt, ba ngày, chỉ mới ba ngày, tiến bộ, nhanh chóng, mãnh liệt như vậy. Ba ngày trước, khi Trần Đức đối mặt với Mạc Ly Tiêu, Ổ Hành, thậm chí là nó bộc chấp kiếm của cô ta, cơ thể anh đã bị tổn thương nghiêm trọng, sau đó chấp sự tư pháp Chu Tu lại khiến anh bị thương nặng hơn. Đánh giá sức mạnh mà Trần Bát Hoang thể hiện vào thời điểm đó, đại khái anh chỉ ở cảnh giới địa tiên tầng 1. Chỉ mới 3, 4 ngày trôi qua, anh đã có thể giết được Tất Vân Đào vừa bước vào cảnh giới địa tôn chỉ trong vài giây. Giữa hai người cách nhau đến 8 tiểu cảnh giới và một đại cảnh giới. Sự đột phá này quá mức đáng sợ và kinh hoàng. Anh ta mạnh hơn mình tưởng rất nhiều, Hoa Linh Vi hít sâu một hơi, cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, ánh mắt rực rỡ. Ngay cả nhịp tim cũng tăng nhanh bất thường, vô cùng kích động và phấn khích. Cô ta khẽ rời mắt, nhìn Hoa Huyền Khuyết bên cạnh, nhưng lại thấy sắc mặt của bà ta đã đông cứng lại, giống như bị người ta ấn nút tạm dừng, đứng yên bất động. Trong sâu thẳm đôi mắt của bà ta, ngoài vẻ không vui, còn có sự dữ tợn. Trần Bát Hoang thực sự khiến bà ta quá bất ngờ, mức độ yêu nghiệt và ngang tàng của đối phương đã vượt xa suy nghĩ của bà ta, lần này không thể không thừa nhận là bà ta đã nhìn nhầm. Thực sự đã nhìn nhầm rồi. Quả thực rất mạnh, nhưng, càng mạnh thì càng đáng chết. Tiếp cận Linh Vi thì chỉ có một con đường chết. Hoa Huyền Khuyết không dám để Trần Bát Hoang tiếp cận Hoa Linh Vi, với tính cách và thiên phú của Trần Bát Hoang, rất có thể sẽ phát hiện ra những chuyện năm đó bà ta đã làm với bố mẹ Hoa Linh Vi. Thiên phú của Hoa Linh Vi cũng rất mạnh, bà ta muốn khống chế Hoa Linh Vi, điều khiển cô ta cả đời, không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Bà ta đã hạ quyết tâm phải giết chết Trần Bát Hoang để tránh những hậu họa trong tương lai. Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, ánh mắt của Trần Đức di chuyển về phía Đoạn Bằng, lúc nãy mày nói gì ấy nhỉ? Tao nhớ mày nói muốn để tao chết một cách nhanh gọn dứt khoát. Giọng điệu bình tĩnh và lãnh đạm ào vào tai Đoạn Bằng như thác lũ tư duy đang bay bổng của hắn ta như bị điện giật, cả người run lên, suy nghĩ đột nhiên quay trở lại hiện thực. Sắc mặt của hắn ta rất trắng, trắng bệch. Trắng bệch như người chết. Đôi con người đầy kinh hoàng và sợ. Hãy! Giờ phút này, sự kiêu ngạo và tự phụ trước đây hoàn toàn biến mất, dưới ánh mắt của Trần Đức, hắn ta nhịn không được lùi lại một bước. Mặc dù chưa từng ra tay, nhưng hắn ta hiểu rõ bản thân chắn chắn không phải là đối thủ của Trần Bát Hoang. Bởi vì, xét về sức chiến đấu, hắn ta sẽ không thể dễ dàng tiếp chiêu của Tất Vân Đào như vậy. Càng không thể phản đòn đánh đối phương đến mức bị thương nặng trong hoàn cảnh đó. Tao đang hỏi mày đấy, mày bị điếc à? Hay là mày vẫn khinh thường không thèm nói chuyện với loại rác rưởi sâu mọt như tao? Giọng của Trần Đức rất nhẹ, khí thế trên người toát ra cực kỳ bình tĩnh và lãnh đạm, như thể đang trò chuyện tán gẫu với Đoạn Bằng. Nhưng, chính giọng điệu trầm tĩnh và khí thế thanh nhã này mới tạo cho người ta cảm giác điên cuồng, quyền lực và thống trị. Mày, rất mạnh. Cuối cùng, sắc mặt Đoạn Bằng cực kỳ khó coi, hắn ta thận trọng lẻn tiếng, ánh mắt cực kỳ tập trung, đề cao 120% cảnh giác. Nhưng,
hắn ta cũng là cường giả, là thiên tài được nhà họ Đoạn dùng tất cả sức lực bồi dưỡng nên, hắn ta có sự kiêu ngạo của mình. Vì vậy, sau một khoảng thời gian ngắn, hắn ta đã cố gắng hết sức để kìm nén mọi sự bàng hoàng và bất ngờ, sau đó. Tiếp tục nói, tao quả thật đã nói sẽ cho mày chết một cách nhanh gọn và nhẹ nhàng, mà tao cũng sẽ không nuốt lời. Mạc Ly Tiêu, Ô Hành, ra tay. Đoạn Bằng vừa nói xong, bất chợt ra tay, nhưng hắn ta không chỉ ra tay một mình, mà còn ra lệnh cho Mạc Ly Tiêu và Ô Hành cùng lên. Hai người kia cũng phản ứng cực kỳ nhanh chóng, gần như là ra tay cùng một lúc với Đoạn Bằng. Ba người bọn họ vừa xông lên đã chiêu chiêu chí mạng. Ô Hành, Mạc Ly Tiêu vốn không phải loại bình thường, Đoạn Bằng càng là cao thủ thứ 13 trên bảng hào kiệt, thiên tài trong thiên tài. Đoạn Bằng rất kiêu ngạo, nhưng giờ, chỉ có thế vút cái sự kiêu ngạo ấy sang một bên. Hắn ta chẳng những quần ấu Trần Đức, thậm chí còn giành ra tay trước. Bởi vì, Đoạn Bằng biết, chỉ có lấy nhiều khi ít, giành ra tay trước mới có cơ may thắng. Tuy vô cùng mất mặt và xấu hổ, nhưng hắn ta đã không còn sự lựa chọn nào khác. Giết! Mạc Ly Tiêu hét to một tiếng, rút đao ra, Ô Hành cũng rút kiếm. Mà Đoạn Bằng lại không dùng vũ khí, hai tay hắn ta bắt đầu bay múa ngưng tụ công pháp quỷ dị. Chỉ thấy trong lòng bàn tay Đoạn Bằng trực tiếp xuất hiện hai ngọn lửa màu xanh bao vây lấy đôi tay hân ta, nơi ngọn lửa ấy đi qua, không gian đều bị đốt cháy bay lên từng luồng khói xanh. Cùng với một tiếng nổ, ngọn lửa trong hai tay hắn ta lại càng to hơn. Ánh lửa màu xanh bắn ra từng tia lửa bao phủ lấy toàn bộ đôi tay. Bên cạnh đó, vì để chắc chắn, hắn ta còn lấy ra 5-6 viên đan dược từ trên người rồi nuốt xuống. Luyện đan sư, võ giả thuộc tính hỏa, Hoa Linh Vi thấy vậy sửng sốt, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ. Đoạn Bằng chẳng hề nương tay, đây vốn là con át chủ bài đợi đến ngày sát hạch mới dùng, nhưng lúc này lại hoàn toàn thi chiến. Ngọn lửa màu xanh nóng rát chói mắt, không khí xung quanh đều bị bao phủ bởi một màu xanh sầm. Khi nhìn thấy ngọn lửa màu xanh ấy, rất nhiều người đều kinh ngạc, không ngờ Đoạn Bằng lại là luyện đan sư. Cuối cùng cũng hiểu tại sao nhà họ Đoạn lại dốc hết sức lực và tài nguyên của cả giới đế bồi dưỡng hắn ta. Ánh mắt Hoa Huyền Khuyết lóe sáng, bà ta có nghe nói về chuyện của Đoạn Bằng, nhà họ Đoạn vốn là một gia tộc có danh tiếng rất tốt, nhưng sau khi Đoạn Bằng sinh ra, mọi thứ đều thay đổi. Nhà họ bắt đầu điên cuồng giết người cướp của, tranh giành tài nguyên. Mà những điều ấy đều chỉ vì bồi dưỡng Đoạn Bằng. Có rất nhiều người không hiểu tại sao, kể cả Hoa Huyền Khuyết, nhưng giờ đây khi nhìn thấy ngọn lửa trên người hắn ta, bà ta lập tức hiểu. Luyện đan sư. Hắn ta chính là một luyện đan sư. Kể từ đó, mọi thứ đều có thể hiểu được. Dù tư chất của hắn ta cũng không tốt mấy, nhưng chỉ với thân phận kia thôi thì mai sau chắc chắn sẽ làm nên tên tuổi. Bởi vì luyện đan sư thật sự quá ít. Người như vậy, sao nhà họ Đoạn có thể không bồi dưỡng? Tư chất tu võ không cao, cũng là luyện đan sư. Người như thế, chẳng phải càng dễ khống chế sao? Bỗng nhiên, Hoa Huyền Khuyết cảm thấy gả Hoa Linh Vi cho Đoạn Bằng cũng là một sự lựa chọn không tồi. Linh Vi, sau này con hãy qua lại nhiều hơn với Đoạn Bằng để trao đổi kinh nghiệm võ học, biết không? Hoa Huyền Khuyết quay sang ân cần nói. Hoa Linh Vi không nói chuyện, tuy kinh ngạc, nhưng vẫn không thay đổi được việc cô ta ghét Đoạn Bằng. Luyện đan sư sao? Trần Đức hơi kinh ngạc, không ngờ lại gặp được một luyện đan sư ở thành Thông Thiên. Ngọn lửa màu xanh kia chính là chân hỏa. Kiếm tâm, 1. U Linh Trảm. Chỉ mất 0.001 giây, Mạc Ly Tiêu và Ô Hành đã xông tới trước mặt Trần Bát Hoang. Chẳng còn gì để nói, hai người trực tiếp sử dụng thực lực và võ kỹ mạnh nhất tấn công Trần Đức. Không gian dập dờn, ánh sáng xông thẳng lên trời, linh khí bay múa tỏa sáng chói mắt. Sau khi khí thế trên người Đoạn Bằng tăng lên đến đỉnh, hắn ta bèn đấm ra một quyền phát sau mà đến trước, vượt qua Mạc Ly Tiêu và Ô Hành, nhắm thẳng vào đầu Trần Đức. Có thể thấy được ngọn lửa trên người Đoạn Bằng như hóa thành biến lửa, điên cuồng gào thét như từng con rồng lửa màu xanh. Khí thế bá đạo tràn ngập xung quanh, nhiệt độ không khí cũng vì nó mà liên tục tăng lên, đạt tới 400.500 độ. Cây cối xung quanh trực tiếp bị nhiệt độ ấy đốt cháy, ngay cả nước biển ven giới hải cũng sôi lên sùng sục. Thật kinh khủng. Luyện đan sư phối hợp với võ giả, thực lực đã vượt xa cảnh giới trước mắt của hắn ta. Trốn, Trần Bát Hoang, trốn đi, Hoa Linh Vi sốt ruột,
lớn tiếng nhắc nhở, dưới sự hợp tác của ba người, dù Trần Bát Hoang có mạnh đến mấy cũng tuyệt đối không thể đỡ nổi. Quan trọng nhất là, Đoạn Bằng, thật sự quá mạnh. Hắn ta dốc hết toàn lực thì thực lực chắc chắn có thể lọt vào top 10. Nó quả thật rất kinh khủng và làm người ta hoảng sợ. Trần Bát Hoang, chạy mau. Hoa Linh Vi lớn tiếng hét, lại nhắc nhở Trần Đức vì lần đầu cô ta nhắc nhở thì anh như không nghe thấy, vẫn đứng im tại chỗ. Nếu giờ không trốn thì 1-2 giây nữa thôi sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ai ngờ, dù cô ta nhắc nhở thêm lần nữa, Trần Bát Hoang vẫn cứ không nhúc nhích, đứng sừng sững tại chỗ như cây tùng, dường như không nhìn thấy ba người đang hùng hổ lao tới. Mẹ nó, thằng ôn con, đợi lát nữa mày sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Tao đã nói sẽ ban cho mày một cái chết nhẹ nhàng và dứt khoát thì sẽ không nuốt lời, Đoạn Bằng giận đến cực điếm, mặt mày dữ tợn nói. Trần Bát Hoang đây là đang làm lơ hẳn ta. Làm lơ ba người họ, hoàn toàn chẳng coi họ là cái đinh gì. Chết đi. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu xanh cũng đến gần, đao và kiếm của Mạc Ly Tiêu và Ó Hành cũng chỉ cách Trần Đức chưa đến 0,01mm, cực kỳ gần. Hoa Linh vì có chút tuyệt vọng, cuối cùng Trần Bát Hoang vẫn phải chết, trong tình huống ấy mà không né thì khác nào tự sát. Những võ giả xung quanh cũng không khỏi lắc đầu, tuy Trần Bát Hoang rất mạnh và có tư chất cực kỳ biến thái, nhưng đáng tiếc anh quá kiêu ngạo và tự đại. Giờ phút này, anh chắc chắn phải chết. Ha ha! Nhưng đúng lúc này, Trần Đức vẫn không nhúc nhích bổng bật cười, nụ cười trên gương mặt như đao khắc trông vô. Cùng điến trai, lại có chút quái dị. Anh nhàn nhạt nói. Đoạn Bằng, ban cho tao cái chết ư, mày có chắc mình làm được thật không vậy? Khi Trần Đức mở miệng nói chuyện thì đao và kiếm của Mạc Ly Tiêu và Ô Hành cũng đâm lên người anh. Chỉ là, giây tiếp theo, cả hai lại giống như bị một luồng sức mạnh ha văng ra. Một đao một kiếm, không thế làm Trần Đức bị thương gì chỉ là một vết xước. Thậm chí còn không thể phá hủy phòng ngự của anh. Khoảnh khắc hai người bị đánh văng ra, Trần Đức giơ tay trái lên đấm một quyền về phía Mạc Ly Tiêu. Phụt, một. Cơ thể Mạc Ly Tiêu trực tiếp lõm xuống, xương cốt vỡ vụn, sau đó hóa thành một đống xương máu. Trong làn xương máu ấy, nắm tay của Trần Đức cũng không ngừng lại, vẫn là một quyền, một chiêu ấy thế không thể đỡ đánh tiếp lên người Ó Hành. Phụt, Ô Hành, cũng chết. Hóa thành một đống máu loãng và thịt vụn, bị linh khí điên cuồng nghiền nát, chẳng còn sót lại chút gì. Khi tay trái Trần Đức ra quyền, tay phải anh cũng không nhàn rỗi, khẽ trở tay. Một ngọn lửa màu vàng nóng hôi hối bỗng xuất hiện. Thoáng chốc, nó đã bao phủ lấy cánh tay anh tựa như mặc vào một lớp áo giáp màu vàng. Đây không phải là linh khí, mà là ngọn lửa. Thật sự là ngọn lửa. Lúc ngọn lửa màu vàng ấy xuất hiện, nhiệt độ vốn đã cao lại càng bị đẩy lên cao. Đoạn Bằng sửng sốt, thật sự kinh ngạc và không hiểu sao Trần Bát Hoang lại có thế ngưng tụ ra chân hỏa. Vả lại, còn là tràn hỏa màu vàng. Thật sự là lần đầu tiên thấy và có 102. Hẳn ta vừa sửng sốt, tuy chỉ ngắn ngủi chưa đến 0,1 giây, nhưng cao thủ so đấu, dù ngây người 0,01 giây thôi cũng đủ để chí mạng rồi. Khi Đoạn Bằng đang ngây người thì ngọn lửa trên nắm tay hắn ta cũng khựng lại một chút. Mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 0,1 giây ấy, cánh tay của Trần Đức đã bị ngọn lửa màu vàng bao phủ. Thoáng chốc, nắm đấm của Đoạn Bằng giống như bị khóa lại. Hoàn toàn mất đi khống chế, không thể nhúc nhích mảy may. Chỉ thấy ngọn lửa trên cánh tay Trần Đức như một con thao thiết hay một cơn thủy triều nuốt hết ngọn lửa màu xanh trên tay Đoạn Bằng. Ngọn lửa màu vàng sôi sùng sục, vô cùng mạnh mẽ, dưới sự cắn nuốt càng trở nên lóa mắt và dữ dội hơn. Còn ngọn lửa màu xanh lại càng ngày càng nhạt và ít đi. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa màu xanh đã biến mất. Đoạn Bằng đã hoàn toàn bị ngọn lửa màu vàng bao phủ. Không thế nào, Đoạn Bằng hoảng sợ, không tài nào tin nổi. Mày cho rằng chỉ có một mình Đoạn Bằng mày là luyện đan sư thôi sao, Trần Đức vẫn cười, nhàn nhạt hỏi. Anh vừa nói xong, tay phải khẽ kéo về phía mình, cơ thể Đoạn Bằng không kiềm được nghiêng về phía trước. Trần Đức giơ chân lên, thúc đầu gối vào ngực hắn ta. Rắc, một, lồng ngực Đoạn Bằng lõm xuống, rồi bay ngược ra sau. Trần Đức nắm một cái, ngọn lửa quanh người Đoạn Bằng càng trở nên dữ dội, nhiệt độ cũng điên cuồng tăng lên. Thoáng chốc, có thể thấy được Đoạn Bằng đã bị đốt cháy, chỉ mất nửa giây,
hắn ta đã hóa thành một đống tro cốt bay giữa không trung. Tro cốt bay lả tả, còn chưa rơi xuống đất. Vù vù, một cơn gió to thổi qua, tro cốt đang rơi xuống bị nó thổi bay vào bên trong giới hải, sóng biến nhấp nhô, cuối cùng ngay cả tro tàn cũng không còn sót lại chút nào, hoàn toàn biến mất khỏi trên đời này. Một đám tu sĩ xung quanh đều nghệt mặt ra như một khúc gỗ, đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt. Yên tĩnh một cách quỷ dị. Xung quanh ngoài tiếng gió và tiếng sóng biến ra thì không còn bất cứ một âm thanh nào khác. Dáng người cao to của Trần Bát Hoang giống như một vị ma thần bình tĩnh, lạnh nhạt đứng sừng sững đằng trước, khiến họ không tài nào quên nối. Sau một trận đánh, anh chẳng những không suy yếu, trái lại vì cắn nuốt chân hỏa của đoạn băng mà càng trở nên hăng hái hơn. Chỉ ba ngày mà đã trở nên mạnh như thế, tư chất biến thái thật, Hoa Linh Vi siết chặt đôi bàn tay chân như phấn, dáng người yếu điệu kích động đến run lên, vừa vui vừa chấn động. Ba ngày trước, cô ta cứu Trần Bát Hoang là vì cảm thấy anh là người trái đất nên rất khó khăn, hơn nữa, anh còn là bạn của Ưng Thanh Vũ. Thế nhưng, Hoa Linh Vi không ngờ Trần Bát Hoang lại có tư chất yêu nghiệt như vậy. Ba ngày, chỉ mới ba ngày mà thôi. Tư chất biến thái cỡ đó thì đúng là xưa nay chưa từng có. Quan trọng nhất là anh ta thế mà lại là một luyện đan sư. Tên nhóc kia quả thật làm cho người ta bất ngờ mà, Hoa Huyền Khuyết nổi lên sát khí, trên gương mặt trang điểm đậm lộ rõ sát khí. Trần Bát Hoang càng mạnh, lại càng phải chết. Sát khí của Hoa Huyền Khuyết không hề che giấu, trực tiếp phóng ra như một con dã thú khát máu. Hoa Linh Vi đứng cạnh rõ ràng có thể cảm nhận được nó. Hoảng sợ nói, mẹ, muốn giết anh ta. Đúng vậy. Hoa Huyền Khuyết không phủ nhận, ra vẻ chính nghĩa, âm u nói, tư chất của cậu ta rất cao, nhưng không nên quen con, càng không nên sỉ nhục con. Người làm nhục con, chắc chắn phải chết. Mẹ, đừng mà. Hoa Linh Vi lắc đầu, vô cùng tủi thản. Cô ta không hiểu tại sao Trần Bát Hoang đã thể hiện ra tư xa cỡ đó mà mẹ vẫn muốn giết anh ta. Cô ta chặn trước mặt Hoa Huyền Khuyết. Định ngăn cản bà ta. Hoa Linh Vi càng biểu hiện như thế, bà ta càng muốn giết Trần Bát Hoang. Hoa Huyền Khuyết nói với tên nô bộc chấp kiếm đằng sau, kéo con bé ra. Cô chủ, xin lỗi. Nô bộc chấp kiếm bước lẻn trước, dùng linh khí ép Hoa Linh Vi quay về tại chỗ, rồi như một bức tường chắn trước mặt cô ta. Hoa Linh Vi bị khóa linh hải nên hoàn toàn y như một người bình thường, đương nhiên không thể thoát khỏi uy áp ấy, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Lão yêu bà, muốn giết tôi. Trần Đức cảm nhận được sát khí ngút trời của Hoa Huyền Khuyết, đôi mắt chợt trở nên nghiêm trọng, đành phải nghiêm túc lên. Hoa Huyền Khuyết rất mạnh, là địa tôn tầng 8. Trước mắt mà nói thì muốn đối phó bà ta thì tỷ lệ thăng chỉ có 4, 6, Trần Đức 4, Hoa Huyền Khuyết 6. Bởi vì, giới của Hoa Huyền Khuyết mạnh hơn trái đất và Côn Luân rất nhiều, hơn nữa, ai biết bà ta có con bài chưa lật nào nữa hay không. Nhưng Trần Đức phản hết sức thong dong, bình tĩnh, ánh mắt anh lướt qua Hoa Huyền Khuyết, dừng lại trên người Hoa Linh Vi hỏi, bà ta là mẹ cô. Đúng vậy, bà ấy là mẹ nuôi tôi lớn lên còn dạy võ học cho tôi, Hoa Linh Vi tủi thân gật đầu, Trần Bát Hoang, anh mau rời khỏi đây đi, đi được bao xa thì đi, rồi từ bỏ cuộc sát hạch năm nay luôn đi. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn cơ hội. Hoa Linh Vi hết sức sốt ruột, song cũng rất buồn. Rõ ràng ý của cô ta là muốn Trần Đức trốn đi, trốn càng xa càng tốt, dù cho từ bỏ cuộc tuyển chọn lần này cũng không sao, chỉ cần còn sống là được. Còn sống mới có hy vọng. Cô ta thật sự không muốn nhìn thấy Trần Bát Hoang chết ở đây. Trần Đức không trả lời cô ta, mà giọng điệu chợt thay đổi, chắc chắn nói, bà ta nuôi nấng cô, nhưng cũng là thủ phạm giết chết bố mẹ cô. Cái gì? Hoa Linh Vi chấn động. Trong đôi mắt xinh đẹp toát ra sự kinh ngạc, Trần Bát Hoang, anh đừng nói lung tung, bố mẹ tôi chết trong vụ lùm xùm gia tộc, sao có thể do mẹ nuôi giết được? Ha ha, cô có thể hỏi bà ta, hỏi thử xem bà ta khóa linh hải cô bắn cách nào, dùng thuật pháp gì và làm sao luyện thành thuật pháp đó, Trần Đức nghiêm túc nói, chẳng có vẻ gì là đang nói dối. Cùng lúc đó, trái tim của Hoa Huyền Khuyết cũng trầm xuống, trong mắt có chút căng thẳng và kinh ngạc. Trần Bát Hoang thế mà lại phát hiện ra bí mật của bà ta. Sao mà cậu ta lại biết được? Trên mặt Hoa Huyền Khuyết phản bình tĩnh như không, nhưng ánh mắt lại trở nên ác độc. Mặc kệ sao cậu ta lại biết được thì đều phải giết chết cậu ta. Thằng ôn con, bớt châm ngòi ly gián đi,
mối quan hệ giữa tôi và Linh Vi há là loại vô liêm sỉ như cậu có thể chia rẽ chắc. Hoa Huyền Khuyết không chờ Trần Đức nói chuyện đã trực tiếp ra tay. Bà ta không dám để Trần Đức nói thêm gì nữa, cứ mặc anh nói tiếp thì Hoa Linh Vi chắc chắn sẽ nghi ngờ, chuyện năm đó tuyệt đối không thể lộ ra được, không thì hậu quả sẽ khôn lường. Bà ta phải giết chết Trần Bát Hoang, không thể cho đối phương một cơ hội nào được. Phút chốc, cơ thể Hoa Huyền Khuyết nhoáng lên, lập tức đã xông tới trước mặt Trần Đức. Con người Trần Đức co rụt lại, nhanh. Thật, tốc độ của Hoa Huyền Khuyết quả thật nhanh đến chóng mặt, nên khi đôi mắt anh ở trạng thái bình thường đã không thể nhìn thấy được quỹ đạo di chuyển của bà ta. Trần Đức lập tức mở thấu thị nhãn ra. Ngay giây phút ấy, Hoa Huyền Khuyết giơ tay lên, đấm một quyền về phía Trần Đức. Nắm đấm của bà tỏa ra ánh sáng chói mắt, một luồng năng lượng khủng bố lại điên cuồng như núi lửa sắp phun trào chợt bùng lên nổ ầm. Ám! Càng khiến người ta hoảng sợ là nếu nhìn kỹ thì một quyền của bà ta còn mơ hồ xuất hiện một cái đầu sư tử đang gầm rú xông tới. Một quyền này, ít nhất phải có 7000-8000 long tượng lực. Con số này quả thật là khủng bố. Phải biết rằng, dưới tình huống không thi triển cửu trọng cực ảnh thì toàn bộ lực bộc phá của Trần Đức cũng chỉ có 10000 long tượng lực. Mà Hoa Huyền Khuyết chí là thuận tay đã có 7000-8000 long tượng lực. Điều này thật sự khá là đáng sợ. Ngây người ra đó làm gì, mau đỡ, vào giây phút sống còn, Linh Lung chợt mở miệng nhắc nhở. Trần Đức chợt hoàn hồn, giơ nắm tay lên đỡ. Tiêu rồi, trong lòng Hoa Linh Vi buồn bã không thôi, cô ta biết rất rõ sức mạnh của Hoa Huyền Khuyết, một quyền ấy dù là cô ta cũng không dám đỡ. Mà Trần Đức lại trực tiếp giơ nắm tay lẽn đỡ. Đúng là ngốc mà. Hành động ấy quả thật rất ngáo. Sự chênh lệch giữa cả hai y như chẽn trời dưới đất vậy. Giữa sự khác biệt cảnh giới, trực tiếp đón đỡ thì chẳng khác gì chán sống. Giây tiếp theo, nắm tay của cả hai bỗng đập vào nhau gảy ra tiếng động to lớn đinh tai nhức óc, chấn động cả một vùng trời giống như hai cái máy bay đâm vào nhau. Một tầng sóng nhiệt quét ngang ra xung quanh, sự dao động năng lượng khủng bố trực tiếp khiến rất nhiều võ giả hộc máu. Mà giữa sân lại là cuốn lên bụi mù, đất đai rạn nứt. Chỉ thấy Trần Đức bay ngược ra ngoài, cơ thể anh như một quả bom hạng nặng rơi vào trong giới hải cách đó hơn 100 mét, bắn lên một đống bọt nước và từng cơn sóng gợn. Vùng nước biển ấy trực tiếp bị nhuộm đỏ. Trong không khí, nơi Trần Đức bay qua cũng đế lại mùi máu gai mũi. Còn Hoa Huyền Khuyết lại chẳng bị gì, bụi mù tan đi, bà ta vẫn sừng sững như núi, trên gương mặt có làn da vẫn tươi trẻ treo một nụ cười tự tin, lạnh lùng cười. À, còn yếu hơn so với tưởng tượng nữa. Đôi môi đỏ mọng của Hoa Huyền Khuyết khẽ nhếch, gương mặt có đôi nét của thời gian lộ ra vẻ khinh bỉ, chế nhạo. Quả nhiên, trái đất chính là một bãi. Rác, một quyền nhẹ nhàng như thế cũng không đỡ được, còn chạy tới làm anh hùng. Cũng không biết đám đoạn bằng làm ăn kiếu gì, ngay cả một tên yếu ớt như thế cũng không giải quyết nổi, còn bị đánh chết. Đúng là mất mặt. Trần Bát Hoang. Con người Hoa Linh Vi co rụt lại, trong mắt tràn ngập vẻ đau buồn, kinh ngạc nhìn chằm chằm giới hải nổi lên từng bọt sóng màu máu, dáng người yếu điệu run rẩy. Cô chủ, cô buồn lắm đúng không? Ha ha, tất cả đều là tại cô, nếu lúc trước cô không cứu anh ta, không đuổi tôi đi thì đã chẳng cần buồn và mọi thứ cũng sẽ không xảy ra rồi. Tên nô bộc chấp kiếm đứng trước mặt cô ta lộ ra nụ cười hết sức đắc ý. Một tên nô bộc mà thôi. Hoa Linh Vi siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, lần đầu tiên nối lên sát khí nhiều như vậy với một người. Nhưng, linh hải của cô ta đã bị khóa nên không thể làm gì đối phương. Đám võ giả xung quanh cũng nhìn bọt nước đỏ lòm quay cuồng trong biển và những giọt máu trong không khí mà không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, ai cũng vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Nhà họ Hoa ở Đại Lục Long Huyền, khủng bố vậy luôn. Chỉ một chiêu đã giết chết Trần Bát Hoang. Bọn họ đều nhìn thấy sự khủng bố của Trần Bát Hoang, nhưng anh lại không đỡ nổi một quyền của Hoa Huyền Khuyết, nhiều người không nhịn được hít ngược một hơi. Linh Vi, không cần thiết phải buồn vì một con kiến như vậy. Sau khi đến Vân Tiêu Giới thì sẽ có rất nhiều đàn ông xuất sắc hơn cậu ta nhiều. Hoa Huyền Khuyết xoay người, đi đến trước mặt Hoa Linh Vi, an ủi. Lần này đến tham gia cuộc sát hạch, đám Tả Cao Nghĩa, Lăng Không cũng rất khá. Đến lúc đó, con có thể qua lại nhiều hơn với họ. Hoa Linh Vi nhìn chằm chằm vào Hoa Huyền Khuyết, không nói câu nào.
nhớ đến câu nói lúc trước Trần Đức đã nói. Hoa Huyền Khuyết, là người giết chết bố mẹ cô ta thật sao? Cho dù cô ta vô cùng tin tưởng Hoa Huyền Khuyết nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra chút khoảng cách. Hoa Huyền Khuyết nhíu mày, như nhận ra gì đó, nói. Linh Vi, con không được bị tên kia châm ngòi ly gián biết không? Mẹ con là em gái mẹ, sao mẹ lại phải giết bà ấy chứ? Đừng để loại rác rưởi ấy ảnh hưởng đến tâm trạng con. Vâng. Hoa Linh Vi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại gieo một hạt giống và bắt đầu đâm chồi, thầm quyết định, sau này phải điều tra lại chuyện năm đó của bố mẹ mình. Con kiến kia chắc hẳn đã chết rồi, chúng ta đi thôi, Hoa Huyền Khuyết chuẩn bị rời khỏi đây. Chuyện sau này thì đế sau này rồi tính, chắc hẳn Hoa Linh Vi cũng sẽ không vì một con kiến chết mà buồn lâu lắm. Ngay khi bà ta xoay người thì bỗng nhiên bên trong giới hải, nơi Trần Đức rớt xuống lại nối lên bọt nước, ục một tiếng cực kỳ nhỏ. Nhưng nó lại truyền vào tai của mỗi người, dù là Hoa Huyền Khuyết chuẩn bị rời khỏi cũng dừng chân, quay đầu nhìn về phía giới hải. Cùng lúc đó, bùm, một cột nước khổng lồ như cổ thụ che trời bắn lên cao, bọt nước bắn tung tóe, nước biến quay cuồng. Trên đỉnh đứng một bóng người màu vàng, để mái tóc húi cua. Mặt như đao khắc trông hết sức anh tuấn. Tay phải của anh cầm một thanh kiếm, trên thân kiếm phảng phất có một con rồng xoay quanh tỏa ra ánh sáng xanh sẫm. Anh ta, không chết. Đù, vậy mà lại không chết. Ven bờ giới hải, vô số người kinh ngạc đến ngây người, dù là Hoa Huyền Khuyết cũng khá kinh ngạc. Chỉ là, sự kinh ngạc ấy cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt, sau đó bà ta cười lạnh nói a, hóa ra không chết. Có vẻ, phải tốn chút công phu rồi. Bóng người đứng sừng sững trên cột nước ấy chính là Trần Đức. Hoa Linh Vi nhìn thấy anh thì kích động đến rớt nước mắt, suy cho cùng cô ta chí là phụ nữ, tuy rất mạnh, nhưng lúc này cũng không nhịn được bật khóc. Hoàn toàn là vì vui vẻ và kích động. Lão yêu bà, chỉ vậy đã muốn giết tôi hả? Bà coi trọng mình quá rồi đó, trên cột nước, Trần Đức như một vị thần, anh vừa nói, vừa vung kiếm long ngâm lên. Kiếm linh hoan. Anh vừa nói xong. Long ngâm trong tay chợt từ 1:10:10:100:100 thành 1000. Thoáng chốc, cả bầu trời đều lập lòe kiếm quang, kiếm ý hoàn toàn hóa thành thực chất cuốn theo nước biến phóng thẳng về phía trước. Mặt đất rung lắc, không gian xuất hiện từng vòng sóng gợn đáng sợ, kiếm quang bay múa đầy trời cuồn cuộn trên không. Kiếm linh hoan dường như võ kỹ của thần, đè nén cả không trung, kéo theo vô vàn ánh sáng bao trùm lấy Hoa Huyền Khuyết. Hoa Huyền Khuyết nghiêm túc lên, đối mặt với chiêu này, bà ta không thể không nghiêm túc. Một luồng linh khí như núi lửa phun trào bắn thẳng lên cao, cùng lúc đó, trong tay cũng xuất hiện rậm rạp ấn ký, bắt đầu niết ấn, làm phép. Theo ngón tay nhanh chóng bay múa, trong tay bà ta chợt xuất hiện một cây đàn cổ, trên trời bổng vang lên tiếng đàn tinh tang. Vô số mũi tên bắn ra theo ngón tay của bà ta, rồi xông thẳng về phía hàng ngàn kiếm linh hoan trên trời. Tinh tinh tang tang, từng tiếng sóng âm dập dờn, vô số kỳ ếm linh hoan dần biến mất theo những ngón tay của bà ta. Chỉ trong 10 giây, kiếm linh hoan đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một kiếm của Trần Đức. Keng, một kiếm này tới gần Hoa Huyền Khuyết, phá hủy chiêu thức của bà ta. Nhưng, Hoa Huyền Khuyết cũng không hoảng, trên mặt trái lại còn cười. Biết chút võ kỹ đã dám khiêu chiến tôi, con kiến à, phải nói là đầu cậu bị úng nước thật rồi đấy. Bà ta nói xong bèn dùng tay không chộp lấy kiếm long ngâm. Thoáng chốc, Hoa Huyền Khuyết đã nắm lấy thân kiếm long ngâm. Sức mạnh khủng bố của cả hai giống như một cơn sóng thần, từng luồng năng lượng đáng sợ dao động giữa bàn tay bà ta và kiếm long ngâm tràn ra ngoài. Hơn trăm người xung quanh lập tức bị luồng linh lực ấy hất văng ra ngoài, hộc máu. Giữa chiến trường, trên tay Hoa Huyền Khuyết hiện lên một cái ỷ bao tay bằng tơ tằm trong suốt, không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được. Sao, con kiến, có phải chưa thấy ai dùng tay không làm vũ khí không? Một, Hoa Huyền Khuyết cười gằn, đắc ý nhìn chằm chằm Trần Đức. Đúng là chưa từng gặp, nhưng... Trần Đức bình tĩnh nói, chẳng có vẻ gì là kinh ngạc, anh còn chưa nói xong, trên tay bỗng dùng sức. Cửu trọng cực ảnh lập tức được thi triển, phút chốc, 10.000 long tượng lực bỗng nhiên tăng lên. Gấp đôi, gấp ba, gấp 10, gấp 50 lần. Một sức mạnh khủng bố bỗng xuất hiện một cách chớp nhoáng, Hoa Huyền Khuyết hoàn toàn chẳng thể đỡ nổi. Thoáng chốc, mũi kiếm vẫn nằm im trong tay nhanh chóng đâm thẳng vào ngực bà ta. Két két,
Bao tay của bà ta bỗng bị xé rách, cả bàn tay như một miếng đậu hũ bị cắt thành hai đoạn, năm ngón tay rơi xuống đất, máu đỏ chảy đầy đất. Phụt! Gần như cùng lúc đó, Long Ngâm cũng đâm rách quần áo của Hoa Huyền Khuyết, xuyên qua làn da, kinh mạch, xương cốt, cắm thẳng vào trái tim bà ta. Con người Hoa Huyền Khuyết chợt thay đổi, hoảng sợ cực kỳ. Phải biết rằng, bao tay mà bà ta đang mang là một kiện lĩnh khí thượng phẩm đó. Độ cứng của nó đương nhiên không cần phải bàn rồi. Vì vậy nên Hoa Huyền Khuyết mới dám tay không đỡ kiếm. Nhưng, bà ta đã quá xem nhẹ Long Ngâm, cũng đánh giá thấp thực lực của Trần Bát Hoang. Một cơn đau đớn truyền đến, da đầu Hoa Huyền Khuyết run lên. Song, kinh nghiệm chiến đấu của bà ta cực kỳ phong phú nên khi Long Ngâm sắp đâm vào trái tim mình, bàn tay còn lại của bà ta bỗng ngưng tụ sức mạnh, nương theo lực đấy của Long Ngâm lùi lại. Vừa lùi lại đã bay ra cả 20-30 mét. Đợi đến khi Hoa Huyền Khuyết dừng lại, trong ngực bà ta đã có một lỗ máu, mắt thường có thể thấy được đang đổ máu. Trong lỗ máu là linh khí màu vàng đang ăn mòn, cắn xé da thịt của Hoa Huyền Khuyết. Một lúc lâu sau, bà ta mới khó khăn lắm ép được nó ra khỏi cơ thể. Nhóc con, nhân cơ hội xông lên đảm thêm một nhát đi, bà ta đã không còn cơ hội đánh trả nữa rồi, Linh Lung chỉ huy Trần Đức. Được. Có thể đánh Hoa Huyền Khuyết bị thương nặng hoàn toàn là do đối phương đang đà sung sướng vì đã đánh bay anh Chí với một quyền nên thả lỏng cảnh giác, trở nên sơ suất, có chút xem nhẹ anh. Cơ hội như thế rất khó có tân thứ hai. Trần Đức không chút do dự, cơ thể như một cái bóng mờ, hóa thành một vệt sáng màu vàng phóng thẳng về phía Hoa Huyền Khuyết. Sắc mặt Hoa Huyền Khuyết trắng bệch, giờ bà ta đã bị thương nặng, còn chưa kịp thở dốc. Mà trước sức mạnh kỳ lạ cùng tốc độ nhanh một cách chóng mặt của Trần Đức, bà ta hoàn toàn không thể chống cự. Vào lúc như này mà đối đầu với Trần Bát Hoang, thì chỉ có chết. Hơn nữa còn chết rất thảm. Hoa Huyền Khuyết hoảng hốt, vô cùng sợ hãi. Trần Bát Hoang, đừng, Hoa Linh Vi đứng trong đám đông nhìn thấy cảnh này, cất bước chân chạy về phía Hoa Huyền Khuyết, muốn bảo vệ mẹ nuôi của mình. Trần Đức không để ý đến cô ta, ra một trường đấy ra xa. Lúc này Hoa Huyền Khuyết có được cơ hội, phụt người xông về phía Hoa Linh Vi, trong tích tắc đến trước người cô ta, rút kiếm trong tay kề lên cổ của Hoa Linh Vi. Sau đó, lớn tiếng quát. Trần Bát Hoang, dừng lại cho bà, nếu cậu dám tiến một bước, bà đây lấy cái đầu của nó. Vãi, đáng chết. Đồng tử của Trần Đức co lại, anh dừng chân, xoay chuyến Long Ngâm trong tay, thu lại tất cả sức mạnh, linh khí vô cùng vô tận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoa Huyền Khuyết. Không nói gì. Mẹ, Hoa Linh Vi cau mày, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, không biết phải làm sao, mẹ. Mẹ đang làm gì thế? Dù thế nào cô ta cũng không ngờ, vào thời khắc quan trọng, Hoa Huyền Khuyết mà cô ta muốn dùng tính mạng để cứu, lại mang cô ta ra làm bia đỡ dạn. Con gái ngoan của mẹ, chẳng phải con nói sẽ bảo vệ mẹ sao, bây giờ cơ hội đến rồi. Khóe miệng Hoa Huyền Khuyết rỉ máu, vẻ mặt nham hiếm, tráng bệch nói. Vì mẹ, con sẽ đồng ý làm tất cả, đúng không? Hoa Linh Vi có thể cảm nhận được rõ ràng sát ý trên người mẹ nuôi phía sau, nếu vừa nãy Trần Đức không dừng lại, e rằng Hoa Huyền Khuyết thực sự sẽ giết cô ta. Lòng cô ta đã nguội lạnh. Có lẽ mẹ cũng không còn cách nào. Nếu Trần Bát Hoang có thể dừng tay, hai người sẽ hòa giải chứ? Hoa Linh Vi không dám suy nghĩ quá sâu xa, chỉ có thể cố hết sức nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp. Cô ta đang định lên tiếng, định khuyên Trần Đức và mẹ, nhưng Hoa Huyền Khuyết đột nhiên lên tiếng lần nữa, nói. Trần Bát Hoang, tôi thừa nhận, cậu thực sự rất lợi hại, rất giỏi, nhưng... cậu có thể có lòng tin cứu được nó từ trong tay tôi không? Nếu không thể thì buông kiếm trong tay cậu xuống, tự phế linh hải, tự phế kim đan, quỳ xuống bỏ đến trước mặt bà đây. Nếu không, nó, sẽ chết chắc. Giọng Hoa Huyền Khuyết u ám, trầm thấp. Không có chút tình cảm. Lúc này, tính mạng là quan trọng nhất, đâu còn màng đến tình mẹ con gì. Bà ta chỉ biết, nếu Trần Bát Hoang ra tay tân nữa, bà ta sẽ chết. Còn Hoa Linh Vi là cơ hội sống sót duy nhất của bà ta. Bà ta hoàn toàn không coi Hoa Linh Vi từng là con gái của bà ta, càng không chú ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Linh Vi, vì Hoa Huyền Khuyết mà trái tim cô ta như chìm xuống đáy vực, đúng. Cô ta tình nguyên dâng hiến cuộc đời cho Hoa Huyền Khuyết, tình nguyên bảo vệ Hoa Huyền Khuyết, nhưng tự nguyện là tự nguyện, cưỡng ép là cưỡng ép, ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa, giờ khắc này,
đã không chỉ đơn giản là bảo vệ Hoa Huyền Khuyết nữa, Hoa Huyền Khuyết hoàn toàn coi cô ta là công cụ để uy hiếp Trần Bát. Hoang, dùng tính mạng của cô ta đổi lấy tính mạng của Trần Bát Hoang, không hề quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của cô ta. Đây còn là người mẹ nuôi đã che chở, nuôi dưỡng, yêu thương, truyền võ học cho cô ta ban đầu nữa không? Tại sao? Trong lòng Hoa Linh Vi rất khó chịu. Vô cùng khó chịu, trái tim giống như bị từng cây kim vô cùng nhọn sắc đảm vào, lại giống như bị hàng ngàn con kiến cắn đốt, rất đau, đau đến mức không thở nổi. Nước mắt không ngừng rơi, ướt sũng khăn che mặt, dung mạo tuyệt mỹ thấp thoáng dưới lớp khăn, khiến người ta thương xót. Hoa Huyền Khuyết, chẳng lẽ thực sự là người đã giết bố mẹ ruột của cô ta sao? Nếu không, việc gì cứ phải muốn Trần Đức chết, còn dùng cô ta để uy hiếp. Lúc này, cô ta suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại những chuyện trước đây, càng nghĩ, tim càng nguội, càng lạnh, càng băng giá. Những năm nay, Hoa Huyền Khuyết yêu thương che chở cô ta, chỉ là muốn đế cô ta trở nên đẹp hơn. Bảo vệ cô ta, chỉ là vì không muốn đế đám kiến hôi tiếp cận cô ta. Mỗi lần có cường giả xuất hiện, thường xuyên cho cô ta đi giao lưu, nịnh bợ, lấy lòng. Truyền cho cô ta võ học, nhưng lại đế lại một loại chú ấn thần bí trên người cô ta, chỉ cần Hoa Huyền Khuyết muốn thì có thể phong cấm linh hải của cô ta bất cứ lúc nào, cho cô ta trở thành một người bình thường. Kể cả đi đến thành Thông Thiên, cũng cho một nô bộc chấp kiếm và một nha hoàn đi theo, lấy danh nghĩa tốt đẹp là đi theo chăm sóc, thực chất là giám sát mọi hành động của cô ta. Trước đây, cô ta không nghĩ nhiều như vậy, và cũng không để những chi tiết này. Gần đây vừa nghĩ đến. Hoa Linh Vi hít sâu một hơi, dường như tất cả đáp án đã trở nên rất rõ ràng, sáng tỏ. Trong lúc cô ta suy nghĩ, Hoa Huyền Khuyết gần như là muốn chứng minh lời của bà ta, kiếm trong tay đã cứa rách làn da trên cổ cô ta, một tia máu tươi dần tràn ra theo lưỡi kiếm. Trần Bát Hoang, tôi cho cậu hít thở 10 lần cuối cùng, Hoa Huyền Khuyết lạnh giọng, nói y tiếp. Trần Đức nhìn chằm chằm Hoa Huyền Khuyết, cắm kiếm long ngâm xuống đất, buông tay nói. Bà nói rất đúng, với thực lực của tôi, thực sự không có cách nào, cũng không có lòng tin cứu được Linh Vi trước khi bà ra tay. Linh Vi từng cứu tôi, đương nhiên tôi cũng sẽ cứu cô ta, tính toán của bà, rất thành công, nhưng... hình như bà đã bỏ qua hai điều. Khi Trần Đức nói với giọng điệu uể oải, rửng rưng, khóe miệng vẫn luôn cong lẽn mím cười. Nụ cười đó khiến Hoa Huyền Khuyết cảm thấy bất an vô cớ. Đồng thời, cũng rất nghi hoặc, rốt cuộc bà ta đã bỏ qua cái gì? Thứ nhất, tôi vốn không có linh hái, càng không có kim đan, bà bảo tôi phế bỏ thế nào? Nửa giây sau, Trần Đức lẽn tiếng nói. Thứ hai, huyết thân tế mà bà dùng phong ấn linh hải của Linh Vi, bà tự tin chắc chắn không ai có thể phá giải được sao? Vừa dứt lời bỗng nhiên, Trần Đức quát lớn, Tinh Lung, ra tay. Cùng với tiếng quát lớn này, trong thức hải, Linh Lung niết ấn, các ấn ký từ đầu ngón tay Trần Đức nhảy ra, rơi về phía linh hải của Hoa Linh Vi. Rắc rắc. Cùng lúc đó, trong cơ thể Hoa Linh Vi truyền ra một âm thanh khe khẽ, nho nhỏ, cô ta vốn chịu giam cầm, trói buộc, bỗng nhiên thức hải, linh hải, kinh mạch được buông lỏng, cứu giam cầm cổ quái đó biến mất theo. Hoa Linh Vi yêu nghiệt đến mức nào, giây phút giam cầm được phá giải, cô ta lập tức ra tay. Linh khí màu trắng thuần như một dòng sông dài, bùng phát trong tích tắc, thân hình như hồ điệp uyến chuyến lách khỏi lưỡi kiếm, lật tay kéo, sau đó, kiếm trong tay Hoa Huyền Khuyết rơi vào trong tay thon nhỏ của cô ta một cách chắc chắn, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa trán Hoa Huyền Khuyết. Cả quá trình, Hoa Huyền Khuyết vẫn chưa hoàn hồn lại, thực lực của Hoa Linh Vi quá đáng sợ, tốc độ nhanh cực kỳ, kể cả Trần Đức cũng rất kinh ngạc. Cảnh tượng dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó, gió nhẹ lướt qua. Tà váy chẳng của Hoa Linh Vi bay bay, tựa như tiên nữ, trường kiếm trong tay sáng lấp lánh. Hoa Huyền Khuyết thôn mặt, bà ta hoàn toàn không ngờ có người có thể phá giải được huyết thản tế. Ban đầu khi bà ta học huyết thân tế, không phải nói trừ phi bà ta chết, nếu không tuyệt đối sẽ không có ai có thể phá giải sao. Bây giờ, thế này là sao? Hoa Huyền Khuyết không kịp nghĩ nhiều, bà ta chỉ biết, lúc này bà ta bị thương nặng, tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoa Linh Vi. Huống hồ còn có một Trần Bát Hoang nhìn chằm chằm như hố đói. Sau đó bà ta hoảng sợ, bất an nói. Linh Vi, con làm gì vậy, kiếm của con nên chĩa vào kẻ địch, chĩa vào mẹ của con muốn đại nghịch bất đạo sao? Một, con chỉ muốn hỏi mẹ, Hoa Linh Vi hít sâu một hơi,
lặng lẽ trấn tĩnh trái tim tổn thương và nguội lạnh. Bố mẹ của con, rốt cuộc có phải là mẹ giết không? Không phải. Hoa Huyền Khuyết lập tức phủ định, bà ta biết rõ, chỉ có chối cãi mới có hy vọng sống tiếp. Ban đầu, bố mẹ con phản lại quy tắc gia tộc muốn giết hết người của chi các con, là mẹ đã dốc hết sức mới bảo vệ được tính mạng của con, Linh Vi. Chẳng lẽ con vì mấy lời sằng bậy của một người ngoài mà không tin mẹ nữa ư? Bà già yêu nghiệt, gạch chéo. Trần Đức nhếch khóe miệng, thấy xấu hổ thay cho Hoa Huyền Khuyết, lúc này lại còn dám rảo biện. Anh bước lên trước, thản nhiên nói. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đố lệ, Linh Vi, loại phong ấn mà bà ta để lại trên người cô tên là huyết thân tế, lấy ra một phần thần thức của bố mẹ đặt vào trong thức hải. Nếu cô thực sự muốn biết câu trả lời, có thể tiến vào thức hải của bà ta xem thử. Nói bậy, nhóc con, đừng mơ ăn nói sằng bậy, rõ ràng, trong ánh của Hoa Huyền Khuyết lóe lên vẻ hoảng loạn, vội vàng nói. Linh Vi, con đừng nghe hắn nói bậy, nếu con tiến vào thức hải của mẹ sẽ khiến thần thức của mẹ bị tổn thương. Một người trái đất như hắn thì hiếu cái gì? Mẹ à, anh ta nói thật hay nói dối, con cảm nhận là biết, mẹ yên tâm, nếu mẹ bị thương, con sẽ đích thân hồi phục cho mẹ. Đến bây giờ, Hoa Linh Vi vẫn gọi Hoa Huyền Khuyết là mẹ, hơn nữa còn dùng kính ngữ, tận sâu trong lòng cô ta vẫn ôm một tia hy vọng. Nhưng, không đợi Hoa Huyền Khuyết nói gì, một tay của Hoa Linh Vi đã đặt lên chỗ thiên linh cái của Hoa Huyền Khuyết, nhắm hai mắt. Rất nhanh, cô ta mở mắt ra. Trong đôi mắt tuyệt đẹp, nước mắt gần như đã rơi cạn, thay vào đó là một tia sát ý u ám, lạnh lẽo, và tùy ý bắn ra. Hiển nhiên, cô ta đã biết sự thực. Phụp. Lập tức, đôi chân của Hoa Huyền Khuyết mềm nhũn, quỳ xuống, trên khuôn mặt bạc bẽo tràn đầy vẻ sợ hãi và bất an. Linh Vi, con nghe mẹ giải thích đã. Linh Vi, không phải như con nghĩ đâu, nghe mẹ giải thích đã. Mẹ, con muốn giải thích gì? Giọng nói của Hoa Linh Vi tựa như băng tuyết ngày đông, khiến người ta phát run. Hoa Huyền Khuyết cũng phải ớn lạnh dùng mình. Giải thích cái gì? Đúng thế. Không có gì phải giải thích nữa, hoặc là, trong thời gian ngắn, bà ta vẫn chưa nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích chuyện này. Trần Bát Hoang, cảm ơn anh, nếu không có anh, e rằng cả đời tôi vẫn mơ hồ không biết gì, vĩnh viễn không biết đã xảy ra chuyện gì, hít sâu một hơi, không thèm nhìn thêm Hoa Huyền Khuyết một cái, Hoa Linh Vi nói lời cảm ơn Trần Đức. Trần Đức thực sự khiến cô ta rất bất ngờ. Sự việc hôm nay chứng minh quyết sách trước đây của cô ta là đúng. Không có gì, phải cảm ơn thì cũng là tôi cảm ơn cô. Ia tôi cảm ơn cô. Nụ cười, vẻ dịu dàng, hòa nhã của Trần Đức khác hẳn với người sát phạt quyết đoán đó. Lúc này, Hoa Linh Vi ngấn người mất hồn, trái tim băng lạnh, vì nụ cười này mà thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cuộc sát hạch lần này, tôi không định tham gia nữa, tôi muốn về nhà họ Hoa giải quyết ân oán năm đó. Hoa Linh Vi lấy ra một cái chai nhỏ màu đỏ to bằng bàn tay từ trong lòng. Cho anh cái này, chúc anh có thể bộc lộ hết tài năng trong cuộc sát hạch lần này, thành công tiến vào vân tiêu giới. Đây là, Trần Đức ngâm kỹ chai thuốc đó, không nhận lấy, trực giác nói với anh, thứ đó rất quý giá. Chân huyết linh thú, máu của một con linh thú cảnh giới thiên tôn, Hoa Linh Vi giải thích. Cái gì, máu của linh thú thiên tôn? Trần Đức cảm thấy chấn hãi, sao địa tôn chính là thiên tôn, chân huyết của linh thú thiên tôn cực kỳ quý hiếm. Chân huyết không phải là máu bình thường, trong 10.000 con linh thú, không phải con nào cũng có chân huyết, mà một con linh thú nặng trên 100 tạ cũng chưa chắc luyện ra được một chai chân huyết nhỏ. Vô cùng quý giá, có thể nói là vô giá. Thôi, cô giữ lại thì hơn, tuy Trần Đức rất thèm muốn, nhưng vẫn không nhận. Thứ đó cũng là bảo bối với Hoa. Linh Vi, thứ này, nhà họ Hoa còn có một chai, tân này quay về, tôi uống một chai khác là được. Hoa Linh Vi nhét cái chai vào trong tay Trần Đức, sau đó tóm lấy vai của Hoa Huyền Khuyết, nhấc bà ta lên, đầu không ngoảnh lại rời đi. Trần Bát Hoang, chúng ta gặp nhau ở vân tiêu giới. Được, hẹn gặp lại ở tiêu vản giới. Trần Đức cũng không ngần ngại nữa, cất chân huyết đi, nói chuyện với Linh Lung, lần này may mà có cô, nếu không, thực sự không biết phải làm thế nào. Chẽn thực tế, Hoa Huyền Khuyết phung một quyền đánh Trần Đức vào giới hải. Sở dĩ Trần Đức hồi lâu không ra, là vì anh đang bàn bạc với Linh Lung, tìm hỷ yếu về huyết thân tế từ chỗ Linh Lung. Không giải trừ huyết thân tế,
có nghĩa là Hoa Huyền Khuyết nắm điểm yếu của anh không thể chiến một trận với bà ta. Được biết Linh Lung có thế cố phá giải được huyết thân tế, anh mới từ giới hải đi ra. Còn về kết cục của Hoa Huyền Khuyết, đương nhiên anh sẽ không tham dự, mạng của bà ta giao cho Hoa Linh Vi xử lý là tốt nhất. Nhưng hiển nhiên sau này Hoa Huyền Khuyết chắc chắn sẽ không được sống yên ổn. Xó gì mà cảm ơn, nhưng anh cũng thật may mắn, mau hấp thụ chân huyết của Linh Thú Thiên Tôn đi, chắc chắn sẽ có lợi ích lớn với anh, Linh Lung nói. Sau đó, Trần Đức rời khỏi giới hải, về đến khách sạn, trực tiếp bế quan, hấp thụ chân huyết. Anh vừa bế quan là mất luôn hai ngày này, anh không bước ra khỏi khách sạn một bước, hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Cũng trong hai ngày này, bên ngoài đã xảy ra chuyện long trời lở đất. Cái tên Trần Bát Hoang nổi tiếng, vang danh khắp cả thành Thông Thiên, chuyện anh giết 4 người Đoạn Bằng, Mạc Ly Tiêu, Ô Hành, Tất Vân Đào như giết châu chấu sâu bọ truyền khắp mọi ngóc ngách. Người phụ trách bảng Hào Kiệt cũng không dám để anh ở vị trí cuối cùng, trực tiếp điều chỉnh đến vị trí thứ 10 trong bảng Hào Kiệt. Hôm đó, bên bờ giới hải, Trần Đức không chỉ đánh bại Đoạn Bằng đứng thứ 13, còn đánh cả Mạc Ly Tiêu và Ô Hành cùng liên thủ. Hơn nữa, rất nhiều người cho rằng không nên xếp anh ở vị trí thứ 10, ít nhất cũng có thể xếp trong top 8. Phải biết rằng, ngay cả Hoa Huyền Khuyết cũng bị anh đánh thương nặng. Nếu là ở các kỳ trước, thực lực của Trần Đức ít nhất cũng có thể tiến vào top 5, top 3. Chỉ đáng tiếc, kỳ này có quá nhiều cường giả. Chỉ vì người được vào vân tiêu giới lần này vừa hay có thể giành được cơ duyên to lớn trăm năm mới gặp một lần. Thánh khư vân tiêu giới xuất hiện. Thánh khư, trăm năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện, tất cả thế lực vân tiêu giới sẽ phái ra cường giả thế hệ trẻ đến tìm kiếm cơ duyên. Bất luận mạnh hay yếu chỉ cần được thế lực chọn chúng đều có thể đi. Vì vậy, thánh khư cũng ảnh hưởng đến lần tuyến chọn này, những người đến lần này, không chỉ có thế lực thập bát lưu tam phẩm, còn có thế lực nhất lưu tam phẩm đến đây. Ở vân tiêu giới, thế lực từ nhất lưu nhất phẩm đến thập bất lưu là một cấp, nhất lưu nhị phẩm đến thập bát lưu là một cấp, nhất lưu tam phẩm đến thập bát lưu là một cấp, ngoài ra, là một số thế lực không theo cấp bậc. Những năm trước, những thế lực đến thành Thông Thiên tuyến chọn, hầu như đều là thế lực thập lưu tam phẩm trở xuống. Nhưng lần này có cả thế lực nhất lưu đến thập lưu, mang đến hy vọng cho rất nhiều người. Tuy chỉ là thế lực tam phẩm, nhưng khoảng cách chênh lệch giữa nhất lưu và thập bát lưu lại như một trời một vực. Cho nên, cuộc sát hạch lần này là một kỳ có nhiều cường giả nhất trong trăm năm nay. Bảng Hào Kiệt gần như được cập nhật mỗi ngày, ví dụ như Tả Cao Nghĩa trước đây đứng thứ 2, Lăng Không đứng thứ 3, trực tiếp rớt xuống thứ 9 và thứ 11. Vì Hoa Linh Vi rút lui khỏi sát hạch, bị trực tiếp gạch tên khỏi danh sách. Trong top 10, người duy nhất không thay đổi, chỉ còn lại Bàn Chiến. Tuy cảnh giới của hắn không bằng người đứng thứ 2, thứ 3, nhưng luôn chiếm giữ vị trí thứ nhất không đổi, khá là cường mạnh. Ngoài ra, quan hệ giữa Trần Đức và Hoa Linh Vi cũng được bàn tán, bị người ta coi là điểm nóng, bàn tán xôn xao. Thậm chí có người nói Hoa Linh Vi và Trần Đức quen biết nhau từ lâu, đã từng có thân thiết da thịt ở trái đất. Càng đồn đại càng khác xa thực tế. Ngoài hai chuyện này, còn có một chuyện nữa cũng là quả bom hạng nặng, gây ra náo động ồn ào. Hôm trước, Lăng Không đột phá tôn giả tứ trọng, thực lực tiến thêm một bậc lần nữa, sáng sớm hôm qua, hắn đã đến cửa khách sạn Thông Thiên, chặn ở cửa khiêu chiến với Trần Bát Hoang. Hắn vốn đứng vị trí thứ 10, bây giờ lại bị một tên trái đất đè lên đầu, đương nhiên Lăng Không không vui, hắn đã đứng ở cửa một ngày một đêm, nhưng đáng tiếc. Trần Đức Vân không trả lời hắn, thậm chí rất nhiều người nghĩ liệu có phải Trần Đức nhát gan không, dù sao, anh thực sự có thể không phải là đối thủ của Lăng Không, Lăng Không. Không mang theo binh khí, khoanh hai tay, mái tóc dài thả xuống vai, một mắt, mũi như đầu tỏi, không được điển trai, khá bình thường. Nhưng hắn đứng ở đó, thời gian dường như ngừng trôi, không khí quanh người nặng nề, hào hùng. Trước cửa khách sạn Thông Thiên có rất nhiều người tập trung, họ đều đang mong đợi. Đợi Trần Bát Hoang ra ứng chiến, một số người chưa từng gặp Trần Bát Hoang, có thể xem rốt cuộc anh mạnh thế nào. Nhưng từ đầu đến cuối Trần Đức cũng không xuất hiện. Anh không xuất hiện, Lăng Không cũng không dám xông vào, phía sau khách sạn Thông Thiên là mấy vị lãnh đạo nòng cốt của thành Thông Thiên. Nhân vật như vậy, Lăng Không không chọc vào được. Nhưng cũng vào ngày này, bên ngoài đám đông đột nhiên truyền đến một tiếng quát, tránh ra hết cho tôi. Cùng với tiếng quát lớn. Một người đàn ông trung niên đẩy đám đông ra,
tạo ra một lối đi, đến thẳng trước cửa của khách sạn Thông Thiên, lướt nhìn Lăng Không, khinh thường nói, phế vật đúng là phế vật, chỉ dám đứng ở cửa kêu gào, ha ha. Lăng Không đang định phản bác vài câu, lại bỗng nhìn thấy trên ống tay áo bên phải của người đàn ông trung niên thêu một biểu tượng mặt trời màu đỏ, chính biểu tượng đó khiến hắn muốn mắng chửi mà phải im bặt. Thái Dương Cung, thế lực thập tam lưu tam phẩm vân tiêu giới. Mặc dù là thập tam lưu, Lăng Không cũng không dám chọc vào. Có lẽ người đàn ông trung niên này hẳn là một trong số người đến tuyển chọn tân này. Người đàn ông trung niên không thèm nhìn Lăng Không, hét to vào trong khách sạn Thông Thiên. Trần Bát Hoang, tôi là Cát Huyền Thông, nô bộc của Thạch Công Tử Thạch Thiên của Thái Dương Cung, công tử nhà tôi nghe nói cậu ở đây, lệnh cho tôi đi gặp cậu. Lập tức ra đây đi theo tôi. Người đàn ông trung niên hét rất to, mang theo linh khí, bá đạo lan rộng kéo dài bốn phương tám hướng. Lập tức, rất nhiều người trong khách sạn Thông Thiên đều bị sợ giật mình, kể cả Trần Đức đang luyện hóa tinh huyết cũng cau mày. Thạch Thiên của Thái Dương Cung. Chính là người trước đây muốn lấy Đạm Đài Nguyệt làm vợ lẽ. Anh nhớ lại, liền nghĩ ra, người đó, thực sự tên là Thạch Thiên. Trần Đức cũng muốn gặp Thạch Thiên. Chỉ có điều, không phải bây giờ. Thứ nhất anh tới đây là để tham gia sát hạch. Thứ hai, lời của Cát Huyền Thông khiến anh vô cùng khó chịu. Mạng người, ngay lập tức, mau lên, ông đây, những từ ngữ này thật khiến người ta chán ghét, gọi anh giống như nô bộc người làm vậy. Xem ra người của Thái Dương Cung Vân có ý ác với mình, ha ha ha, Trần Đức cười nhạt. Tinh huyết vẫn còn chưa luyện hóa, anh cũng không gấp gáp ra ngoài. Bên ngoài khách sạn Thông Thiên, lúc này xuất hiện một người nhìn khoảng 80-90 tuổi, thật ra đã 200-300 tuổi, mặc dù tuổi cao nhưng tinh thần vô cùng tỉnh táo. Ông ta là quản lý của khách sạn Thông Thiên, Lão Vương Vương Hoan. Anh bạn à, nơi này là khách sạn của Thông Thiên Các. Không cho phép lớn tiếng ồn ào náo động, nếu như muốn tìm người, xin hãy đợi ở đây, hoặc là dùng cách thức liên lạc khác, Lão Vương trầm giọng nói. Lão già kia, Thái Dương Cung tôi làm việc cần ông dạy à, Cát Huyền Thông lạnh như băng nhìn Lão Vương, không hề có chút kiêng kỵ kính sợ nào. Không muốn chết thì cút sang một bên, bớt xen vào chuyện người khác, thứ rác rưởi này, một cái tát của ông đây cũng có thể đập chết được ông đây. Bảo vệ khách sạn Thông Thiên là chức trách của tôi. Dù anh có một phát đập chết tôi cũng không cho phép có người làm càn, huống hồ Thành Thông Thiên có quy tắc của Thành Thông Thiên, tôn thượng mặc dù đến từ vân tiêu giới, nếu làm sằng làm bậy thì cũng không có kết quả tốt đâu. Vương Hoan không lùi nửa bước, mặc dù đã già, nhưng ông ta vẫn vô cùng có khí phách. Vậy sao, nếu như tôi nói tôi giết chết ông, đám già ở Thành Thông Thiên kia sẽ không dám hé răng, ông dám cắn tôi còn dám đánh trả. Cát Huyền Thông cười ha ha. Dù thực lực hắn ta không mạnh, thậm chí kém hơn Lăng Không, nhưng hắn ta đến từ Thái Dương Cung. Ký hiệu Thái Dương kia chính là lệnh bài của hắn ta. Hắn ta dạy dỗ người khác, ai dám đánh trả. Anh có thể thử một lần, giọng Lão Vương vẫn cung kính và ôn hòa như thường lệ, cơ thế giả nua cứng ngắc đứng cản trước cửa. Bốp! Ông ta vừa dứt lời. Giây tiếp theo. Bàn tay của Cát Huyền Thông rơi vào mặt Lão Vương. Nhất thời một dấu tay đỏ tươi nối lên, tương đối nhức mắt. Tôi thử rồi đấy, ông làm sao? Động vào tôi à? Trong sự điên cuồng của Cát Huyền Thông. Một cái tát. Dứt khoát, không chút do dự, không chút kiêng kỵ. Một trường lanh lảnh truyền đến từ ngoài cửa. Các tu sĩ vây quanh xem ở đây nhìn thấy cảnh này, ai cũng cực kỳ kinh hãi. Người của Thái Dương Cung quá ngông cuồng. Ngay cả Vương Hoan cũng đánh. Một số ít người thì cảm thấy phẫn nộ và bực bội, cái này không chỉ đánh vào mặt Vương Hoan, mà là đánh vào mặt mũi những vị trí kia ở Thành Thông Thiên. Nhưng, nhiều người lại cực kỳ hâm mộ Cát Huyền Thông, hâm mộ vẻ không chút kiêng kỵ, phách lối cậy mạnh và bá đạo ngông cuồng của hắn ta. Thực lực thấp thì sao? Con át chủ bài Thái Dương Cung này chính là vốn để cho hắn ta ngông cuồng. Đánh Vương Hoan đánh trả được không? Quả thật vậy. Vương Hoan không nhúc nhích, nét mặt già nua run rẩy, mặc dù tức giận, thực lực cũng vượt xa Cát Huyền Thông. Nhưng, ông ta không dám đánh lại, càng không dám đánh Cát Huyền Thông. Ông ta biết, bây giờ nếu quả thật đánh lại thì giống như đang đánh vào mặt Thái Dương Cung, kết thù với Thái Dương Cung. Tôn thượng, anh đánh sướng chưa? Đánh sướng rồi thì xin anh yên lặng một chút, Lão Vương đè nén giận dữ trong lòng, ông ta trầm giọng nói.
không sướng. Ai ngờ, Cát Huyền Thông chẳng những không cảm kích, hắn ta lại phất một cái tát đánh vào bên mặt còn lại của Lão Vương, nhất thời đỏ bừng một mảng. Mọi người có thể cảm thấy rõ Lão Vương không chỉ không dám đánh lại, thậm chí còn chẳng có chút chống cự nào. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực của Cát Huyền Thông thì không thể khiến ông ta bị thương. Bốp, tiếng tát lanh lảnh lại một lần nữa vang vọng bên tai mọi người, ai nấy đều trố mắt nghẹn họng, vô cùng kinh hãi. Đây, chính là máu mặt của Vân Tiêu Giới sao? Quá đã, đám người này từ lúc nào có thế phách lối không chút kiêng kỵ như vậy? Thế nào, lần này sướng không? Lão Vương lại một lần nữa chôn sâu nổi tức giận, ông ta hỏi. Sống 200-300 năm, đây là lần đầu tiên ông ta chịu oan ức như vậy. Nhưng, không còn cách nào khác. Phải nhịn. Nếu ông ta không nhịn, rất có thể sẽ xuất hiện chuyện tàn nhẫn và cực đoan. Hơn. Ha ha, lão già kia, ông cũng rất biết điều đấy. Dường như Cát Huyền Thông đánh đã thành nghiện, hắn ta lộ ra hàm răng, cười đáng sợ, đáng tiếc. Tôi có thể nói với ông rằng tôi không sướng sao? Mẹ nó ông càng đế tôi đánh thì chính là bảo vệ tên khốn khiếp Trần Bát Hoang, con mẹ nó ông đầy có thế sướng nối. Cát Huyền Thông gần như phát điên, một giây trước vẫn đang cười, một giây sau đã trở nên vô cùng dữ tợn, hắn ta nâng quả đấm lên, trực tiếp đánh về phía Lão Vương. Lão Vương không chống cự, đế mặc một quyền kia rơi vào ngực mình. Bùm! Ngực Lão Vương lõm xuống. Gãy đồng thời 7-8 cây xương sườn, máu từ bên trong dâng lên đến cổ họng nhưng lại bị ông ta mạnh mẽ nuốt xuống, không có phun ra. Ông nặn ra nụ cười đầy gượng ép, chỉ cần tôn thượng có thể rời khỏi nơi này, tôi đế tùy cho anh cứ đánh vui vẻ đánh đến sung sướng vào. Vậy sao, thế thì ông đây cũng muốn nhìn xem ông có thể chịu được mấy quyền, Cát Huyền Thông lại đến gần Lão Vương, một quyền đánh ra. Lần này, hắn ta nhắm trực tiếp vào đầu Lão Vương. Nếu đánh chúng, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Nhưng, Lão Vương vẫn không kháng cự. Ông ta trơ mắt nhìn quyền kia ngày càng lớn, nhanh chóng ép sát gần về phía mình. Bèn ngoài khách sạn, các tu sĩ bao gồm cả Lăng Không đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cảnh này. Hoàn toàn y à dáng vẻ xem trò vui. Dù có số ít người đau lòng, nhưng cũng không dám tiến lên hỗ trợ. Dù sao thì, ai dám đắc tội với thực lực Vân Tiêu Giới. Muốn chết sao? Lão già kia, tôi cũng muốn xem xương cốt ông cứng thế nào, ánh mắt. Cát Huyền Thông mang theo đùa giỡn, giống như đang đánh bao cát, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Bùm! Nhưng, một quyền này của hắn ta, không rơi vào trán của Lão Vương, mà là bị một bàn tay nắm chặt. Lão Vương kinh hãi xoay người nhìn lại. Không biết từ lúc nào, một bóng người thon dài đã đứng trước người ông ta. Cậu Trần! Vẻ mặt già nua của Lão Vương cứng lại, ông ta không ngờ Trần Bát Hoang thật sự sẽ đi ra. Cậu Trần, mày chính là Trần Bát Hoang, quả đấm của Cát Huyền Thông bị chặn lại, hắn ta cực kỳ khó chịu. Không đợi Trần Đức trả lời, hắn ta dùng giọng ra lệnh. Mặc kệ mày có phải Trần Bát Hoang hay không, bây giờ buông móng chó của mày ra ngay lập tức, nếu không. Ông đa ý sẽ khiến mày không chịu nổi đâu. Ồ, lông mày Trần Đức nhướn lên. Anh nớ nụ cười đắc ý, lập tức xoay lòng bàn tay. Rắc rắc. Một giây kế tiếp, tiếng xương cốt gãy lìa truyền tới. Toàn bộ cánh tay của Cát Huyền Thông bị bẻ đến tê dại, từng tấc da thịt nứt toác, máu me đầm đìa. A. Hai. Cát Huyền Thông hoàn toàn không nghĩ Trần Bát Hoang sẽ ra tay dứt khoát như vậy, hắn ta đau đớn phát ra tiếng hét. Thảm đầy kinh hãi. Không chờ hắn ta kêu lên, Trần Đức lại một lần nữa dùng sức kéo. Một tay kia của Cát Huyền Thông mạnh mẽ bị kéo lại, giống như ngó sen, sợi máu giải nối với ỉ nhau. Vừa rồi dùng tay này đánh Lão Vương hả? Trần Đức ném cánh tay xuống mặt đất, dùng sức đạp một cái. Bụp! Xương máu phun ra. Cánh tay của Cát Huyền Thông nát vụn tại chỗ, hóa thành một bãi thịt nát, không còn khả năng chữa trị. Mày! Một! Cát Huyền Thông đau đến mức ngất đi, tia máu răng đầy trong con mắt, nhìn thấy cánh tay bị đạp đến vỡ vụn. Cát Huyền Thông trợn trừng con mặt như sắp nứt ra nhìn Trần Đức, hắn ta mệt rã rời trầm giọng nói. Sao mày dám? Tại sao tôi lại không dám? Trần Đức hỏi ngược lại, giọng nhẹ tênh không có một chút áp lực. Tôi còn muốn biết sau khi động vào anh rồi, anh sẽ làm cho Trần Bát Hoang tôi không chịu nổi thế nào đây? Cát Huyền Thông nhanh chóng điếm mấy chỗ huyệt đạo, máu tươi ngừng chảy,
hắn ta hung tợn nói. Tao chính là người của Thái Dương Cung, mày động vào tao thì chẳng khác nào đắc tội với Thái Dương Cung. Không, không có kết quả tốt đẹp đâu. Vậy được, dù sao cũng không có kết quả tốt, cũng đã động vào anh rồi, vậy thì để tôi động thêm mấy cái nữa. Không nói hai lời. Trần Bát Hoang nâng lên tay, vả mấy cái bạt tai vào mặt Cát Huyền Thông, âm thanh bốp bốp vang lên giống như pháo no. Cát Huyền Thông bị đánh đến choáng váng, không đợi hắn ta lấy lại tinh thần, Trần Bát Hoang lại một cước đạp bay người hắn ta. Bay ra ngoài 10 mét. Cát Huyền Thông trọng thương. Hắn ta giống như con cá mắc cạn, trông vô cùng đau đớn, mãi hồi lâu mới. Chật vật bò dậy từ trên đất. Trần Bát Hoang, mẹ kiếp, xem như mày ác, mày đủ phách lối, loại như mày đừng có đi đấy. Nói xong, Cát Huyền Thông chạy đi đầy ảo não, máu tươi lưu lại trên đất. Đám người ngoài cửa bao gồm cả Lăng Không và Lão Vương đều đờ đần và kinh hãi. Trần Bát Hoang, dám ra tay với người của Vân Tiêu Giới. Anh điên rồi sao? Hay là đâm đầu vào bãi phân? Sắp sát hạch rồi, bây giờ chọc đến người của Vân Tiêu Giới, không khác nào chặt đứt con đường của mình sao? Huống chi, ngay cả Lão Vương cũng không dám đánh trả, không dám phòng ngự, chỉ có thế lựa chọn nhẫn nhịn. Trần Bát Hoang nói động liền động. Mẹ nó, điên rồi, điên thật rồi. Nếu như người của Thái Dương Cung tìm tới cửa, 100% Trần Bát Hoang đi vào con đường chết. Bên ngoài khách sạn Thông Thiên, ai nấy đều trong trạng thái ngơ ngác. Cát Huyền Thông đã điên rồi, Trần Bát Hoang lại càng hung ác hơn. Quả thật giống như một đấng ma thần, người ác không nói nhiều, vừa quả quyết lại bá đạo, mặc kệ người Vân Tiêu Giới hay Thái Dương Cung, hoàn toàn không quan tâm. Trên thực tế, Trần Đức quả thật không quan tâm. Một, anh và Thái Dương Cung vốn chính là kẻ thù không đội trời chung, cái tên Thạch Thiên kia muốn cướp vợ anh, chẳng lẽ anh còn phải mặt mày vui vẻ chào đón hắn ta? Hai, hôm nay sau khi anh hấp thu chân huyết, thực lực còn mạnh mẽ hơn so với hai ngày trước, loại người như Cát Huyền Thông ở trong mắt anh chẳng khác nào con kiến hôi, một bàn tay có thể bóp chết. Không giết hắn ta, Trần Đức xem như đã hạ thủ lưu tình. Cậu Trần, vừa rồi cậu đắp hoàn toàn đắc tội với Thái Dương Cung rồi, trong lòng Lão Vương cực kỳ hả giận, nhưng lại có chút lo âu. Không quan trọng, Trần Đức cười hiền, anh vốn là kẻ thù không đội trời chung của Thái Dương Cung, có gì mà không thể đắc tội. Lão Vương, cảm ơn ông trước đó đã bảo vệ tôi, lại cho ông thêm phiền toái rồi, Trần Đức nghiêm bày tỏ cảm ơn chân thành với Vương Hoan. Nếu như không phải Vương Hoan, e rằng cái tên Cát Huyền Thông kia đã xông vào. Khi đó, anh đang luyện hóa tinh huyết, nếu như để cho Cát Huyền Thông xông vào, anh sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người nên nói xin lỗi là tôi không thể bảo vệ tốt được cậu và bảo vệ tốt khách sạn Thông Thiên. Lão Vương lắc đầu thở dài, thực lực không bằng người ta nên cứ phải hèn mọn như vậy, cho dù đối mặt với người làm của Thái Dương Cung, cũng chỉ có thế chịu đựng. Giỏi lắm Trần Bát Hoang, Trần Ma Vương, ngay cả người của tôi mà cũng dám động, thật là vô cùng ngang ngược, Lão Vương vừa dứt lời. Bên ngoài khách sạn Thông Thiên đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi. Sau đó, một luồng khí tức cường thế bắt đầu lan tràn dạo dực. Nguồn gốc âm thanh vang lên nơi xa giữa không trung, nơi đó có một con khổng tước màu sắc sặc sỡ, đuôi khổng tước mở rộng giống như quạt giấy, trên thân khổng tước có một người đàn ông đang ngồi, hắn ta khoảng 28-29 tuổi, tóc lửa đỏ, sóng mũi cao, mặt đẹp như ngọc. Hắn ta mặc một bộ trường bào, tay cầm quạt xếp, tư thế hiên ngang, có vài phần phóng khoáng yêu nhã. Chỉ là, người đàn ông như vậy lại mang vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn xuống. Bên trái bên phải hắn đều có hai người đang đứng. Một người, chính là Cát Huyền Thông trước đó bị Trần Đức dạy dỗ. Một người khác, là một vị lão gì à, nhìn khoảng chừng 100 tuổi, nhưng khó mà đoán được tuổi thật, ông ta chống gậy ba tong, tóc búi cao, mặc áo bào đầy uy thế. Hiên ngang đứng giữa trời. Thiếu chủ, anh nhất định phải báo thù cho tôi, thằng nhãi kia đánh vào mặt tôi thì chẳng khác nào đánh vào mặt Thái Dương Cung chúng ta, Cát Huyền Thông cầu khẩn nói. Thiếu chủ, danh xưng này của hắn ta lập tức khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng. Thiếu chủ Thạch Thì Ên của Thái Dương Cung. Hắn ta, lại đích thân đến đây. Mọi người quả thật không dám tin, những người như thiếu chủ, thánh tử, thánh nữ. Thiếu giáo chủ của một thế lực nếu không có bất ngờ xảy ra, tương lai chính là người lãnh đạo một đời của thế lực,
quyền lợi được hưởng tương đối cao. Có thể nói chỉ cần trong thế lực nhà mình thì gần như chính là dưới một người, trên vạn người. Chẳng ai ngờ trong một lần sát hạch của Thông Thiên Các, vậy mà thiếu chủ của Thiếu Dương Cung đích thân đến thành Thông Thiên, điều này không khác nào dùng đại bác nổ vào một con ruồi, sao có thể không khiến cho người ta sợ hãi. Trần Bát Hoang xong đời rồi. Trong lòng mọi người rét run, dự cảm đến Trần Bát Hoang sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Anh lấy cái gì mà so sánh với thiếu chủ Thái Dương Cung? Im mồm, mặt một tên nô bộc mày cũng dám xưng bậy đại diện cho Thái Dương Cung, mày là cái thá gì? Thạch Thiên trợn mặt nhìn Cát Huyền Thông, giữa lúc hắn ta mở miệng, không khí bên cạnh mơ hồ nổi lên, gợn sóng liên tục. Cơ thể Cát Huyền Thông nghiêng sang một bên, rớt từ trên khổng tước xuống đất, mạnh mẽ đập thành một cái hố sâu. Đồng thời, Thạch Thiên tiện tay, một tia chớp giống như dây thừng đột nhiên xuất hiện hạ xuống từ trên trời, trói tay chân của Cát Huyền Thông. Thiếu chủ, Cát Huyền Thông sợ hãi, thiếu chủ, tôi sai rồi, anh. Anh bỏ qua cho tỏi. Hừ, Thạch Thiên khẽ hừ lạnh, không để ý tới Cát Huyền Thông, mà hắn ta chuyển ánh mặt về phía hai người Trần Bát Hoang và Vương Hoan, lần này hắn không nghe lời, làm sằng làm bậy, diễu võ dương oai, chỉ có thế đại diện cho chính hắn, không thế đại diện cho Thái Dương Cung. Trần Đức có chút kinh ngạc, cũng không biết Thạch Thiên muốn làm cái gì, anh tạm thời đứng im không tỏ bất kỳ thái độ gì. Hôm nay Cát Huyền Thông ra tay với tôi, tuy tôi nhẫn nhịn, nhưng nếu bị thành chủ thành Thông Thiên biết được, chắc hẳn sẽ giận dữ, đến lúc đó mạng Cát Huyền Thông cũng không còn, anh đang cứu mạng người hầu kia đó. Lão Vương khẽ giải thích với Trần Đức, sau đó nói với Thạch Thiên giữa không trung. Thiếu chủ Thạch khách khí rồi, một người hầu quả thật không thể đại diện cho Thái Dương Cung, chuyện hắn làm không liên quan đến Thái Dương Cung đâu. Nên hóa giải mâu thuẫn chứ không nên làm sâu thêm. Lão Vương không muốn dây dưa quá nhiều với người của Vân Tiêu Giới, thuận theo lời Thạch Thiên cho đối phương một lối thoát. Cát Huyền Thông không liên quan đến Thái Dương Cung tôi, bây giờ tôi có một chuyện liên quan đến Thái Dương Cung. Sau khi Lão Vương nói xong, Thạch Thiên nói tiếp, tôi đến đây là có ý khác, chính là đại diện Thái Dương Cung thông báo với Trần Bát Hoang, sau sát hạch của Thông Thiên Các, anh có thể trực tiếp gia nhập Thái Dương Cung. Lời này vừa nói ra, xung quanh yên lặng. Bên trong bên ngoài khách sạn Thông Thiên, suy nghĩ của tất cả mọi người bao gồm cả Lão Vương đã đình trệ, ngơ ngác. Thiếu chủ Thạch Thiên của Thái Dương Cung lại, đích thân đến mời Trần Bát Hoang gia nhập Thái Dương Cung. Cái quỷ gì vậy? Sao có thế? Trong tình huống thông thường, trước mỗi kỳ sát hạch của Thông Thiên Các, quả thật có một vài người thực lực cực kỳ mạnh sẽ nhận được lời mời đặc biệt gia nhập vào một vài thế lực và tông môn. Cái này rất bình thường. Suy cho cùng. Mỗi lần sát hạch đều có người thiên phú cực kỳ yêu nghiệt xuất hiện, những người này đương nhiên được hưởng đãi ngộ mà võ giả bình thường không được hưởng. Thực lực của bọn họ đặc biệt mạnh không chút nghi ngờ. Nhưng, chuyện này sao có thể rơi vào đầu Trần Bát Hoang chứ? Anh chỉ xếp thứ 10 trong bảng hào kiệt mà thôi, những người trước anh không nhận được đãi ngộ như vậy. Dù Thái Dương Cung là thế lực tam phẩm hạng 10, nhưng cũng tương đối khá, không phải sao? Đối với một người địa cầu mà nói, còn có vinh dự nào lớn hơn so với cái này? Một bước lên trời. Đúng. Đãi ngộ như vậy chính là một bước lên trời. Trong khách sạn, hô hấp Lăng Không hơi chậm lại, ánh mắt hắn trở nên vô cùng ghen tị. Hắn cảm thấy nếu như không xếp loạn bảng hào kiệt, bây giờ người được mời phải là hắn, chứ không phải Trần Bát Hoang. Hắn nằm mơ cũng muốn được mời sớm, hắn vẫn đang đợi những thế lực kia đến tìm mình, nhưng... từ đầu đến cuối lại không như mình mong muốn. Hắn thật sự khó mà chấp nhận nổi sự thật này. Trần Bát Hoang dựa vào cái gì? Trần Đức cũng có chút kinh ngạc, anh không ngờ Thạch Thiên lại chủ động mời mình. Quả thực khiến anh cực kỳ bất ngờ. Theo lý thuyết, hai người không phải là kẻ thù không đội trời chung sao? Nhìn ra xa, sau khi thấy ánh mắt của Thạch Thiên, Trần Đức hiếu rồi. Đây đâu phải hắn ta mời. Rõ ràng chính là làm nhục. Ánh mắt ngả ngớn nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay kia giống như đang nói cho Trần Đức. Làm sao, tao mời mày đấy, xem mày trải qua cám dỗ của tao thế nào. Mày giết người của tao, không muốn tao nạp người phụ nữ của mày làm thiếp, ông đây trực tiếp bảo mày đến làm thuộc hạ của tao, làm nô bộc của tao. Đến lúc đó, người phụ nữ của mày tao muốn làm gì thì làm, xí nhục thì xỉ nhục, mày có thể làm gì được. Khóe miệng Thạch Thiên nhếch lên nụ cười đắc ý.
tên nhãi kia đang làm nhục anh đó, hắn nghĩ anh nhất định không chịu nổi cám dỗ tiến vào Vân Tiêu giới, tất nhiên sẽ đồng ý lời mời của hắn, Linh Lung cười khanh khách nói. Ha! Hát! Trần Đức bất đắc dĩ lắc đầu, Thạch Thiên lại có tự tin như vậy sao? Trần Đức nhàn nhạt nhìn Thạch Thiên, thản nhiên nói, xin lỗi, tôi không hợp với Thái Dương cung các anh đâu. Lời cự tuyệt của anh hết sức dứt khoát và lưu loát, đừng nói giữa anh và Thạch Thiên có xích mích, dù hai người không có gì, anh cũng không thế nào tùy tiện đáp ứng lời mời. Tiến vào Vân Tiêu giới, liên quan đến mạng của Ưng Thanh Vũ, cũng liên quan đến Âu Dã Tư Linh, gia nhập một thế lực hoặc một tông môn nào đó, anh phải cực kỳ nghiêm túc, không cho phép có bất kỳ lơ là. Lời anh vừa nói ra, một vài võ giả xung quanh đã trực tiếp ngất xíu, bọn họ không thể nào chịu đựng nổi đả kích này. Tê Dại, cung chủ Thái Dương cung đích thân mời anh lại từ chối, còn không phù hợp. Thế lực tam phẩm hạng 10 còn không thích hợp với anh, vậy cái gì mới thích hợp với anh chứ, thế lực hạng nhất à? Không biết điều, con mẹ nó thật không biết điều. Quả thật là bị kẹp đầu vào cửa rồi. Các võ giả còn lại hận không thể xông lên thay thế Trần Đức. Chỉ tiếc rằng, thực lực của bọn họ quá yếu, nghĩ trong đầu chứ không có gan làm. Nhưng, giữa không trung, Thạch Thiên không thèm để ý tới Lăng Không, thứ rác rưởi như Lăng Không là cái thá gì chứ? Hắn ta hoàn toàn không để vào mắt được không? Xếp thứ 11, chỉ với thực lực của hắn, cộng thêm những người chưa tiến vào bảng xếp hạng, e rằng đến 30 cũng không vào được. Phải biết rằng, cuộc tuyển chọn lần này là cuộc tuyển chọn yêu nghiệt nhất trong nhiều năm gần đây. Vì vậy, hắn ta khinh thường Lăng Không là điều hiển nhiên. Thậm chí còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Trần Đức, mang theo vẻ không cam lòng, không vui hỏi anh thực sự không gia nhập Thái Dương Cung. Đây là cơ hội duy nhất để anh tiến vào Vân Tiêu giới đó. Trần Đức có chút không nói nên lời, Thạch Thiên này muốn nhục nhã anh, làm bẽ mặt anh như này sao? Anh cười ha ha một tiếng, lười đáp lại. Xung quanh đột nhiên yên tĩnh. Bầu không khí cực kỳ khó xử và kỳ quái. Lăng Không cúi người, ôm quyền, giữ nguyên tư thế hành lễ, động cũng không được, mà không động cũng không xong. Một lúc lâu sau, lão già bên cạnh Thạch Thiên bỗng lên tiếng nói, thiếu chủ, loại người như hắn không cần thiết phải nhận vào Thái Dương Cung, cậu đang lãng phí chỉ tiêu, hắn đã không đồng ý, ha ha, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng nữa, cậu muốn báo thù, tôi sẽ thay cậu giết hắn là được. Lão già tên là Giang Đồng Hải. Là nhân vật cấp bậc Thái Thượng trưởng lão trong Thái Dương Cung, thực lực vô cùng mạnh, là một thiên tôn. Giết người có ý nghĩa gì chứ? Thạch Thiên cười khan nói, hắn ngông cuồng kiêu ngạo như vậy, nếu bối sát hạch hôm đó đột nhiên không được tuyến chọn, ông bảo hắn có chạy đến quỳ xuống cầu xin tôi, đế tôi cho hắn một cơ hội không? Có. Lão già gật đầu, nghĩ đến những yêu nghiệt của cuộc tuyển chọn lần này, liền tán thành nói, chắc chắn 100%. Trưởng lão Giang. Có lúc giết người, không bằng giết tâm. Thạch Thiên cười nhạt, không ra tay với Trần Bát Hoang, khinh thường nhìn xuống Trần Đức, tôi ngược lại rất mong chờ nhìn thấy dáng vẻ quỳ xuống cầu xin tôi của hắn, chắc chắn nhất định sẽ rất đặc sắc. Chúng ta đi. Nói xong, Thạch Thiên không nói thêm lời thừa thãi nào nữa, xoay người rời đi. Cuộc nói chuyện giữa hai người không chút che giấu, từng cẩu từng chữ rõ ràng lọt vào tai Trần Đức. Nhưng, anh không hề tức giận, đặc biệt bình tĩnh. Giống như người hai người đó nói đến không phải là anh. Hai tên đó thực sự rất tự tin, Linh Lung cười đùa nói, Trần Bát Hoang, anh thấy sao? Quả thực rất tự tin, hắn mong chờ tôi quỳ, tôi cũng mong chờ đến ngày kia, sau khi lấy được vị trí đứng đầu cuộc sát hạch, xem hai người họ sẽ cảm thấy thế nào, Trần Đức nở một nụ cười vừa thanh nhã vừa ưa nhìn. Tôi cũng rất mong chờ, đến lúc đó nếu hai người họ lại đến cầu xin anh gia nhập Thái Dương Cung. Vậy sẽ thú vị rồi, Linh Lung nói. Trần Đức không nói gì, lấy bình rượu ra, uống liền mấy hơi, rượu mạnh nguyên chất chảy xuống cổ họng, kích thích lục phủ ngũ tạng, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh đang chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, Trần Bát Hoang, tôi muốn thách đấu với anh. Ở cửa, Lăng Không hành lễ với Thạch Thiên, cuối cùng cũng đứng thẳng người. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bát Hoang. Thách đấu với tôi làm gì, tôi đã chọc đến anh rồi, Trần Đức quay đầu lại nhìn đến Lăng Không, có chút bất lực. Đã chọc đến tôi rồi, anh dựa vào cái gì mà xếp trên tôi trong bảng hào kiệt, anh không xứng, Lăng Không hung hăng nói.
Trần Đức càng thêm bất lực, bảng Hào Kiệt đâu phải là do tôi xếp, liên quan gì đến tôi? Nếu anh muốn thách đấu, thì đi tìm người sắp xếp bảng Hào Kiệt đó mà thách đấu, hoặc thách đấu với người trước tôi cũng được. Trần Đức và Lăng Không không quen biết nhau, hai người không thù không hận, anh không muốn bởi vì chút chuyện vớ vẩn này mà ra tay. Sao nào, anh không dám, Lăng Không cười giễu cợt hỏi. Đúng vậy, tôi chính là không dám, được chưa, Trần Đức thở dài, dứt khoát nói theo Lăng Không, anh thật sự không có thời gian để giải dưa với Lăng Không, sau khi chào hỏi Lão Vương, nhanh chóng tránh đi, vào khách sạn Thông Thiên. Lăng Không vốn muốn đuổi theo, nhưng Lão Vương đã tiến lẽn một bước, ngăn hắn lại, nếu cậu Lăng muốn ở khách sạn, tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu muốn đánh nhau trong khách sạn, đừng trách tôi vô tình. Bước chân Lăng Không khẽ dừng lại, hắn không phải là Cát Huyền Thông, sao có thể chọc được đến người của Thành Thông Thiên. Ngay lập tức dừng lại, chỉ có thể coi như không có gì. Loại người này vậy mà lại xếp trên đầu tôi, một con chuột tham sống sợ chết, ghẻ tởm. Lăng Không cực kỳ không thoải mái, nhưng không có cách nào, lại không thể bất chấp xông vào, chỉ có thể từ bỏ, lựa chọn rời đi. Trở về đến phòng, Trần Đức đến phòng tu luyện trong sân nhỏ bế quan, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Anh không ra tay với Lăng Không, không vì lý do gì khác, trước hết võ giả. Cấp bậc như Lăng Không, với thực lực hiện tại của anh, chỉ dùng một tay có thể nghiền nát, không cần thiết. Thứ hai, ngày kia sẽ sát hạch, thay vì lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết, không bằng củng cố lại thực lực cho tốt, tăng cường tu luyện. Sau khi dùng và luyện hóa chân huyết linh thú, tư chất yêu nghiệt của Trần Đức lại một lần nữa được thể hiện một cách tinh tế, tất cả chân huyết đều được anh luyện hóa, hấp thụ mà không hề lãng phí, tràn ra ngoài một tí tẹo nào. Mà thực lực của anh, dưới sự gia trì của những bảo bối này, trong hai ngày qua, có thể nói là lớn mạnh vượt bậc, có sự nhảy vọt về chất. Thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng Trần Đức không hề tự cao tự đại. Sau khi trở lại phòng tu luyện trong sân nhỏ, anh lại bắt đầu bế quan. Chỉ còn thời gian một ngày, cho đến nay, anh vẫn chưa thực sự tiếp xúc với các cường giả đến tham gia sát hạch trong Thành Thông Thiên. Bất kể người bị anh đánh bại là Đoạn Bằng, Tất Vân Đào hay đám người Mạc Ly Tiêu đều chỉ là những người đứng thứ mười mấy trong bảng Hào Kiệt, hơn nữa còn là xếp hạng thứ mười mấy trong bảng Hào Kiệt cũ. Bảng Hào Kiệt mới hiện tại, Đoạn Bằng kẻ xuất sắc nhất trong đám đó, e rằng cũng chỉ xếp ở vị trí 40-50. Vì vậy, Trần Đức không thể xem nhẹ, nhất định phải dùng trạng thái đỉnh cao đi tham gia sát hạch. Vào ngày đám người Thạch Thiên rời đi, Thành Thông Thiên lại lần nữa xôn xao. Vì ba việc, việc thứ nhất là Trần Bát Hoang nhận được lời mời của đích thân cung chủ Thái Dương Cung, có thế dân đầu gia nhập Thái Dương Cung, kết quả Trần Đức không biết điều từ chối. Cuối cùng bị Thái Dương Cung bỏ rơi, cùng việc chờ anh quỳ cầu xin Thạch Thiên. Trong mắt các tu sĩ của Thành Thông Thiên, không phải Trần Đức cự tuyệt Thái Dương Cung, mà là Thái Dương Cung không giữ lời, cảm thấy Trần Đức không xứng đáng, nên mới từ bỏ. Bằng không, trước khi bọn họ rời đi sao lại không nói gì? Cũng không tức giận. Việc thứ hai cũng là bởi vì Trần Đức, Lăng Không thách đấu Trần Đức, nhưng Trần Bát Hoang lại không dám ứng chiến, sợ hãi, nhút nhát, co đầu rụt cổ tại chỗ. Nếu không phải Lão Vương ngăn lại, Trần Bát Hoang có thể đã bị Lăng Không giết chết. Kết hợp hai việc này lại với nhau, Trần Bát Hoang đã trở thành trò cười ở Thành Thông Thiên, mặc dù anh đã đánh bại đám người Đoạn Bằng, Tất Phản Đào, nhưng vẫn bị coi thường, có điều chỉ có vậy mà thôi. Đây là điển hình của việc khoe khoang bản thân thất bại chuyến thành bị mắng chửi. Trái lại, Bàn Chiến, người xếp thứ nhất trong bảng Hào Kiệt, lại giống như một ngôi sao mới chói lọi, sau khi Thái Dương Cung rời khỏi khách sạn Thông Thiên, đến một khách sạn khác, nơi Bàn Chiến đang ở, kết quả, đến cả trướng lão Giang Đồng Hải cùng Thạch Thiên của Thái Dương Cung đều bị ném ra ngoài cửa sổ. Mà tất cả những điều này đều là do Bàn Chiến làm. Được biết, Bàn Chiến đã đánh gục cả hai chỉ bằng hai quyền, mà lúc đó, nơi ở của Bàn Chiến còn có trên ba thế lực đến từ Vân Tiêu giới đến gặp hẳn. Nếu so sánh, Trần Bát Hoang thực sự bé nhỏ không đáng kế, một người là trăng sáng. Một người là hạt bụi nhỏ bé, chênh lệch rất lớn. Hoặc có thể nói, hai người căn bản không thể cùng đặt lên bàn cân để so sánh, Trần Bát Hoang hoàn toàn không có tư cách để so sánh với hắn. Bên ngoài đang thảo luận sôi nổi, nhà họ Hoa ở Đại Lục Long Huyền đang xảy ra một biến cố long trời lở đất. Hoa Linh Vi về đến nhà họ Hoa,
sau khi biết được năm đó bố mẹ bị những nhãn vật cốt cán của nhà họ Hoa giết hại, bắt đầu một trận chiến đẫm máu. Bộ quần áo màu trắng của cô ta dính đầy máu, bộ dạng như ma quỷ, tiến hành tàn sát dưới sự bao vây tấn công của vô số người. Một cuộc tàn sát thực sự. Tài năng thiên phú của Hoa Linh Vi khiến người khác kinh ngạc, sớm đã vượt qua tất cả các cường giả nhà họ Hoa, cho dù là một vài lão giả 400-500 tuổi xuất hiện, cũng bị cô ta một kiếm giết chết. Cho đến khi Hoa Huyền Khuyết cùng những kẻ có liên quan đến việc năm đó chết hết, cô ta mới dừng lại. Bộ quần áo màu trắng mặc trên người hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ, toàn bộ nhà họ Hoa bị bao phủ bởi máu tanh, trên 9 tầng mày, mây đen cuồn cuộn, mưa xối xả như chút nước. Hoa Linh Vi cầm kiếm đứng đó, những thành viên may mắn còn sống của nhà họ Hoa đều run lấy bẩy. Cuối cùng, cô ta ngồi vào ghế gia chủ, thống nhất nhà họ Hoa. Cho dù là mấy kẻ cố hủ ngoan cổ cũng không thế không đồng ý, tất cả đều nhượng bộ. Thinh, thinh, một, thinh. Trời vừa sáng, thành thông thiên vang lên một loạt tiếng chuông cổ xưa kéo dài, lảnh lót, giống như âm thanh của bầu trời, truyền đến mọi ngóc ngách của thành thông thiên. Thời điểm này, vô số tu sĩ đang bế quan tu luyện đều lần lượt mở mắt, 2-3 ngàn người tới đây tham gia cuộc sát hạch của thông thiên các đều thức dậy, tập trung đi về cùng một hướng. Nơi đó là trung tâm của thành thông thiên. Thông thiên các nằm ở đây. Tiếng chuông vang lên, có nghĩa là cuộc sát hạch đã chính thức bắt đầu. Trong khách sạn thông thiên, Trần Đức cũng ngừng tu luyện, tinh quang trong mắt rực rỡ, tuy nhiên, loại ánh sáng thần thánh này nhanh chóng biến mất, trở nên giống như một người bình thường, không chút dậy sóng. Anh chàng này thực sự biến thái, trong thiên đài, Linh Lung than thở, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Trần Đức đã trở nên mạnh hơn. Tốc độ tu luyện này của anh quả thật là lao nhanh như bay, lao thẳng lên trời cao, chỉ cần có tài nguyên, mỗi ngày đều sẽ đột phá. Có điều, Trần Đức cố ý che giấu, cho dù là cô ta, trong chốc lát cũng sẽ không nhìn ra được cảnh giới thật sự của anh. Mặc dù không biết rõ cảnh giới, nhưng cô ta rất rõ, hiện tại, thần thức của Trần Đức đã có thể bước ra khỏi. Tiên đài được nửa bước. Không cần nói cũng có thể biết anh đã đạt đến mức độ khủng bố như nào. Sát hạch sắp bắt đầu. Nghe thấy bên ngoài không ngừng vang lên tiếng chuông đồng, Trần Đức hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm trạng. Đúng vậy, nhóc, nhóc phải cố lên, để những người hôm nay đến tham gia sát hạch cùng những thế lực tuyển chọn thấy thế nào mới là thiên tài, yêu nghiệt, Linh Lung cười khanh khách nói. Tôi tính gì là yêu nghiệt, thiên tài chứ, Trần Đức lắc đầu, trong số những người đồng trang lứa ở Vân Tiêu Giới, hẳn là có nhiều người không tệ hơn tôi đi. Linh Lung có chút cạn lời, Trần Đức có thể so với những kẻ ở Vân Tiêu Giới đó sao? Chưa nói đến vấn đề tài nguyên cằn cỗi của trái đất, hoàn cảnh tu luyện giữa anh và Vân Tiêu Giới khác nhau một trời một vực, Trần Bát Hoang đang uống thuốc bổ, dùng linh đan hàng ngày, cũng không so được với người ở Vân Tiêu Giới tu luyện bình thường một ngày. Cái này có thể so sánh sao? Có điều, không tự cao tự đại như thế cũng là một việc tốt, Linh Lung nói, quả thực là có người vượt qua anh. Hơn nữa còn có rất nhiều, nhưng, ngay cả ở Vân Tiêu Giới, anh cũng miễn cưỡng xem như không tệ rồi. Chỉ là miễn cưỡng thôi sao? Xem ra vẫn cần phải nỗ lực chăm chỉ hơn nữa. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh đến thông thiên các, nếu không sẽ bỏ lỡ mất, đừng quên mang theo bảng tên chứng minh thân phận. Tôi biết rồi. Trần Đức thu lại tâm tư, treo bảng tên có viết hai chữ Côn Luân trên thắt lưng rồi ra khỏi khách sạn. Đường phố bên ngoài sớm đã đông nghìn nghịt, ngoài những người tham gia sát hạch, còn có rất nhiều người đến xem, trong thành nhìn ra toàn là người. Hơn nữa, không ngoại lệ, thực lực của tất cả bọn họ không thấp hơn kim đan cửu trọng, thậm chí là võ giả siêu cấp địa tiên. Nhìn thoáng qua có lẽ có tới 100.000 người. Trần Đức vô cùng cảm khái thăng 100.000 cường giả, tùy tiện lấy ra một người, cũng có thể trấn áp được Côn Luân. Cũng chẳng trách bọn họ lại xem thường coi khinh trái đất. Nếu so sánh, trái đất thực sự quá yếu, giống như một chiếc bèo tấm ngoài biến khơi, quá nhỏ bé. Theo hướng của dòng người, sau nửa giờ, cuối cùng Trần Đức cũng đến một bức tường thành cao ngất. Tường thành màu đỏ son, cao vút tầng mây, trên đoạn cao nhất của tường thành viết ba chữ như rồng bay phượng múa, rực rỡ chói lọi. Thông thiên các, ba từ khí thế vững vàng, mang theo đạo vận không thể giải thích được, chỉ cần nhìn thoáng qua liền khiến người ta nhìn mà phát sợ. Hít sầu một lần nữa, kìm nén chút phấn khích, Trần Đức nâng bước chân chuẩn bị tiến vào. Chỉ là,
Đúng vào lúc này, phía sau đột nhiên có một bàn tay kéo anh ra, sau đó một giọng nói truyền đến tai anh, mau trở lại, không muốn sống nữa sao, còn không tránh ra, cậu bàn đến rồi, đừng cản đường. Hai mắt Trần Đức híp lại nhìn về phía sau, vốn định nổi ỉ giận, lại phát hiện người kéo anh không có ác ý. Phía sau là một người đàn ông mập mạp, thân hình tròn trịa, mặc áo đạo sĩ đen trắng đan xen, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt mang theo vẻ thận trọng. Trần Đức vừa đẩy ra, đằng xa có một đám người nghênh ngang đi tới, bàn chiến mặc áo dài, khuôn mặt thanh tú trắng ngần, một đám nam nữ vải quanh như chúng tinh phủng nguyệt. Hắn vừa xuất hiện, phía trước cổng thông thiên các đang ồn ào bỗng rơi vào im lặng, không ai dám lên tiếng, lặng lặng nhìn hắn đi qua. Mà hắn không nhìn đến bất kỳ ai, bước thẳng vào thông thiên các. Đối với những người khác mà nói trước cống cực kỳ đông đúc, còn hắn lại vào trong trôi chảy không chút cản trở. Bởi vì, người cản trở hắn, đã biến thành xác chết. Đợi bọn họ tiến vào, đạo sĩ mập thờ phào nhẹ nhõm, khí thế thật mạnh mẽ, không hổ là người xếp thứ nhất trong bảng hào kiệt. Người anh em, cậu phải cảm ơn tôi đã kịp thời kéo cậu lại, bằng không bây giờ cậu đã chết rồi. Đạo sĩ mập cười khà khà nhìn đến Trần Đức, sau khi nhìn thấy bảng tên trên thắt lưng Trần Đức, liền kinh hãi. Cậu là Trần. Nói đến đây, giọng nói của anh ta đột nhiên đè thấp xuống, Trần Bát Hoang. Là tôi. Trần Đức mỉm cười gật gật đầu, anh là người duy nhất của trái đất đến thành thông thiên, bị đạo sĩ nhận ra không có gì là lạ. Ngưỡng mộ đã lâu, đạo sĩ mập bắt tay Trần Đức rồi tự giới thiệu, tôi là Đoạn Nguyên, người anh em, mấy ngày nay câu chuyện của cậu đã truyền khắp thành thông thiên. Vậy sao? Một, Trần Đức nói, chắc hắn không phải là lời tốt đẹp phải không? Đúng vậy, khà khà, Đoạn Nguyên ngại ngùng nói, nhưng không quan trọng, sinh ra trên trái đất, có thể lọt vào top 10 của bảng hào kiệt đã là rất châu bò rồi phải không? Người khác không coi cậu ra gì, nhưng tên mập tôi thấy cậu rất được. Trong lúc trò chuyện, cả hai cùng bước vào cống, lúc bước qua cổng dường như cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi. Lọt vào tầm mắt là một nơi siêu to. Nhìn thoáng qua hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối, mà trên quảng trường đông nghịt người qua lại, nhấp nhô giống như cả một vùng nước mênh mông. Úi, nhiều người thật, nghe nói những lần sát hạch trước của thông thiên các nhiều nhất cũng chỉ có 30 đến 50 ngàn người đến xem, không ngờ lần này lại có 100 ngàn người tới, Đoạn Nguyên thốn thức cảm thán, dáng vẻ kinh ngạc. Trần Đức cũng ngạc nhiên, đánh giá mọi thứ xung quanh, quảng trường rộng lớn không giới hạn, có thể chứa ít nhất 500 đến 600 ngàn người. Có lẽ 100.000 người tập trung ở đây cũng không chen chúc. Nhìn ra xa hết tầm mắt, điểm cuối của quảng trường có một tòa tháp vừa cao vừa to, cả tòa tháp là một màu đen. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 22.